vì cái gì gọi bọn chúng là thần tà, mà không gọi là thần linh? Bởi vì có liên quan tới phương thức tu luyện của thần tà. Những tượng thần này sinh ra thần, muốn trở nên cường đại thì quyết định xem người tín ngưỡng nó bao nhiêu, hương khói bao nhiêu, chỉ có người tin tưởng nó, tế bái nó, thần thông của nó mới trở nên cường đại hơn. Cho nên vì đạt được thêm tín ngưỡng và hương khói, phần lớn thần tà đều chế tạo ra rất nhiều tai nạn, mọi người tới quỳ lạy nó, cầu khẩn nó, sau đó tai nạn chấm dứt, mọi người sẽ tin nó, như vậy tích lũy tháng ngày, lực lượng thần tà càng trở nên cường đại hơn. Cho nên thần chính thức cũng không phải hóa thân chính nghĩa, cho nên được gọi là thần tà. Đương nhiên khi thần tà đạt tới cảnh giới cực cao, có thể chóc ra khỏi tượng đất, ngưng tụ thành thân thể, hành tẩu trên thế gian, trừ ma vệ đạo, thành lập thần quyền của mình, cho nên trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện thần tiên. Thời điểm này là lúc thần tà bắt đầu làm chuyện tốt. Giống như một ít ác nhân sau khi đạt tới độ cao nhất định, sẽ bắt đầu làm từ thiện, rửa sạch quá khứ của mình, trở thành tồn tại được người ta kính ngưỡng, lưu danh trăm đời. Đây chính là thần tà. Sở dĩ trong thần tấn vương triều rất ít nhìn thấy tồn tại linh dị này, hẳn là trước kia thật lâu đã có người mở ra loại địa phương như âm dương hai giới. Một khi có thi tà, quỷ tà, thần tà ra đời, sẽ có người chuyên môn đưa chúng tới âm dưới, sẽ không để cho chúng tồn tại trên đời này, bị âm giới quản thúc. Đây là một loại trật tự. Vào thời thượng cổ khẳng định xuất hiện một vị đại hiền mới thành lập trật tự như vậy, bằng không thì thần tấn vương triều sẽ hỗn loạn hơn hiện tại gấp 10 lần. Đương nhiên nữ ma xuất hiện đã đánh vỡ trật tự này, có lẽ âm giới chi mẫu cũng không thể thu phục nàng vào trong gamma giới, cho nên bỏ mặc nàng ở Nam Thái phủ tàn sát sinh linh. Đương nhiên cũng có thể bởi vì thần tấn vương triều sinh ra biến cố quần long phệ thiên, âm dương hai giới cũng bị liên lụy, cho nên âm giới chi mẫu không rảnh bận tâm nữ ma. Tổ phòng ngân câu phiệt sinh ra quỷ tà, lực lượng âm giới không cách nào thẩm thấu vào trong tổ phòng ngân câu phiệt, không có đi bắt nó, chỉ có thể mặc cho quỷ tà phát triển ở đây, hy vọng nó không có đạt tới trình độ quỷ vương tam kiếp, bằng không chúng ta hôm nay rất khó sống sót. Sắc mặt Phong Phi Vân ngưng trọng. Quỷ hồn không thể tồn tại trên thế gian này, thường cách một đoạn thời gian sẽ có thiên lôi đánh xuống, đuổi giết quỷ hồn, không cho chúng tồn tại trên thế gian. Quỷ tà chính là cường giả trong quỷ hồn, giống như tu tiên giả trong nhân loại, tới trình độ nhất định sẽ tao ngộ thiên phạt lôi kiếp. Vượt qua một lần lôi kiếp, được xưng là một kiếp lệ quỷ. Vượt qua hai lần lôi kiếp, được xưng là hai kiếp lệ quỷ. Vượt qua ba lượt lôi kiếp, được xưng là tam kiếp quỷ vương. Vượt qua bốn lần lôi kiếp, được xưng là bốn kiếp quỷ vương. Nhưng mà quỷ tà tu luyện càng không được thiên địa tán thành, cho nên thiên kiếp càng khủng khiếp hơn thi tà. Lệ quỷ vượt qua hai lần thiên kiếp rất ít, có thể vượt qua ba lượt lôi kiếp quỷ vương càng thưa thớt. Lực lượng tam kiếp quỷ vương lực lượng tương đương tu sĩ cự phách, cho nên Phong Phi Vân mới lo lắng, nếu tao ngộ loại quỷ vương này, dùng tu vị của hắn và Đông Phương Kính Nguyệt căn bản không có cơ hội cầu cứu. Nhanh thu hồi Hạo Thiên Linh Kính, linh có tác dụng cực kỳ nhỏ bé với quỷ vương. Phong Phi Vân phân phó. Đông Phương Kính Nguyệt hiểu quỷ tà không sánh bằng Phong Phi Vân. Giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời nghe Phong Phi Vân nói thu hồi Hạo Thiên Linh Kính, hỏi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Phương Kính Nguyệt không có tu luyện tầm bảo thuật, căn bản không phát hiện tung tích quỷ tà, càng là như thế càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Tuy nàng biểu hiện thập phần lạnh nhạt mà thong dong, nhưng mà vẫn có thiên hướng lựa chọn tới gần Phong Phi Vân. Lao ra! Trong mắt Phong Phi Vân mang theo thần sắc ngưng trọng, một tay kéo eo nhỏ Đông Phương Kính Nguyệt ôm vào trong ngực. Triển khai luân hồi tật tốc, tốc độ cao nhất lao ra khỏi tổ phòng. Phong Phi Vân đã có thể để xác định đối phương nhất định chính là tam kiếp quỷ vương, muốn bằng vào tốc độ luân hồi tật tốc lao ra khỏi tổ phòng, chỉ cần chạy đi, bằng vào thực lực của những lão tổ ngân câu phiệt thì chắc chắn có thể trấn áp được tam kiếp quỷ vương. Oanh! Một làn gió lạnh từ trên cao ập xuống, mang theo lực lượng to lớn làm cho người ta rét run, giống như băng sơn đụng vào trên người Phong Phi Vân hai người. Đánh bay hai người bọn họ vào trong tổ phòng. Hỏng bét, còn có tam kiếp quỷ vương thứ hai, mẹ kiếp, các y ngân câu phiệt cố ý nương dưỡng quỷ hay sao? Ngực Phong Phi Vân đau đớn kịch liệt, máu tươi chảy dài, huyết nhục mơ hồ, đối phương tu vị thật sự rất cao. Đông Phương Kính Nguyệt cũng không chịu nổi, áo trắng nhuốm máu, đổ mồ hôi đầm đìa, bị thương còn nặng hơn cả Phong Phi Vân, thân thể mềm mại phát run, hai chân đứng không vững. Dù sao nàng cũng là nữ tử,
cường độ thân thể không cách nào so sánh với Phong Phi Vân. Thật sự là xui, mỗi lần nhìn thấy ngươi là ta gặp phải chuyện không may. Phong Phi Vân phun nước bọt lên mặt đất, tràn đầy bọt máu, trong miệng đau đớn giống như có vô số lưỡi dao đâm vào, tuy nói như thế nhưng mà hắn vẫn ôm Đông Phương Kính Nguyệt lên vai, bay thẳng vào trong tổ phòng. Tu vị Đông Phương Kính Nguyệt trong thế hệ trẻ cũng là tuyệt đỉnh, thâm bất khả chắc, rất có thể còn trên cả Phong Phi Vân, nhưng lại không phải đối thủ của cự phách, tao ngộ cấp bậc tam kiếp quỷ vương cấp bậc cự phách đánh một kích, không có thể chất như Phong Phi Vân ngạnh kháng qua. Nàng đã trọng thương, linh khí trong người rất khó ngưng tụ, nếu không có Phong Phi Vân ôm nàng, nàng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tuy trong lòng nàng không thoải mái lời của Phong Phi Vân nói, nhưng lại không cách nào phản bác, lần thứ nhất gặp được Phong Phi Vân, trực tiếp đuổi giết Phong Phi Vân ngàn dặm. Lần thứ hai gặp được Phong Phi Vân thì tao ngộ thi tà công kích, xâm nhập cổ miếu trong lòng đất làm cho Phong Phi Vân thiếu chút nữa chết trong tay nữ ma. Lần thứ ba gặp được Phong Phi Vân bị trục xuất Phong gia, bị cường giả Phong gia vây giết. Lần thứ tư gặp được Phong Phi Vân, chính là ở bên ngoài thần đô, tao ngộ sát kiếp, Phong Phi Vân thiếu một ít chết oan chết uổng. Lần thứ năm gặp được Phong Phi Vân, khốn kiếp, ngay trong đại bản doanh Ngân Câu Phiệt còn bị tam kiếp quỷ vương công kích, điều này chẳng lẽ Phong Phi Vân không thể không nói nàng chính là ngôi sao mang tai họa cho hắn hay sao? Mỗi lần nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt, tất nhiên sẽ hỏng bét. Đông Phương Kính Nguyệt ghé vào lưng Phong Phi Vân, trong đôi mắt mang theo vài phần vui vẻ, đặc biệt mê người, say đắm tâm hồn người ta, nói. Chính là ôn thần phụ thể lên người của ngươi, lại muốn trách ta, ta còn không có trách ngươi mang vận rủi cho ta, uy, Phong ngu ngốc, ngươi vì sao chạy vào trong tổ phòng, đây không phải là chui đầu vào lưới hay sao? Chung quanh gió lạnh phần phật, có âm thanh kỳ quái phát ra, nghe được sởn hết cả gai ốc, thật giống như ma quỷ đang gào khóc. Càng tới gần tổ phòng, âm thanh này càng rõ ràng. Đây là quỷ ốc chân chính, cũng không biết có bao nhiêu quỷ vương đang ở bên trong chờ ăn sống người ta. Ánh mắt Phong Phi Vân ngưng trọng, nghiêm nghị nói. Bên ngoài tổ phòng có tam kiếp quỷ vương vây quanh, chúng ta căn bản trốn không thoát, hiện tại sinh lộ duy nhất của chúng ta là trốn vào trong tổ phòng, vào trong bức họa. Ngươi nói như thế, ta hiểu rồi, thời điểm chúng ta đi vào trong gian phòng, những quỷ tà kia không dám đi vào, nói rõ trong đó nhất định có đồ vật làm cho chúng kiêng kỵ. Đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt sáng ngời, nghĩ thông suốt ý đồ của Phong Phi Vân. Chợt, một cơn gió lạnh truyền từ phía sau tới, thập phần rét thấu xước, hàn khí thấu nhân tâm. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, kêu lên. Nắm chặt lấy ta. Nói xong lời này Phong Phi Vân hai tay thả Đông Phương Kính Nguyệt ra, ngón tay bất ấn quyết, đánh ra tiểu diễn thuật, một đạo hào quang ngưng tụ trên bàn tay, đánh gục lệ quỷ nhị kiếp hồn phi phách tán. Công kích vật lý không có hiệu quả với quỷ tà, nhưng mà tầm bảo sư lại hiểu biện pháp khắc chế quỷ tà, tiểu diễn thuật chính là hình thức ban đầu một trong bát thuật đại diễn thuật, có thể khắc chế quỷ tà. Mẹ kiếp, đây đúng là ổ quỷ, chẳng lẽ những cự phách Ngân Câu Phiệt các ngươi bình thường không có vào trong tổ phòng xem xét sao? Phong Phi Vân liên tiếp đánh gục bốn con quỷ tà, sau đó thở hổn hển nói ra. Bàn tay như bạch ngọc của Đông Phương Kính Nguyệt càng ôm chặt cổ của Phong Phi Vân. Cả thân thể mềm mại dán vào lưng hắn, lộ ra dáng vẻ phong đạm vân khinh, không nhanh không chậm nói. Tổ phòng chính là cấm địa, trừ phiệt chủ hoặc là người nắm giữ lệnh bài phiệt chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, ta khi còn bé có thể tiến vào tổ phòng một lần, cũng là bởi vì ta có vài phần tương tự tượng nữ thần ở bờ sông Tấn, cho nên mới phải được phiệt chủ đưa vào cổ phòng, người khác, kể cả ca của ta cũng không thể vào tổ phòng. Phong Phi Vân nhìn thấy dung mạo của nàng. Biết rõ dung mạo nàng giống như đúc tượng thần ở bờ sông Tấn, cho nên nàng cũng không giấu giếm Phong Phi Vân, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Theo như nàng nói như vậy, người có thể đi vào tổ phòng không nhiều, nhưng lại đều không có tu luyện tầm bảo thuật. Nếu như những quỷ tà kia cố ý ẩn nấp, cho dù tu vị Ngân Câu Phiệt Chủ thông thiên cũng không phát hiện ra. Trước mặt nhân vật như Ngân Câu Phiệt Chủ, huyết khí khổng lồ, tu vị cường hãn, nếu như hắn tới trước tổ phòng. Những quỷ tà này tự nhiên chỉ có thể che giấu, nhưng mà Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt chỉ là tiểu bối mà thôi, khiến quỷ tà không có cố kỵ, trực tiếp lao ra muốn ăn huyết nhục của bọn họ. Oanh! Một đạo hàn khí khôn cùng hiện ra, mang theo quỷ tiếu khiếp đảm nhân tâm, là một tam kiếp quỷ vương bay qua. Lực lượng tam kiếp quỷ vương không thể ngăn cản, Phong Phi Vân bị lực lượng của nó trùng kích khiếp máu huyết khó ngưng tụ,
liên tiếp trúng hai kích của tam kiếp quỷ vương, ngạnh kháng xuống thì cuối cùng cũng lao vào trong tổ phòng, té trên mặt đất. Ngao ngao! Bên ngoài gió lạnh phần phật, quỷ khóc thần gào, giống như có ngàn vạn lệ quỷ gào thét, có thể hù chết người nhát gan. Đám quỷ tà này không dám xông vào trong tổ phòng, dường như sợ hãi lực lượng nào đó. Phong Phi Vân cố nén đau đớn trên người, ngồi dậy lấy linh hạch ra, đặt trong bàn tay điều tức, căn bản không bị tiếng quỷ gào bên ngoài ảnh hưởng. Đông Phương Kính Nguyệt cũng bị thương, nhưng lại không có bị thương nặng như Phong Phi Vân, trừ lần đầu tiên bị công kích ra, tam kiếp quỷ vương công kích lần hai đã có Phong Phi ngăn cản giúp nàng, một mình một người vượt qua, không có bị thương gì cả. Đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt mang theo dị sắc, nhìn thấy trong tay Phong Phi Vân sau đó mới lấy hai linh thạch ra, đặt vào trong tay bắt đầu điều dưỡng. Nửa canh giờ sau, Phong Phi Vân thương thế đã khỏi được một nửa, huyết nhục vỡ ra trên người đã khép lại, khôi phục thất thất bát bát. Phong ngu ngốc, có thể a hát, liên tục ngăn cản ba kích của cường giả cự phách còn không có chết, chỉ sợ thiên tài trẻ tuổi cũng không ai có thể cường đại như ngươi cả. Đông Phương Kính Nguyệt đã khôi phục hành động, dáng người ngạo nghễ đứng dưới cổ họa, mang theo linh vận mỹ nhân mê người. Phong Phi Vân si mê nhìn chằm chằm vào nàng, đồng tử bắt đầu phóng đại, vừa rồi trong óc hắn có một loại ảo giác, Đông Phương Kính Nguyệt giống như đi ra từ trong bức cổ họa kia vậy, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, bởi vì Đông Phương Kính Nguyệt và bức họa sau lưng nàng quá tương dung, giống như vốn là một thể. Trong lòng Phong Phi Vân hồi tưởng lại những lời mà Đông Phương Kính Nguyệt đã từng nói qua. Tổ phòng chính là cấm địa, trừ phiệt chủ thì chỉ có người nắm giữ lệnh bài phiệt chủ mới đi vào được. Còn lại kẻ nào cũng không thể tiến đến, ta khi còn bé, có thể tiến vào tổ phòng một lần, đó là bởi vì ta có vài phần tương tự nữ thần Sông Tấn, cho nên mới Dudo Shiji phiệt chủ đưa đến tổ phòng. Đông Phương Kính Nguyệt khi còn bé có bộ dáng khác biệt hiện tại rất lớn, nhưng mà khi đó làm sao có thể nhìn ra nàng có vài phần tương tự nữ thần Sông Tấn được. Phải biết rằng tổ phòng chỉ có phiệt chủ mới có thể đi vào, khi Đông Phương Kính Nguyệt còn bé đã tới nơi đây. Hơn nữa trong trí nhớ của nàng có ấn tượng mơ hồ với cổ họa. Phong Phi Vân nhìn qua dung mạo tú lệ mê người của Đông Phương Kính Nguyệt, một ý niệm đáng sợ hiện ra trong đầu của Phong Phi Vân. Chẳng lẽ, Đông Phương Kính Nguyệt căn bản cũng không phải là đệ tử Ngân Câu Phiệt, nàng đi ra từ trong bức họa kia. Cho nên khi còn bé nàng có ấn tượng ngây thơ với bức cổ họa, Ngân Câu Phiệt chủ giấu giếm sự thật. Đây mặc dù chỉ là suy đoán của Phong Phi Vân. Rất có thể cũng không phải sự thật, nhưng mà nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh được, sinh ra sóng to gió lớn. Người đang nhìn cái gì? Đôi mắt dễ thương Đông Phương Kính Nguyệt nháy vài cái, lụa trắng trên mặt đung đưa, lộ ra tiên nhan giống như Thủy Nguyệt Đình, hai người giống nhau như đúc. Mà đúng lúc này trong mắt Phong Phi Vân kinh hãi càng đậm, trong mắt mở to. Bức cổ họa sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt không ngừng sinh ra gợn sóng. Một góc cổ họa vẽ phác thảo miếu nữ thần Sông Tấn không ngờ sáng lên, kéo thân thể Âm Phương Kính Nguyệt, thật giống như trong cổ họa có bàn tay kéo lấy nàng, kéo nàng vào bên trong. Đông Phương Kính Nguyệt bay vào trong cổ họa, Phong Phi Vân vội vàng tiến lên. Đây là chấn động kỳ dị, giống như không gian và thời gian va chạm, có cảm giác như thế giới khác mở ra. Phong Phi Vân đuổi theo bộ pháp Đông Phương Kính Nguyệt, xâm nhập vào trong cổ họa, bức họa này rung động thôn vệ hai người. Biến mất trong gian phòng cổ xưa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta cảm thân thể như sắp hòa tan. Đông Phương Kính Nguyệt kiến thức dù sao không có rộng như Phong Phi Vân, tao ngộ loại sự kiện thần dị này, trong lòng có chút sợ hãi không hiểu. Đó cũng không phải nói Đông Phương Kính Nguyệt là người nhát gan, can đảm của nàng trong các nữ tử Phong Phi Vân gặp qua, rất ít người có thể sánh bằng nàng được. Nhưng quay mắt về phía không biết, quay mắt nhìn bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chỉ cần là người có thất tình lục dục, sẽ sợ hãi, sẽ biết sợ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng đầy bụng nghi vấn, nhưng lại bình tĩnh nhiều lắm, nắm thật bàn tay ngọc mềm mại, nhìn qua dung mạo phong hoa tuyệt đại của nàng, giống như nhìn thấy Thủy Nguyệt Đình lúc trước, bộ dáng mềm mại đáng thương của nàng, thật sự rất giống. Phượng Phi Vân, ta sợ hãi, lôi điện dường như đang bổ ta. Thủy Nguyệt Đình chăm chú rúc vào trong ngực Phượng Phi Vân, vùi gương mặt vào trong lòng của hắn. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy. Phượng Phi Vân ôm nàng vào ngực, mỉm cười. Nó dám bổ ngươi, ta sẽ bổ nó trước. Ống tay áo vung lên, thiên lôi khắp thiên địa bị cuốn đi, bầu trời khôi phục thanh minh, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện trong thiên địa, ánh mặt trời đẹp quá,
tất cả giống như trở lại ngày đó, làm cho không người nào có thể quên mất. Hoàng hôn Bắc Hải luôn đẹp như vậy, thế nhưng mà đêm xuống lại thê lãnh mà hắc ám, làm cho người ta cảm giác được sợ hãi, làm cho người ta như rơi vào hầm băng, cái gì cũng không nhìn ra, cơ hồ tất cả cảnh đẹp đều bị hắc ám thôn phệ. Ngày nào đó ngồi ở Bắc Hải, ngắm hoàng hôn cuối cùng, Thủy Nguyệt Đình phát ra một tiếng u thán. Tiếng thở dài này làm cho Phượng Phi Vân cũng cảm thấy sầu não. Vì vậy cùng ngày, Phượng Phi Vân liền đi tới địa vực xa xôi, bước vào tinh không, mạo hiểm nguy cơ mất phương hướng trong tinh không vô tận, hái một ngôi sao đọng ở trên không trung Bắc Hải, tạo thành trăng sáng. Ánh trăng thật đẹp chiếu vào nước Bắc Hải, tỏa ra hào quang sáng lạn nhất. Từ đó Bắc Hải không còn tối tăm. Phượng Phi Vân kéo tay Thủy Nguyệt Đình ngắm trăng dưới biển, ôm nàng vào trong ngực, Phượng Phi Vân cười chỉ trời cao, nói. Trăng trên bầu trời thật đẹp, trong nước một vòng ánh trăng, trăng này còn đẹp hơn. Thủy Nguyệt Đình nhẹ nhàng gối đầu lên vai của hắn, đôi mắt dễ thương ẩn chứa sương khói, nói. Cùng đẹp. Phượng Phi Vân lắc đầu, ôn nhu cười nói bên tai của nàng. Trăng trong ngực ta đẹp nhất. Thủy Nguyệt Đình xác thực rất đẹp. Còn đẹp hơn trăng trên bầu trời, nhìn nàng đã đủ khiến Phượng Phi Vân quên đi tất cả mọi thứ. Cũng chính vì thế khi Phượng Phi Vân ngã xuống dưới chân của nàng, trăng màu máu tươi thật sự chói mắt. Mặc dù có hận, nhưng trí như mỹ hảo vẫn khó phai mờ. Ngươi lại đang nhìn cái gì? Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt bất thiện, nhìn thấy ánh má Phong Phi Vân vẫn nhìn nàng, cho rằng Phong Phi Vân lại đang thi triển thần thông thiên nhãn. Phong Phi Vân đột nhiên kéo mạnh nàng qua. Ôm vào trong ngực, cánh tay giống như sắt thép ôm chặt lấy nàng, đột nhiên nói. Rốt cuộc là vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì, rốt cuộc là. Phong Phi Vân, ngươi làm đau ta. Thương thế trên người Đông Phương Kính Nguyệt còn chưa khỏi hẳn, dãy giụa trong ngực Phong Phi Vân. Trên trán Phong Phi Vân đầy mồ hôi, chậm rãi thả Đông Phương Kính Nguyệt ra, hít sâu một hơi, nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đông Phương Kính Nguyệt lui ra sau hai bước, xoa xoa cánh tay ngọc, ánh mắt như trăng sáng, nói. Ngươi lại xem ta thành Thủy Nguyệt Đình rốt cuộc là ai, vì sao ngươi hận nàng thấu xương thế, muốn giết nàng cho thống khoái, mà có thời điểm lại si mê thống khổ, muốn ôm nàng vào ngực thật chặt. Phong Phi Vân bình phục chấn động trong lòng, ánh mắt trở nên kiên cố mà chấn định, nói. Ngươi đây cũng không cần quản, ở trong họa quyển này chắc chắn có đáp án. Khí tức tang thương và cổ xưa ập tới, mang theo mùi thơm của mực, ánh mắt lẫm liệt, Phong Phi Vân kéo Đông Phương Kính Nguyệt ra phía sau nàng, nói. Người vẽ bức tranh này là nhân vật có đại thần thông, bức tranh đã thông linh, chịu tải thế giới cảnh đẹp trong tranh, loại thế giới cảnh đẹp này không ổn định, có rất nhiều nguy hiểm không biết, không cẩn thận là chúng ta chọn đời không thể ra ngoài được. Sau khi tiến vào thế giới trong tranh, đi theo đằng sau ta, không thể sai lầm nửa phần. Phong Phi Vân biết rõ trong truyền thuyết có một ít họa thánh, họa tiên, vẽ bức họa thì trong bức họa hình thành thế giới, người pháp lực cường đại vẽ tranh chịu tải cả thế giới, quả thực không khác gì thế giới chân thật. Nhưng mà người không thể nào vô duyên vô cớ tiến vào trong bức họa được, chỉ có người được ý niệm của người vẽ chỉ định mới có thể tiến vào bức họa mà thôi. Thế giới trong bức tranh này có lẽ tồn tại manh mối nào đó. Bá! Xuyên qua một màn nước. Hai người đáp xuống vùng đất xa lạ nhưng quen thuộc, cảnh vật chung quanh hoàn toàn giống quỷ thôn như đúc. Có gió, có ánh mặt trời, có âm thanh lá cây xào xạc, có nước chảy róc rách. Mà đúng lúc này, trên bức họa cổ trên vách tường có một nam một nữ, cả hai dựa sát vào nhau, đứng dưới thần miếu, trên người nét mực chưa khô, giống như mới bị người ta vẽ lên. Chúng đi tới nơi này, nó giống như đúc quỷ thôn. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần miếu, nói. Không thấy tượng nữ thần sông Tấn. Miếu thờ thấp bé, bên trong có đèn đang sáng, nhưng mà bên trong lại trống rỗng, tượng thần nữ thần sông Tấn đã biến mất. Đông Phương Kính Nguyệt cảm toàn thân không được tự nhiên, sau khi tới nơi này nàng có cảm giác như có thứ gì đó chui vào trong óc của nàng, bạch ngọc cổ thuyền trong mi tâm đột nhiên tỏa sáng, giống như muốn lao ra khỏi người của nàng. Ngươi sao thế? Phong Phi Vân phát giác được nàng biến hóa. Đông Phương Kính Nguyệt không có nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trên người vầng sáng lượn lờ, thân thể giống như hóa thành trong suốt, ngọn đèn trong thần miếu chiếu lên người của nàng phát ra hào quang kỳ dị. Phong Phi Vân giờ phút này cũng không thể hiểu được,
nàng đã tao ngộ cái gì, đành phải thủ hộ bên người nàng, cảnh giác bốn phía. Ngươi như thế nào? Một âm thanh vang lên. Phong Phi Vân nhíu mày, rốt cuộc là người phương nào đang nói chuyện, chẳng lẽ trong thế giới bức họa này còn có người khác sao? Phong Phi Vân vận chuyển linh khí, ánh mắt quét qua bốn phía, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, càng là như thế càng khiến tâm thần của người ta run sợ, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cút ra đi! Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cút ra đi! Đối phương học ngữ khí noise huyện của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhướng mày, tự nhủ. Chẳng lẽ là hồi âm? Chẳng lẽ là hồi âm? Âm thanh vang lên. Thật sự là hồi âm. Phong Phi Vân lại nói. Thật sự là hồi âm. Học ta nói chuyện, chết cả nhà. Phong Phi Vân nói. Học ta nói chuyện, chết cả nhà. Ta là Phong Phi Vân, người tốt đệ nhất thiên hạ. Phong Phi Vân nói. Ta là Phong Phi Vân, người tốt đệ nhất thiên hạ. Ta gọi Phong Phi Vân, không là Vân Phi Phong. Phong Phi Vân nói. Ta gọi là Phong Phi Vân, không là Vân Phi Phong. Ta gọi là Phong Phi Vân, không gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không ngừng hét lên. Ta gọi Phong Phi Vân, không gọi Vân Phi Phong. Phong Phi Vân cười to lên, bàn tay ngưng tụ linh quang, nói. Chơi với ta, ngươi còn non lắm. Người xấu, bị phát hiện, bị phát hiện. Một con chim nhỏ toàn thân có hỏa diễm bốc cháy từ ngọn đèn trong miếu nữ thần sông Tấn bay ra, nó bay lên đỉnh miếu thờ, đôi cánh run run. Ngọn lửa trên ánh đèn miếu nữ thần sông Tấn là do nó biến thành. Vừa rồi Phong Phi Vân cũng không có quá mức chú ý, con chim này ngồi xổm trong chén đồng không nhúc nhích, Phong Phi Vân còn tưởng rằng nó là bấc đèn. Khó trách mình không cách nào tìm được nó. Thì ra là chim chóc học người ta nói chuyện, chính là bắc đèn của thần miếu, là khởi nguồn của ngọn lửa. Con chim này đại khái lớn như lòng bàn tay, rất giống con vẹt, nhưng mà lông vũ toàn thân màu đỏ thẫm, cái đuôi như đuôi phượng hoàng, nó rất dài, mang theo 9 lông đuôi. Miệng nó rất dài, kéo dài tới yết hầu, rất giống như vẹt. Phong Phi Vân nhìn thấy con chim này thì tức giận, con chim hỗn trướng này trừ cái đầu vẹt ra, quả thực chính là một con phượng hoàng. Phượng hoàng mọc ra vẹt đầu, đây quả thật là vũ nhục phượng hoàng. Chim chết, xuống đây nhận lấy cái chết. Phong Phi Vân trầm giọng nói. Không lễ phép, không lễ phép, gọi là Vân Ca, gọi là Vân Ca. Con vẹt đứng trên đỉnh miếu thờ, nhút nhát e lệ nói với Phong Phi Vân. Nó hơi nhát gan, nhưng mà ngoài miệng không chút mềm yếu gì đó. Vân Ca, Vân đại gia mày, lão tử lăn lộn như vậy, cũng không dám gọi Vân Ca. Ngươi chỉ là con chim nhỏ như lòng bàn tay, dán bảo ta gọi là Vân Ca. Phong Phi Vân đã chịu đủ con chim này rồi, định tiến lên tiêu diệt nó. Mà đúng lúc này Đông Phương Kính Nguyệt đứng lên, trên người trơn bóng như mây, ôn nhu nói. Là Vân Cáp, tóc nàng dài như thác nước, trên người tiên mang lượn lờ, da thịt như thần ngọc, tản mát mùi thơm như tiên thảo, ngoắc ngoắc. Vân Cáp, qua đây. Vân Cáp vỗ cánh bay lên vai thơm của nàng. Dùng đầu cọ nhẹ vào mặt của nàng, thân mật nói không nên lời. Vân, Cáp, thì ra là chim bồ câu. Phong Phi Vân im lặng, không ngờ chỉ là con chim bồ câu. Là Vân Cáp, là Vân Cáp. Nghe được Phong Phi Vân nói thế thì nó bất mãn kêu to lên, kê y không ngừng nghỉ, Phong Phi Vân nghe xong lại bực bội. Đông Phương Kính Nguyệt trở nên khác trước, nếu nói là lúc trước, Phong Phi Vân còn có thể cảm nhận được thất tình lục dục của nữ nhân. Như vậy hiện tại trên người đã không còn những thứ này, nàng thật giống như đã siêu phàm thoát tục, hóa thành tiên nữ hồng trần. Trên người nàng tiên khí mờ mịt lượn lờ, say mê hấp dẫn người ta, thật giống như bức tượng nữ thần sông Tấn, làm cho người ta có cảm xúc muốn quỳ bái. Rốt cuộc vừa rồi nàng trải qua cái gì, vì sao trước sau lại biến hóa lớn như thế? Phong Phi Vân, ngươi cũng nên giao một thứ cho ta a. Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt đảo qua. Nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Loại ánh mắt này có cảm giác không nói nên lời, nhưng mà Phong Phi Vân lại có thể cảm được ánh mắt của nàng đã khác với lúc trước. S. Cái gì? Phong Phi Vân nói. Vạn gia đăng hỏa. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Vạn gia đăng hỏa chính là một bức thần đồ trong miểu quỷ ban chỉ, giống như long mã hà đồ. Vì sao nàng biết? Nàng lấy vạn gia đăng hỏa làm gì? Mi tâm Đông Phương Kính Nguyệt có bóng dáng bạch ngọc cổ thuyền nhảy nhót, toàn thân óng ánh giống như trăng sáng,
chậm rãi bay ra khỏi mi tâm của nàng, lực lượng mênh mông bay ra khỏi bạch ngọc cổ thuyền, một đạo hào quang bắn thẳng vào viện chỉ màu đen trên ngón tay Phong Phi Vân. Rầm rầm, miểu quỷ ban chỉ đã bị cảm ứng, nó chuyển động thật nhanh, sáu bức thần đồ chóc ra, hóa thành sáu bức bản đồ cổ, trong đó có một bức thần đồ bay ra ngoài tiến về phía bạch ngọc cổ thuyền. Đây chính là vạn gia đăng hỏa. Hơn vạn đạo hào quang nhảy lên trong không khí, phát ra hào quang lờ mờ, bao phủ không gian chung quanh bạch ngọc cổ thuyền, một đạo thiên âm từ trên cao vang vọng các nơi. Cảnh thần dị này chẳng khác gì ngàn vạn ngôi sao đang chiếu sáng, ánh sao đang vây quanh mặt trăng. Vạn gia đăng hỏa chính là bầu trời sao. Bạch ngọc cổ thuyền chính là trăng sáng. Phong Phi Vân cũng ngừng thở, lặng lặng nhìn qua cảnh này, hắn cảm giác không có sai. Thanh đồng cổ thuyền đối ứng lấy long hổ hà đồ, mà bạch ngọc cổ thuyền đối ứng vạn gia đăng hỏa, như vậy còn lại 5 bức thần đồ. Miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân chuyển động thật nhanh, trong tối tăm sinh ra liên hệ nào đó với bạch ngọc cổ thuyền. Thần thái đông phương kính nguyệt mờ ảo, tinh mâu sáng tắt, cánh tay trắng như ngọc của nàng vung lên, nhẹ nhàng nâng bạch ngọc cổ thuyền, ngàn vạn ngọn đèn dầu đang vây quanh nàng nổi bật như nữ thần. Ngọn đèn dầu như bầu trời sao lập lòe, trường tồn vĩnh hằng. Vạn gia đăng hỏa, phần thiên nấu hải. Đông phương kính nguyệt phùng ống tay áo lên, bạch ngọc cổ thuyền bỗng nhiên bay ra ngoài, một tiếng nổ vang bộc phát thần quang chói mắt, vạn gia đăng hỏa càng sáng ngời hơn, chúng giống như ngàn vạn hỏa cầu thiêu đốt thế giới. Bầu trời hóa thành biển lửa, tầng mây mất đi, mặt đất khô cằn, đá biến thành bụi, khói đặc cuồn cuộn, biển cả sôi trào. Thế giới trong tranh bị thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Bá! Cuối cùng hai đạo bạch quang là Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt trở lại gian tổ phòng, đứng trên mặt đất, mà bức họa trên vách tường bị thiêu cháy, cuối cùng hóa thành cho tàn. Hai mắt Phong Phi Vân co rụt lại, ngưng trọng nói. Rốt cuộc ngươi trải qua cái gì trong bức tranh? Mi tâm Đông Phương Kính Nguyệt có hào quang chớp động, thu hồi bạch ngọc cổ thuyền, biến mất vô tung. Nàng mang mạng che mặt, da thịt tinh khía, đôi mắt đen trắng phân minh không mang theo hạt bụi, thản nhiên nói. Phong Phi Vân, người yêu Thủy Nguyệt Đình không? Phong Phi Vân hơi sững sờ. Bên ngoài còn có quỷ tà gào thét, có gió lạnh thổi tới, nhưng mà hai người trong tổ phòng trầm mặc. Thật lâu sau, Phong Phi Vân mới nói. Người sau này tốt nhất không nên hỏi vấn đề này với ta, thậm không nên nhắc tới nàng. Ngươi là không dám trả lời, hay không muốn trả lời? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ta cảm thấy không cần thiết phải nói với ngươi. Phong Phi Vân nói. Vậy được rồi. Đông Phương Kính Nguyệt không hỏi thêm, nàng trực tiếp đi ra ngoài tổ phòng, nàng gọi bạch ngọc cổ thuyền ra, vô số ngọn đèn dầu bay múa chung quanh nàng, những quỷ tà nhìn thấy hỏa quang này giống như gặp quỷ, tránh lui ra xa, không dám chạm vào. Ngay cả hai con tam kiếp quỷ vương bị ánh lửa uy hiếp, đều nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Hai người được hỏa diễm của bạch ngọc cổ thuyền yểm hộ, rốt cục chạy ra khỏi tổ phòng, rời khỏi cấm địa này. Sau khi rời khỏi cấm địa, Đông Phương Kính Nguyệt mang tất cả tao ngộ bên trong nói với Ngân Câu Phiệt Chủ, sắc mặt Ngân Câu Phiệt Chủ thập phần ngưng trọng, trải qua một phen điều hành lại tiếp kiến Phong Phi Vân. Thật sự là xin lỗi A Hát, không nghĩ đến trong Ngân Câu Phiệt lại sinh ra quỷ vật, làm cho thần vương đại nhân chấn kinh, nhưng mà không sao. Ta đã phái mấy vị tầm bảo sư cường đại đi tiêu diệt quỷ vật rồi. Sắc mặt Phong Phi Vân nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, sau đó nói. Có mấy lời vãn bối muốn một mình nói với Đông Phương Phiệt Chủ. Ngân Câu Phiệt Chủ ánh mắt hơi híp lại, sau đó nói. Kính Nguyệt Nhi, người đi xuống trước đi, mang 8 loại linh dược tới. Đông Phương Kính Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lúc này chậm rãi lui ra. Thần vương đại nhân có chuyện gì, bây giờ nói đi. Ngân Câu Phiệt Chủ thập phần hiền lành, mặc dù lớn tuổi hơn Phong Phi Vân rất nhiều, nhưng mà vẫn ngang hàng luận giao như trước. Phong Phi Vân trầm tư một lát, mới nói. Ta đã thấy dung mạo Đông Phương cô nương. Nghe nói như thế nụ cười của Ngân Câu Phiệt Chủ cứng đờ. Dung mạo Đông Phương Kính Nguyệt lớn lên giống như đúc nữ thần Sông Tấn, đây tuyệt đối là chuyện không bình thường, một khi truyền đi. Nhất định có rất nhiều người sẽ đi tới Ngân Câu Phiệt hỏi thăm nguyên do, cho dù Ngân Câu Phiệt thế lực khổng lồ cũng không ngăn nổi người trong thiên hạ. Ngân Câu Phiệt chủ châm trước một lát, lắc đầu liên tục thở dài. Phong Phi Vân lại nói. Thỉnh Phiệt chủ yên tâm, việc này vãn bối nhất định thủ khẩu như bình, nhưng mà có một việc,
vãn bối hết sức tò mò, đi tổ phòng một chuyến thì ta càng hiếu kỳ, càng muốn hỏi. Người có nghi vấn gì? Ngân Câu Phiệt chủ nói. Phong Phi Vân nói. Ngân Câu Phiệt và nữ thần Sông Tấn có sâu xa gì? Ngân Câu Phiệt chủ trầm tư thật lâu, mới nói. Tin tưởng thần vương đại nhân cũng đã nghe qua câu chuyện về nữ thần Sông Tấn, cũng biết nghe đồn về lưỡng nhân thôn, kỳ thật nói nữ thần Sông Tấn là tổ tiên của Ngân Câu Phiệt cũng không đủ. Ngân Câu Phiệt chủ đứng lên, dẫn Phong Phi Vân tới nhà thờ tổ Ngân Câu Phiệt, giữa ngón tay bắn ra một đạo linh quang, hai bức cổ tranh cổ xưa cuộn tròn lại, lộ ra hia linh vị, trong đó một bức họa có hình nữ tử, gióng thủy nguyệt đình như đúc. Đây là bức họa vạn năm trước. Thần sắc Phong Phi Vân kích động, hắn dám khẳng định cô gái này nhất định là Thủy Nguyệt Đình không thể nghi ngờ. Ngân Câu Phiệt chủ nói. Cái gọi là lưỡng nhân thôn, hai người kia chính là hai vị tổ tiên của Ngân Câu Phiệt, Đông Phương và Nguyệt Lượng, bọn họ chính là thân huynh muội. Sau khi Nguyệt Lượng tổ tiên biến mất, Đông Phương tổ tiên cưới vợ sinh con, sinh sôi nảy nở ra Ngân Câu gia tộc chúng ta, phát triển vạn năm mới có cơ nghiệp hôm nay. Trong nhà thờ tổ Ngân Câu Phiệt, Phong Phi Vân suy nghĩ cũng nhớ về vạn năm trước, giống như vạn năm trước làm bạn tri kỷ với Thủy Nguyệt Đình. Nếu Thủy Nguyệt Đình thật sự là một tổ tiên của Ngân Câu Phiệt, như vậy nàng với tu vị kinh thiên động địa đã quay về đây. Sau khi ta trọng sinh, nàng đã từng trở về cố hương, trong tối tăm có liên hệ gì? Hay hoặc là nói nàng biết ta nhất định trọng sinh về vạn năm sau? Phong Phi Vân cảm giác trong đó có nghi hoặc trùng trùng. Tượng thần to lớn bên bờ sông Tấn, phía trên thai nghén thần vận căn bản không phải giống tu sĩ có thể điêu khắc ra. Thậm chí làm cho Phong Phi Vân cảm thấy, Thủy Nguyệt Đình tu vị đại thừa thì từng quay về thần Tấn Vương Triều. Không, không, ta quên đi một khâu trọng yếu nhất, Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân vội vàng lại hỏi. Phiệt chủ, mẫu thân Đông Phương Kính Nguyệt rốt cuộc là người sinh nàng ra hay nàng là bức tranh trong tổ phòng sinh ra? Phong Phi Vân nói lời này làm ánh mắt Ngân Câu Phiệt chủ lập lòe, thở dài một tiếng, nói. Thì ra ngươi đã phát hiện. Đông Phương Kính Nguyệt thật sự đi ra từ bức họa đó. Phong Phi Vân ngừng thở. Ngân Câu Phiệt chủ gật gật đầu, lại lắc đầu, nói. Kính Nguyệt Nhi đúng là có liên hệ với bức họa đó, nhưng mà nàng xác thực chính là do mẫu thân sinh ra, chính là đệ tử Ngân Câu Phiệt. Phong Phi Vân cùng càng thêm nghi hoặc, truy vấn. Nếu có liên hệ với bức họa, tại sao lại do mẫu thân sinh ra, nàng rốt cuộc là thế nào? Việc này thứ cho lão phu không thể trả lời ngươi. Ngân Câu Phiệt chủ có chút không vui. Phong Phi Vân cũng biết mình thật sự quá vô lễ, dù sao đây cũng là việc riêng của Ngân Câu Phiệt, nhưng lại nghi vấn chuyện người của Phiệt chủ sinh con, chính mình hỏi thế không ổn, ai cũng không cao hứng. Hắn y náy nói, thực xin lỗi, bởi vì việc quan hệ trọng đại với vãn bối. Cho nên có chỗ mạo phạm, thỉnh Phiệt chủ lượng thứ. Ngân Câu Phiệt chủ cười cười, nói. Không sao, không sao, thần vương đại nhân nếu còn nghi vấn chuyện này, có thể đi hỏi phụ mẫu Kính Nguyệt Nhi, vú em, thậm chí tất cả người hầu của Ngân Câu Phiệt. Nếu là việc khác, Phong Phi Vân chắc chắn sẽ không tiếp tục hỏi thêm, nhưng mà việc này quan hệ xác thực không nhỏ, cho dù biết rõ sẽ làm cho Ngân Câu Phiệt chủ không vui, hắn cũng phải đi hỏi thăm. Vậy vãn bối đi hỏi thăm. Phong Phi Vân muốn quay người rời đi. Ngân Câu Phiệt chủ kêu lên. Thần vương đại nhân chờ một chút. Phiệt chủ còn có cái gì phân phó? Phong Phi Vân nói. Đây chính là tổ phòng cấm địa Ngân Câu Phiệt, ngay cả đệ tử dòng chính cũng chưa tới qua. Hơn nữa vừa rồi lão phu nói ra chuyện bí ẩn nhất của Ngân Câu Phiệt, lão phu cũng không xem thần vương đại nhân là người ngoài a. Ngân Câu Phiệt chủ mang theo nụ cười đầy thâm ý. Phong Phi Vân không phải đồ đần. Tự nhiên biết rõ hắn muốn biểu đạt tí gì, đây chính là lão hồ ly a. Ngân Câu Phiệt, tổ phòng. Ngân Câu Phiệt chủ vuốt khẽ tròm râu, chắp tay nói. Kính Nguyệt Nhi chính là Minh Châu của Ngân Câu Phiệt, mà thần vương đại nếu để bụng chuyện của nàng, ta cảm thấy. Phong Phi Vân nói. Đông Phương cô nương và vãn bối là hảo hữu, ta nghĩ Phiệt chủ hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngân Câu Phiệt chủ cười lắc đầu, nói. Kính Nguyệt Nhi vừa rồi tới báo cáo với ta chuyện trong tổ phòng, cũng đã nói rõ ràng với lão phu. Phong Phi Vân khẽ nhíu mày, nói. Rốt cuộc nàng nói cái gì? Ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ngân Câu Phiệt chủ cười nói. Lão phu cũng không bức thần vương hiện tại làm quyết định, xuống dưới suy nghĩ thật kỹ a, đây là thiên hạ của người trẻ tuổi,
trong loạn thế, nếu như có đủ kỳ ngộ, sẽ nắm được thiên hạ. Nói xong lời này, Ngân Câu Phiệt chủ liền ngậm miệng không nói, lưng còng đứng dưới bài vị tổ tiên. Nên nói đã nói, hắn đã nói xong, tiếp theo phải do Phong Phi Vân tự quyết định. Phong Phi Vân lui xuống, trong lòng đang phỏng đoán câu nói cuối cùng của Ngân Câu Phiệt chủ. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thực ám chỉ ta, muốn giúp ta nắm giữ thiên hạ Thần Tấn Vương triều thiên hạ? Phong Phi Vân mang theo nụ cười khinh thường, tuy Thần Tấn Vương triều có thể làm cho rất nhiều người động tâm thèm thuồng, nhưng mà lòng hắn không ở đây, hắn là Tiềm Long chờ nước lên, một khi cảm giác mình báo xong ân tình với Long Xuyên Phượng, hắn liền định mang theo Nam Cung Hồng Nhan rời khỏi Thần Tấn Vương triều. Nhưng mà nói thì đơn giản, nhưng mà làm cũng rất khó, rất nhiều người sẽ không nhìn hắn rời khỏi Thần Tấn Vương triều, ví dụ như Phong gia lão tổ. Người không có khả năng mỗi một chuyện đều làm thập toàn thập mỹ, mấu chốt vẫn là hiện tại, vẫn đi một bước tính một bước. Phong Phi Vân đi kiểm chứng chuyện Đông Phương Kính Nguyệt, nhìn thấy phụ mẫu Đông Phương Kính Nguyệt và hỏi thăm vú em tự tay nuôi nấng, còn có Đông Phương Kính Thủy, đủ loại kết quả chứng minh, Đông Phương Kính Nguyệt thật sự do mẫu thân nàng sinh ra, cũng không phải là tồn tại hư vô đi ra khỏi tranh. Nếu thật sự là như thế, như vậy Ngân Câu Phiệt chủ nói Đông Phương Kính Nguyệt có liên hệ với bức tranh, đó là ý gì? Phong Phi Vân. Giọng nói như chuông bạc của Đông Phương Kính Nguyệt vang lên sau lưng Phong Phi Vân. Giai nhân như ngọc, như hoa quế đi tới, áo trắng như sương, đạp lên ánh trăng mà đi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, khẽ cười cười, là mặt cười nhưng lòng không cười. Bởi vì nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt hiện tại trong lòng của hắn bị định danh là Thủy Nguyệt Đình, hai người thật sự rất giống, quả thật là cùng một người. Đông Phương Kính Nguyệt phùng ống tay áo lên, tám đoàn linh khí nồng đậm bay qua, bên trong có tám gốc linh dược, đều là kỳ hoa dị thảo hiếm thấy, có tam diệp thanh hoa, chẳng khác gì long châu óng ánh, còn có hỏa diễm cốt lân thảo hỏa diễm mờ mịt. Đây là tám loại trong 18 loại chủ dược luyện chế thiên tủy đan, mỗi một chủng đều vô cùng chân quý. Có thứ là độc nhất vô nhị, Thần Tấn Vương triều khó tìm được gốc thứ hai. Phong Phi Vân trong lòng vui vẻ, nhanh chóng thu hồi tám gốc linh dược này có thể luyện ra thiên tủy đan, Phong Phi Vân có thể trong thời gian ngắn tăng lên thiên mệnh tứ trọng, tiết kiệm thời gian 1 năm. Một khi bước vào thiên mệnh tứ trọng, trong thế hệ trẻ, Phong Phi Vân đủ sức phân cao thấp với bất cứ người nào. Đông Phương cô nương, không biết Ngân Câu Phiệt bán bao nhiêu tiền? Phong Phi Vân hỏi. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên đi qua, bước chân nhẹ nhàng, giống như đang đạp lên không khí vậy, trên vai nàng có con phượng hoàng mỏ vẹt đang đậy, toàn thân đều là hỏa diễm, đôi mắt đỏ hồng, cũng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, kêu lên. Người xấu, người xấu. Vân Cáp. Đông Phương Kính Nguyệt gọi nó một tiếng, bảo nó câm miệng, đi tới trước mặt Phong Phi Vân, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Phiệt chủ nói xong 8 loại linh dược đều miễn phí đưa cho Thần Vương Đại Nhân, nhưng mà còn tặng thêm cho Thần Vương Đại Nhân một tin tức. Thiên hạ nào có chuyện tốt như thế? Phong Phi Vân không quen phương thức nói chuyện ôn nhu của Đông Phương Kính, ho khan 2 tiếng, nói. Tin tức gì? Yêu ma chiến y, cưu cửu quái bào, rơi vào trong tay Nam Cung Hồng Nhan. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân quả quyết bác bỏ, nói. Không có khả năng. Nếu là cưu cửu quái bào rơi vào trong tay Hồng Nhan, nàng không có khả năng không giao cho ta. Nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt nói xong lời này liền phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại hương thơm phiêu giật trong gió, thật lâu không tiêu tan. Nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi, người xấu, người xấu. Vân Cáp bay lượn trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, không ngừng quay vòng. Phong Phi Vân nhíu mày càng chặt. Trầm tư một lát, mới đột nhiên ra tay, đánh ra một chưởng, đánh con chim rơi xuống đất, lăn xuống bụi cỏ, con chim không ngừng nói. A hát, người xấu, thật là xấu, Vân Cáp chết. Miệng chim ngậm lại, đôi mắt nhắm lại. Thẳng đến khi Phong Phi Vân rời đi, Vân Cáp lúc này mở mắt ra, sau khi xác định Phong Phi Vân đã rời khỏi Ngân Câu Phiệt mới mở 2 mắt ra, bay ra khỏi bụi cỏ, xuyên qua lầu các cung điện tiến vào một gian phòng cao tầng. Như đang nói gì đó với Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt nhẹ nhàng vuốt lông vũ Vân Cáp, ánh mắt gợn sóng, mỹ lệ không nói nên lời. Phong Phi Vân ra khỏi Ngân Câu Phiệt, cũng không có nhìn thấy nữ ma, rất có thể nàng đã rời khỏi, dù sao Phong Phi Vân tại Ngân Câu Phiệt quá lâu. Bay khỏi Long Hồ,
Phong Phi Vân cũng không quay về phủ thần vương, mà là đi phủ thái sư. Linh dược luyện chế thiên tủy đan mới tìm được 8 loại mà thôi, còn có 10 loại, có thể thu thập càng nhiều chủ dược, dược hiệu luyện chế ra thiên tủy đan càng tốt, tăng cảnh giới lên hiệu quả cũng rất tốt. Mà linh dược có thể tìm được trong phủ thái siêu, Phong Phi Vân nhất định phải đi tới đó. Ầm ầm. Lúc này ánh sáng màu vàng xông tới, mang theo tiếng long ngâm và khí tức khổng lồ. Chỉ trong tích tắc 8 long hồn nâng bát bộ long liễn dừng trước mặt Phong Phi Vân. Bát bộ long liễn chính là thánh khí hoàng gia, là công cụ di chuyển nhanh nhất thiên hạ, một khi toàn lực thúc dục, trong vòng một ngày có thể xuyên qua cả thần tấn vương triều, long liễn càng cao hơn thân thể Phong Phi Vân, mà thân xe vàng son lộng lẫy, càng giống cung điện di động hơn. Công chúa điện hạ còn không tránh ra. Phong Phi Vân nhìn qua bát bộ long liễn dừng trước mặt mình. Ngay cả nữ ma cũng không chờ được mà rời đi, mà La Phù công chúa lại có thể chờ tới bây giờ. Rất hiển nhiên là cố ý chờ Phong Phi Vân, hơn nữa nhất định có chuyện không nhỏ. Thần vương đại nhân muốn đi chỗ nào, bổn công chúa vừa vặn đi ngang qua, sẽ chở ngươi đi một đoạn. Giọng La Phù công chúa truyền ra trong bát bộ long liễn. Phong Phi Vân từ chối nói. Vậy không tốt lắm, chúng ta không tiện đường. Không nể tình. Thật không tiện đường. Lên xe. Giọng La Phù công chúa trở nên băng lãnh. Có hoàng giả chi khí từ trong thân xe truyền ra ngoài. Phong Phi Vân nói. Vậy được rồi, đa tạ công chúa đưa bổn vương một đoạn đường. Hoàng gia thiên nữ được nuông chiều từ bé, chưa từng có ai làm trái ý nàng, cũng dưỡng thành thói quen cao ngạo, có cảm giác mình đứng trên người kẻ khác, người khác nên nghe lời nàng, nếu không nghe lời nàng chính là tìm chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân cũng không sợ La Phù công chúa. Nhưng nếu thực sự giao thủ với La Phù công chúa thì nhất định không tốt, huống hồ hôm nay trời đã khuya, hai người bọn họ nếu đánh một trận trên Long Hồ, nhất định sẽ hấp dẫn cường giả trong Ngân Câu Phiệt, đến lúc đó người khác còn tưởng rằng Phong Phi Vân hắn cưỡng gian không thành, tao ngộ La Phù công chúa phản kháng kịch liệt, vậy sẽ tổn hại hình tượng thần vương của Phong Phi Vân hiện tại. Bát bộ long liễn xác thực giống như cung điện, bên trong có 8 cây cột hình rồng thô chừng 1 mét, mặt đất phủ tấm thảo màu vàng, tấm vải rất trang trọng. Có đỉnh đồng xanh đặt một góc, bên trong có khói xanh bay ra, hiển nhiên đang thiêu đốt dược liệu quý giá. La Phù công chúa trên ghế hình rồng, mang theo khăn che mặt màu vàng, dáng vẻ đoan trang, quý khí bức người, nói. Ngươi muốn đi đâu? Phủ thái sư. Phong Phi Vân tùy tiện tìm ngồi xuống, cách La Phù công chúa rất xa. Tính tình hoàng gia thiên nữ này rất khó sở thấu, giờ khắc này có lẽ sẽ xem ngươi như khách quý. Sau một khắc ra tay giết người cũng không chừng. Huống hồ Phong Phi Vân vốn có thủ oán với La Phù công chúa, nàng không chừng sẽ hạ sát thủ Phong Phi Vân, Phong Phi Vân tự nhiên phải đề phòng nàng một chút. Bát bộ long liễn bay lên, bay vào thần đô. La Phù công chúa ung dung đẹp đẽ quý phái, so với nữ tử nào còn cao quý hơn, đây mới thật sự là khí chất hoàng gia thiên nữ nên có, mà những minh châu thiên kiêu, tiên môn, gia tộc không cách nào so sánh với nàng. Trầm tĩnh thật lâu, La Phù công chúa mới chậm rãi đứng lên, kim y trên người là tơ lụa nhất đẳng tạo thành, còn tốt hơn tơ lụa bình thường gấp 10 lần, nổi bật đường cong hoàn mỹ của nàng. Phong Phi Vân không kìm lòng được ghé mắt nhìn, nhìn qua vị trí hai ngọn núi cao ngất của La Phù công chúa, trong lòng nói thầm. Quả nhiên không hổ là đệ tam mỹ nữ thần tấn vương, ngược lại là có hàng, khục khục, một tay sợ là cầm không được, cũng không phải hư danh nói chơi. Phong Phi Vân ngủ qua không ít nữ nhân, trong đó giai nhân tuyệt sắc có vài người, nhưng mà so sánh với La Phù công chúa còn kém một chút. Nữ tử như La Phù công chúa, nam nhân vừa nhìn thấy sẽ có dục vọng chinh phục mãnh liệt. Tấn đế giao nhiệm vụ chọn phò mã cho ngươi, mà đem giao nhiệm vụ này cho Long Thương Nguyệt. La Phù công chúa ánh mắt phát lạnh, có chút bất thiện, chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, ngạo khí lăng vân, giọng nói của nàng giống như răn dạy Phong Phi Vân. Hoàng gia thiên nữ đúng là hoàng gia thiên nữ, tự cho là đúng, cao cao tại thượng. Phong Phi Vân ngồi trên nệm hương màu vàng mềm mại, duỗi duỗi chân, lười biếng cười nói. Nguyệt công chúa chính là thần vương phi, lại là tỷ tỷ của công chúa điện hạ, giao nhiệm vụ cho nàng có sai sao? Công chúa điện hạ, cứ yên tâm là nàng sẽ lựa chọn ra người tốt nhất làm phò mã đi. La Phù công chúa há có thể không nghe ra Phong Phi Vân đang châm chọc, nàng chậm rãi cúi người. Đôi mắt dễ thương của nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phong Phi Vân, lạnh phun nói.
Long Thương Nguyệt nếu dám làm ra vẻ, ta sẽ giết nàng, ngươi tin hay không? Cái này, ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì nguyên nhân La Phủ công chúa cúi người, hơn nữa còn cách Phong Phi Vân rất gần, thế cho nên kim y trên người hạ xuống lộ ra một vùng tuyết trắng dưới cổ, thậm chí có thể xuyên thấu qua kim y nhìn thấy một nửa hai ngọn núi đôi. Đặc biệt là hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng, làm cho Phong Phi Vân môi khô lưỡi đắng, bụng dưới nóng lên, phát nhiệt, kìm lòng không được vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trừng mắt bắn ra ánh lửa nhàn nhạt, nhìn loáng thoáng vị trí no đủ kia, thật có. Hàng A Hát, ngươi đang nói cái gì? La Phù công chúa trong mắt băng lãnh, mặc dù có kim sa che dung nhan, nhưng mà cái mũi nàng cao thẳng, bờ môi mềm mại và cái cằm trắng bóng hạ xuống. Bỗng dưng La Phù công chúa biến sắc, phát hiện hai mắt Phong Phi Vân đang nhìn chằm chằm vào vị trí không nên nhìn, hơn nữa đôi mắt của hắn mang theo hỏa quang lập lòe, hiển nhiên đang vận chuyển thần thông thiên nhãn nào đó, nhìn xuyên qua áo ngực của nàng. Bá! La Phù công chúa cắn răng, tế ra hậu lệnh đập thẳng vào ót Phong Phi Vân. Quá đáng giận, thật sự quá đáng giận, Phong Phi Vân to gan lớn mật, cũng dám khinh nhờn bổn công chúa. La Phù công chúa vừa nghĩ tới ngực của mình bị Phong Phi Vân nhìn thì nội tâm vô cùng sợ hãi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt đê tiện của Phong Phi Vân thì biết rõ hắn khẳng định không suy nghĩ đúng đắn. Là quá không chịu nổi, quá dơ bẩn. La Phù công chúa tính cách cao ngạo, mặc dù là có người sinh ra ý dâm với nàng thì nàng cũng khiến đối phương chết rất khó coi. Huống chi Phong Phi Vân còn dám nhìn thân thể thiên kim của nàng hiển nhiên như thế, đây là chuyện nàng dù thế nào cũng không nhịn được. Phong Phi Vân vội vàng né tránh, tránh thoát một kích sau đó. Sau đó lực lượng to lớn đánh vào chỗ Phong Phi Vân vừa ngồi, thảm trên mặt đất phai mờ, lực lượng này cũng không đánh xuyên qua bát bộ long liễn, bị trận pháp trong long liễn hấp thu mất. Bát bộ long liễn chính là thánh khí hoàng gia, mặc dù là nhân vật cấp bậc cự phách đại chiến bên trong cũng không thể tổn hại. Công chúa điện hạ, người nghe ta giải thích, vừa rồi chính ngươi cũng lộ ra mà, ta chỉ tùy ý lường một cái mà thôi. Thân hình Phong Phi Vân lóe lên. Hắn đã ngồi lên ghế rồng màu vàng giữa bát bộ long liễn. Ghế rồng màu vàng thập phần rộng rãi, giống như một con cự long, phía trên có lông chồn màu trắng bao phủ, rất mềm mại, đây tuyệt đối là da lông chồn hoa tu vị 500 năm trở lên, mùi vị động vật phía trên đã được tẩy sạch sẽ, cũng đã ngâm trong hương liệu, chỉ có hậu duệ hoàng gia mới có thể sử dụng loại lông chồn này. Phong Phi Vân ngồi bắt chéo hai chân, hắn khẽ tươi cười. La Phù công chúa đứng dưới cây cột màu vàng, tóc dài màu đen rủ thẳng xuống eo, hai mắt tuyệt sắc có hàn ý lưu động, sát khí tăng cường, làm cho không khí trong bát bộ long liễn trở nên giá lạnh, nói. Tùy ý nhìn, vậy thì con mắt nhìn cũng nên bị móc ra. Phong Phi Vân vội vàng thu liếm Phượng Hoàng Thiên Nhãn, hai mắt không còn ánh sáng, hai mắt trở nên thật thà, thời điểm quét qua bộ ngực La PSF công chúa thì hơi dừng một chút, hắn vẫn có chút tiếc nuối, trong đầu nghĩ tới cảnh đẹp vừa rồi, hỏa diễm trong người lại bốc lên. Phong Phi Vân không cách nào giải thích, dù sao La Phù công chúa nói là sự thật, vừa rồi chính mà mình thật sự nhìn thứ không nên nhìn, đến nay còn chưa tiêu hóa xong, nếu tu sĩ bình thường nhìn thấy, chỉ sợ sẽ chảy máu mũi mà chết, mặc dù Phong Phi Vân thân kinh bách chiến vẫn nuốt nước bọt liên tục. Bổn vương kiểm tra xem thân thể công chúa phát dục như thế nào, như vậy sẽ tìm được lang quân như ý cho công chúa điện hạ. A hát! Phong Phi Vân kêu lên một tiếng, vội vàng trốn tránh. Dưới thân ghế dựa màu vàng bị La Phù công chúa tức giận đánh nát một góc. Hoàng gia thiên nữ nên hiểu được rụt rè, nếu không sẽ không gả được đấy. Oanh! Một đạo kim quang thô to đánh ngang qua đỉnh đầu Phong Phi Vân, bên trong mang theo long hoàng chi khí, làm cho tóc của hắn bị đốt mấy sợi. La Phù công chúa vẫn công kích, dáng người uyển chuyển cao gầy động lòng người, hương thơm từ quần áo của nàng thổi tới mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên không ngồi chờ chết. Hắn sử dụng thần vương lệnh, điều động lực lượng thần vương, bảy bóng người màu vàng đánh ra, bộc phát tiếng vang thật lớn, cả bát bộ long liễn cũng chấn động. Kim quang bắn ra bốn phía, tràn ngập cả long liễn. Một cơn sóng dữ thổi qua, khăn che mặt màu vàng của La Phù công chúa chóc ra, dung nhan khiến người ta hít thở không thông xuất hiện, đôi mắt dễ thương như tiên ngọc bảo thạch, lông mi dài nhỏ, sóng mũi cao thẳng óng ánh, bờ môi tinh tế và hồng nhuận phơn phớt. Nhìn La Phù công chúa khoảng cách gần, làm cho Phong Phi Vân kinh diễm. Vốn La Phù công chúa bộ dạng cao ngạo lạnh lùng như băng, làm cho Phong Phi Vân liên hệ nàng với oán phụ trung niên trong thâm cung, nhưng mà đây chỉ là một loại ảo giác,
dù sao La Phủ công chúa cũng là thiên kiêu tuyệt đỉnh của thế hệ này, tuổi không khác Phong Phi Vân, đều chừng 20. Cộng thêm nữ hài tử phần lớn đều tu luyện qua thuật chú nhan, bộ dáng La Phủ công chúa nhìn qua chỉ 16-17. Bề ngoài thiếu nữ, nội tâm nữ vương. Trong ngân câu phiệt, La Phủ công chúa bị Hồng Diệp hoàng tử tháo khăn che mặt xuống đã kinh diễm toàn trường, nhưng mà lúc ấy nhiều người, hơn nữa cách thật xa, căn bản không có làm cho người ta có quá nhiều cảm xúc cuộn trào. Nhưng mà có thể được xưng đệ tam mỹ nhân thần tấn vương triều, quả nhiên là cấp bậc hồng nhan họa thủy. Nếu nàng không thường che mặt và trốn trong bát bộ long liễn, chỉ sợ thiên tài tuấn kiệt tham gia tuyển chọn phò mã sẽ nhiều hơn nữa. Dáng người La Phủ công chúa cao gầy, cũng không thấp hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, đặc biệt là bộ chân thon dài thẳng thắp, cho dù có trường bào che lấp nhưng vẫn nhìn ra đôi chân gợi cảm, nếu như có thể cởi áo bào của nàng ra, đây tuyệt đối là đôi chân tuyệt mỹ. Còn dám nhìn, La Phủ công chúa cao ngạo giống như thiên nga, cổ trắng ngọc thon dài mà nhỏ nhắn ngẩng cao lên, tiếp tục vận dụng hậu lệnh, ra tay tàn nhẫn, muốn chém giết Phong Phi Vân. La Phủ công chúa vốn bất mãn Phong Phi Vân, chỉ ít có 3 lý do, có thể nàng hạ sát thủ với Phong Phi Vân, hôm nay Phong Phi Vân thật sự không biết xấu hổ, còn dám dùng ánh mắt khinh nhờn nàng, kích phát hận ý trong lòng của nàng ra. Vốn trong ngân câu phiệt, Phong Phi Vân đưa tay viện thủ. Nàng sinh ra một tia hảo cảm với Phong Phi Vân, muốn đàm phán thật tốt với hắn, nhưng mà giờ phút này lại động sát tâm của nàng. Phong Phi Vân cũng không bởi vì nàng là hoàng gia thiên nữ mà mặc cho nàng cưỡi lên đầu, nói. Nếu La Phủ công chúa muốn chiến, ta cũng phụng bồi, công chúa đứng đầu hạ sử thi thiên tài bảng, ta bài danh thứ 3, sớm đã cảm thấy bài danh có vấn đề, cho nên hôm nay ta muốn áp ngươi dưới thân. Khục khụ, dẫm nát dưới chân, đổi bài danh qua. Vậy phải xem bổn sự của ngươi rồi. La Phủ công chúa cũng không sợ Phong Phi Vân, nơi này là bát bộ long liễn, tất cả là do nàng khống chế, cho dù tu vị Phong Phi Vân cao hơn nàng, vẫn sẽ bị trấn áp vô tình. Cánh tay trắng nõn của La Phủ công chúa múa trong không khí, giống như ửng tia chớp màu trắng bay qua bầu trời. Phong Phi Vân không dám coi thường, dù sao La Phủ công chúa thật sự cường đại, so với lệnh Đông Lai còn mạnh hơn. Giao thủ với nàng chỉ cần dám khinh thường một chút sẽ thua ngay, một khi thua, với thủ đoạn La Phủ công chúa cực kỳ quyết đoán, hạ sát thủ với Phong Phi Vân cũng có khả năng. La Phủ công chúa cho rằng ưu thế lớn nhất của Phong Phi Vân là tốc độ nhanh, bên trong bát bộ long liễn, cho dù Phong Phi Vân tốc độ nhanh hơn nữa cũng khó thi triển, nhưng mà nàng không nghĩ tới lực lượng Phong Phi Vân khủng bố như vậy, mỗi khi đánh ra một trường, giống như ngọn núi lớn đánh xuống, cánh tay của nàng thấy đau. Công chúa điện hạ, sau khi từ biệt, bổn vương có chuyện quan trọng cần làm, cũng không chơi với ngươi. Phong Phi Vân bay thấp tới cửa ra vào bát bộ long liễn, ý định rơi đi, nhưng mà đột nhiên cánh cửa xuất hiện màn sáng, tỏa ra trận vân từng hồi, ngăn cản đường đi của hắn. Thắng bại chưa phân, ngươi định chạy đi đâu? La Phủ công chúa cười lạnh, đánh ra hơn 60 ấn quyết, điều động bát bộ long liễn, trấn áp Phong Phi Vân, vô số điện quang đánh ra, bổ vào người Phong Phi Vân. Những điện quang này lưu chuyển trên người của hắn, rất nhanh biến mất không thấy gì cả. Tại sao có thể như vậy, vì sao thân thể ngươi mạnh như thế? La Phủ công chúa kinh người. Thân thể Phong Phi Vân ngạnh kháng 3 kích của cự phách mà không chết, tuy lực lượng điện quang này đáng sợ, nhưng còn chưa tới mức lấy mạng Phong Phi Vân. Nếu công chúa điện hạ đã muốn phân thắng bại, Phong Phi Vân hôm nay cũng phụng bồi tới cùng. Thân ảnh Phong Phi Vân trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó đứng sau lưng La Phủ công chúa, ngón tay hóa thành móng tay chảo qua. Tốc độ Phong Phi Vân quá nhanh, La Phủ công chúa phát giác không ổn, vội vàng chạy về phía trước. Xoẹt xoẹt, trường bào trên người La Phủ công chúa bị xé nát, rơi xuống mặt đất, bên trong là lụa rắn dán chặt vào thân ngọc của nàng. Vô sỉ, áo bào màu vàng bên ngoài La Phủ công chúa bị xé nát, cánh tay ngọc tinh tế lộ ra một đoạn, đặc biệt hương diễm. Làm cho người ta miên man bất định. Không liên quan tới ta, là chính ngươi xé toang. Phong Phi Vân cười nói. Áo bào màu vàng bên ngoài La Phủ công chúa chấm đất, rất giống phượng hoàng khoác bên ngoài thân thể. Vừa rồi Phong Phi Vân tới sau lưng nàng, đạp lên trường bào màu vàng chấm đất, cố ý ra tay làm cho nàng tránh né. La Phủ công chúa vào tới trước, tự nhiên trường bào cũng bị xé rách. Ngay vào thời điểm La Phủ công chúa không chú ý, Phong Phi Vân ra tay lần nữa,
9969 đạo dị thú chiến hồn ngưng tụ trên bàn tay, đánh ra một chưởng vào ngực nàng. La Phù công chúa vận dụng thánh pháp hoàng tộc ngăn cản một kích này, thân thể lui ra phía sau hai bước, Phong Phi Vân thừa cơ ra tay lần nữa, liên tục đánh ra 12 chưởng ấn, bức La Phù công chúa vào góc. Hậu lệnh. La Phù công chúa vận dụng hậu lệnh, nhưng mà hậu lệnh của nàng còn chưa có đánh ra đã bị Phong Phi Vân sử dụng thần vương lệnh đánh bay ra ngoài, sau đó rơi xuống mặt đất. Năm ngón tay La Phù công chúa đau đớn như nứt ra, tốc độ Phong Phi Vân vượt qua nàng tưởng tượng, áp nàng lâm vào hạ phong tuyệt đối. Phong Phi Vân, ngươi thắng rồi, ngươi là đệ nhất hạ sử thi thiên tài bảng. La Phù công chúa vẫn ưỡn ngực ra, gương mặt tú lệ lườm qua nơi khác, không nhìn Phong Phi Vân. Quả nhiên là hoàng gia thiên nữ, cho dù thua vẫn cao ngạo như thế. Biết rõ là tốt rồi, thu hồi ngạo khí của ngươi đi, đương kim đại thế quần long phệ thiên, trong loạn thế chư hùng cũng lên, nếu ngươi không hiểu dấu tài, xử sự mượt mà, cho dù cho ngươi làm nữ đế thần tấn vương triều thì cũng cả thần tấn vương triều sẽ bại vong trong tay của ngươi. Phong Phi Vân tay mang theo thần vương lệnh, dùng lệnh bài lạnh như băng vuốt cằm La Phù công chúa, để nàng nhìn thẳng vào mình. Phong Phi Vân đối với thần tấn vương triều cũng không có bao nhiêu cảm tình, nếu không phải Long Xuyên Phượng có ân với hắn, hắn đã sớm không đi làm cái gì thần vương chó má đó, tính toán qua lại với người khác, chậm trễ thời gian tu hành. La Phù công chúa mắt ngọc mày ngài, ngọc trạch thanh tú, giống như thiếu nữ nhà bên, vô cùng mê người, gật đầu khấu tạ, ôn nhu nói. Đa tạ thần vương chỉ điểm. Con thiên Nga cao ngạo lúc này biến thành con chim nhỏ ôn nhu. Làm cho Phong Phi Vân phản ứng khác lạ, nữ nhân này trở mặt quá nhanh. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, cười nói. Không khách khí, không khách khí. Nói xong liền thu hồi thần vương lệnh, ý định rời khỏi bát bộ long liễn. Nhưng vào lúc này hai mắt La Phù công chúa phát lạnh, đột nhiên ra tay, đánh ra bổn mạng linh khí, đánh vào lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã ngờ tới chuyện vì sao con báo mẹ lại biến thành con chim cút. Do không kịp quay người nên đã vận dụng thần vương lệnh. Oanh! Lực lượng thần vương lệnh kích phát ra, bị bổn mạng linh khí của La Phù công chúa đánh rơi xuống đất, Phong Phi Vân cảm thấy hổ khẩu đau đớn, nhỏ máu tươi. Còn có một chiêu uốn mình theo người, sau khi yếu thế thì ngầm hạ sát thủ. Mặt Phong Phi Vân phát lạnh, vừa rồi nếu hắn không phản ứng nha, nói không chừng đã bị đánh chết, phơi thây đầu đường. Ngươi vừa dạy ta. Trong lòng bàn tay La Phù công chúa nâng một thanh đao tròn, phía trên có kim quang lượn lờ, đường vân như ẩn như hiện. Ngươi học thật nhanh. Phong Phi Vân vùng ống tay áo lên, thu hồi thần vương lệnh trên đất, La Phù công chúa cũng ra tay, trong bát bộ long liễn có 8 con hỏa long bay ra, nhiệt độ cực cao, chính là 2 minh hỏa ngưng tụ mà thành, một khi bị hỏa diễm dính vào, ngay cả nửa bước cự phách cũng bị chấn áp. Phong Phi Vân thu hồi cánh tay, vận dụng luân hồi tật tốc. Né tránh 8 con hỏa long này, nhưng mà không gian trong bát bộ long liễn quá nhỏ, bị một đầu hỏa long sạt qua làn da trên cánh tay bị đốt trụi. Oanh! Bổn mạng linh khí trong tay La Phù công chúa bay ra, xoay tròn trong không khí, vô cùng sắc bén, uy lực linh khí quét qua không khí, tia lửa hiện ra. Phong Phi Vân cũng vận dụng bổn mạng linh khí vũ hóa đài, hình dáng giống như khối bia, đánh thanh đao tròn quay trở về. Vũ hóa đài vừa ra. Linh hồn La Phù công chúa chấn động, trong đầu ngây ngốc, ấn quyết đang vận dụng cũng chậm lại. Phong Phi Vân bắt lấy thời gian chậm chạp này, lợi dụng vũ hóa đài dẫn 8 đầu hỏa long về phía La Phù công chúa. Đây là hỏa long do minh hỏa ngưng tụ thành, có thể đốt chết nửa bước cự phách, sóng nhiệt quét qua La Phù công chúa, hoa lửa như biển, giống như muốn hòa tan nàng ra, nàng vội vàng bừng tỉnh, đánh ra ấn quyết, thu hồi 8 đầu hỏa long vào trong bát bộ long liễn. Nhiệt độ minh hỏa quá cao, lực phá hoại không gì sánh kịp, tuy 8 con hỏa long không có chạm vào người La Phù công chúa, nhưng mà áo bào trên người nàng đã bị đốt không còn lại gì. Nàng có linh quang hộ thể, đánh tan hỏa diễm, ngọn lửa rơi xuống đất, quần áo của nàng bị đốt thành cho bụi. Thân thể hoàn mỹ không tì vết của La Phù công chúa bộc lộ ra, chỉ còn lại có yếm thiếp thân có hào quang lưu động, hiển nhiên không phải phàm phẩm, không có bị hỏa diễm thiêu đốt. Cái yếm nào bao phủ hai ngọn núi đôi của nàng như ẩn như hiện, như muốn vỡ tung cái yếm ra. Vòng eo trơn bóng nhỏ bé, không cách nào che phủ hết được, hiện ra đường cong ôn nhu. Phần đuôi cái yếm có hình tam giác, che khuất bộ phận tư mật giữa hai chân, nhưng mà càng bạc nhược yếu kém, nếu nàng khẽ động,
mảnh vải nhỏ nhất định lắc lư, khi đó sẽ tiết xuân quang ra ngoài. Mà Phong Phi Vân hiện tại đứng trước mặt, làm cho La Phù công chúa không dám nhúc nhích, giọng lạnh lùng nói. Hôm nay bị ngươi chiếm nhiều tiện nghi như thế, ngươi còn không biết dừng, còn không mau xoay người sáng chỗ khác. Phong Phi Vân làm sao quay người chứ, nâng cằm lên, hứng thú nhìn vào La Phù công chúa, cười nói. Nam nhân thấy đủ luôn bỏ qua rất nhiều phong cảnh, ồ, công chúa điện hạ, cái yếm của ngươi thật gợi cảm, thêu ba cánh hoa đào hồng phấn, thật đáng yêu. La Phù công chúa dáng người thon gầy đáng yêu, giống như bạch ngọc tạo thành, xương quay xanh hiện ra rõ ràng, vòng eo nhỏ nhắn, da thịt non mịn, hai chân nhỏ dài, không có nơi nào không kích thích tâm thần của người khác. Phong Phi Vân, ngươi có thể rời đi, bổn công chúa xem như hôm nay chưa có gì xảy ra. Toàn thân La Phù công chúa phát run, thời điểm này chỉ có thể thỏa hiệp, bảo Phong Phi Vân rời đi, bằng không hôm nay ăn thiệt thòi lớn rồi. Vì sao lại xem như không có gì xảy ra chứ? Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Vừa rồi ta định đi, ngươi không cho ta đi, hiện tại bảo ta đi, ta cũng không đi. Ngươi có tin ta hiện tại triệu tập cao thủ giết ngươi không? La Phù công chúa cắn răng ngà. Vậy ngươi triệu tập đi, tin tưởng rất nhiều người mơ ước nhìn thấy nửa thân trần và ngọc thể của công chúa đấy, cái yếm gợi cảm thấy đáng yêu. Phong Phi Vân châm chọc. La Phù công chúa không có cố kỵ khác, ép toàn lực ra tay, cho dù Phong Phi Vân nhìn thấy thân thể và bộ vị tư mật của nàng thì thế nào, chỉ cần đánh chết hắn ở đây, người chết nhìn nàng thì có làm sao. La Phù công chúa khẽ động, cái yếm tung bay lên, cảnh đẹp hiện ra, một manh tuyết trắng làm người ta phun máu. Phong Phi Vân cũng không giao thủ với nàng, chỉ dùng tốc độ nhanh né tránh, La Phù công chúa ngay cả bóng dáng của hắn còn không chạm vào được. Ngược lại trong quá trình truy đuổi làm cho ngọc thể rất nhiều nơi hiện ra, trắng bóng sáng ngời. Phong Phi Vân vừa trốn tránh vừa trầm trồ khen ngợi, tiến hành đánh giá các bộ vị của nàng. La Phù công chúa cũng biết bị Phong Phi Vân đùa nghịch, vội vàng dừng lại, lại đánh ấn quyết ra, muốn gọi tám đầu hỏa long. Phong Phi Vân sớm ra tay, gọi tám đầu hỏa long ra. Phong Phi Vân cũng không nghĩ dùng vũ hóa đài trấn áp La Phù công chúa. Dù sao tu vị La Phù công chúa cực cao, cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, chỉ muốn dùng vũ hóa đài quấy nhiễu La Phù công chúa, khiến nàng không cách nào gọi tám đầu hỏa long ra. Nhưng mà vượt qua dự đoán của Phong Phi Vân, vũ hóa đài vừa hiện ra đã trực tiếp trấn áp La Phù công chúa quỳ xuống, toàn thân không thể nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có hoa chiêu gì sao, không đúng, La Phù công chúa cao ngạo thế nào, cho dù nàng chết cũng không thể khiến nàng quỳ. Phong Phi Vân phát hiện không đúng, La Phù công chúa biểu hiện rất thống khổ, đang cực lực giãy giụa, nhưng mà không có tác dụng gì, không cách nào đứng lên được. Ta hiểu rồi, là một đám linh hồn nàng hiến cho thánh bia đang bị phong ấn bên trong vũ hóa đài, nàng hiện tại là nô lệ của vũ hóa đài. Trên vũ hóa đài có một đám linh hồn tuyệt mỹ bay ra, lơ lửng trong không khí, quỳ lạy vũ hóa đài, hai mắt cực kỳ thành kính. Đây là lực lượng tương tự khế ước hiến tế của yêu tộc. Tương đương quan hệ chủ nhân và nô lệ. Thời xa xưa lực lượng nhân loại còn yếu, căn bản không hiểu tu luyện, cũng còn là bộ lạc nguyên thủy, nhưng mà yêu tộc đã phát triển vô số năm tháng, khi đó nhân loại muốn đạt được lực lượng cường đại, nhất định phải thờ phụng một đại yêu làm thần linh, mang linh hồn của mình hiến cho đại yêu, trở thành nô bộc đại yêu. Mà nô bộc của đại yêu này cũng trở thành thần linh của một bộ lạc, chính là vu sư và thần sư. Đại yêu trở thành đồ đằng của bộ lạc, là trụ cột tinh thần. Mà vũ hóa đài hiển nhiên cũng là thánh vật hiến tế viễn cổ, một khi mang linh hồn hiến cho nó, cũng trở thành nô bộc của nó. Mà Phong Phi Vân tế luyện vũ hóa đài trở thành bổn mạng linh khí, như vậy cũng chính là chủ nhân vũ hóa đài, cũng trở thành chủ nhân La Phù công chúa, muốn nàng làm cái gì, nàng nhất định phải làm cái gì. Phong Phi Vân nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, lập tức cười hắc hắc, nói. Hoàng gia thiên nữ cao ngạo cỡ nào, bây giờ rơi vào trong tay của ta, xem ta hôm nay thu thập ngươi thế nào, La Phù công chúa, nằm xuống cho ta. La Phù công chúa không cách nào phản kháng, chậm rãi nằm trên mặt đất, lưng ngọc dám vào nệm hương, hai chân duỗi thẳng, hô hấp dồn dập, nói. Phong Phi Vân, vì sao ngươi làm vậy, thánh bia sao ở trong tay ngươi? Phong Phi Vân đi qua, ngón tay vuốt ve gương mặt La Phù công chúa, cười nói. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết? La Phù công chúa há miệng lộ hàm răng ngà, lập tức cắn tay Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân bị đau, nói. Nhả ra. La Phù công chúa muốn cắn một khối thịt của Phong Phi Vân xuống, nhưng không thể không nhả ra, linh hồn bị hắn chi phối giống như không thuộc về mình. Phong Phi Vân, người khi dễ nữ nhân thì tính toán là nam nhân gì chứ? La Phù công chúa bị áp chế lực lượng, cũng không chịu thua. Ta khi dễ nữ nhân của mình, làm sao không tính là nam nhân? Hai tay Phong Phi Vân vuốt ve gương mặt của nàng, cười nói. Phi, ai là nữ nhân của ngươi? La Phù công chúa nằm trên mặt đất, cắn răng nói. Phong Phi Vân lắc đầu, đứng lên, hai tay nâng vũ hóa đài, thở dài nói. Linh hồn của ngươi hiện tại nằm trong tay của ta, ngươi bây giờ là nữ nô của ta, nói ngươi là nữ nhân của ta đúng là quá đề cao ngươi rồi. Phong Phi Vân từng bước đả kích cao ngạo của La Phù công chúa, bước thẳng nội tâm của nàng. Ta chính là con gái tấn đế, nói không chừng sẽ là người kế thừa nữ đế, ngươi dám nói ta là nữ nô của ngươi sao? La Phù công chúa bỏ dậy, còn không có đứng thẳng eo bị Phong Phi Vân quát lớn, lúc này ngoan ngoãn nằm xuống. Phong Phi Vân một tay giật cái yếm cuối cùng của nàng xuống, lộ ra thân thể hoàn mỹ như tiên nữ, hai ngọn núi cao mượt mà no đủ như hai quả đào mật, cười nói. Công chúa điện hạ, nhân sinh vô thường, cao nhân đứng trên cao cũng có thời điểm ngã xuống, cho dù người có tu vị đệ nhất thiên hạ cũng có thời điểm bị người ta giết chết. Từ xưa tới nay, vương triều ngàn vạn, triều đại thay đổi, vương triều đã từng cường thịnh một thời cũng sụp đổ, bao nhiêu hoàng gia thiên nữ, công chúa, quận chúa khuynh thành luân lạc làm đầy tớ, bị loạn quân, bị tân vương và các công thần tướng tướng chơi đùa, bị đưa vào quân doanh, bị đưa vào ký viện, công chúa vong quân không bằng gã. Phong Phi Vân nói chuyện cả buổi, sắc mặt La Phù công chúa trắng bệch, giống như nhìn thấy cảnh thần tấn vương triều bị người ta diệt, thần đô bị công hãm, bờ môi run rẩy, nói. Ngươi, có ý gì? Hai ngón tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng vân về cái yếm màu xanh nhạt, ngửi hương thơm cơ thể mê người trên đó, lại nhẹ nhàng thả lại trên người La Phù công chúa, che khuất bộ ngực trắng bóng của nàng, nói. Quần long phệ thiên, làm loạn thiên hạ. Là thời điểm vương triều mới và cũ thay đổi, người nối nghiệp đời này cực kỳ trọng yếu, nếu không áp chế nổi quần long, thần tấn vương triều bị diệt không xa. Vũ hóa đài chìm vào trong tay Phong Phi Vân, cuối cùng biến mất trong bàn tay của hắn. La Phù công chúa đôi tay ngọc bụng lấy bộ ngực, lại kéo yếm buộc lại, sau đó ngồi dậy, vội vàng quay lưng về phía sau, lưu lại bóng lưng phấn điêu ngọc mài, nói. Đây là chuyện không có biện pháp. Cuộc chiến đế vương chính là nguy cơ to lớn của thần tấn vương triều, cả hai nhất định phải có lấy hay bỏ, tuy tấn đế tại vị có thể trấn áp nội loạn, nhưng chưa hẳn thắng được cuộc chiến đế vương, nếu không thắng cuộc chiến đế vương, sẽ phải hàng năm tiến công cho bốn vương triều khác, sẽ kém đi một bậc. Phong Phi Vân ngồi trên nệm hương, nhẹ nhàng ngửi được hương thơm trong không khí, nói. Thái tử Long Thần Nhai, Long Thương Nguyệt và ngươi nữa, ba người nếu dứt bỏ ân oán mà nói. Nếu như ta chọn một người làm tấn đế, ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn hai người bọn họ. Nghe được Phong Phi Vân nói thế, ánh mắt La Phù công chúa chuyển biến hơn phân nửa, hỏi. Vì cái gì? Long Thần Nhai thiên tư tuyệt đỉnh, lại là đàn ông, sau lưng càng có Bác Minh Phiệt làm chỗ dựa, nhìn qua hắn chính là nhân tuyển tốt nhất làm tấn đế, nhưng mà tính cách người này nhu nhược, miệng cọp gan thỏ, ngay cả Hồng Diệp hoàng tử cũng có thể hù hắn sợ hãi, không dám ra tay. Nếu để cho loại người này làm tấn đế, cho dù tu vị hắn ra tới chân nhân, thần tấn vương triều cũng sẽ suy bại thôi. Phong Phi Vân nói ra. La Phù công chúa hử lạnh một tiếng, nói. Hôm nay quần hùng nhìn chằm chằm, vương triều bất ổn, để cho hắn lên làm tấn đế, thần tấn vương triều tất vong. Phong Phi Vân lại nói. Tính cách của Long Thương Nguyệt mạnh hơn Long Thần Nhai, hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn, mưu lược và cơ trí. Trong nữ nhân có ít người có thể so sánh với nàng, nhưng mà nàng làm việc quá cay độc, hơn nữa tâm lý trả thù rất mạnh. Ngươi lấy nàng. La Phù công chúa vẫn đưa lưng về phía Phong Phi Vân, hai người quan hệ vô cùng vi diệu, là địch là bạn khó nói nên lời, có khả năng sau một khắc Phong Phi Vân sẽ trực tiếp đè nàng xuống, cũng có khả năng tâm tình tốt bàn nhân sinh, bàn lý tưởng. Tất cả chỉ là một ý niệm. Ta và nàng quen nhau từ sớm. Tại Nam Thái Phủ nàng tự tay đánh chết hôn phu của mình, vứt xác xuống sông. Phong Phi Vân nói ra. La Phù công chúa nói. Quân vương làm người cay nghiệt, có thể làm được nhất thời, tuyệt đối không làm được cả đời. Phong Phi Vân nói. Ngươi cũng có nhược điểm.
ta có nhược điểm nào? La Phù công chúa không phục. Ngươi rất cao ngạo. La Phù công chúa cười lạnh, nói. Một đời đế vương, chẳng lẽ không nên cao ngạo, nếu không có ngạo khí hơn người, tài trí cao tuyệt, còn gì đáng gọi là đế vương? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ngươi cao ngạo quá mức, ngươi cao ngạo tới mức xem tất cả người trong thiên hạ làm đầy tớ, căn bản không đặt bất cứ kẻ nào vào mắt, nếu ngươi không thu liễm loại cao ngạo này, vậy cũng không thể làm đế vương. La Phù công chúa cắn bờ môi, tóc dài rủ xuống đất, che đậy thân thể óng ánh như ngọc như ẩn như hiện, nói. Vì sao ngươi nói chuyện này với ta? Bởi vì lão thần vương có ân với ta, hắn đã truyền vị trí thần vương cho ta, như vậy ta cũng nên có trách nhiệm, làm cho thần tấn vương triều vượt qua đại kiếp nạn lần này. Phong Phi Vân nói ra. La Phù công chúa bờ mi run lên, đôi mắt nhíu lại, hơi vui vẻ nói. Ngươi muốn giúp ta leo lên vị trí tấn đế. Phong Phi Vân mỉa mai cười cười, nói. Công chúa điện hạ, ngươi nghĩ nhiều, ta nói tất cả điều kiện tiên quyết là phải bỏ ân oán qua không nói nữa. Giữa chúng ta không có ân, oán, có không ít. Ta giúp ngươi đăng cơ, ngày ngươi đăng cơ, người chết đầu tiên chắc chắn là ta. Ánh mắt La Phù công chúa biến đổi, nói. Phong Phi Vân, thù hận giữa chúng ta không sâu, nếu hợp tác. Nhất định không người nào có thể tranh phong với chúng ta, lúc đó ta làm nữ đế, ngươi làm thần vương, không người nào có thể dung chuyển giang sơn thần tấn vương triều cả. Phong Phi Vân nhếch miệng lên, chậm rãi đi tới trước mặt La Phù công chúa, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm mượt mà của La Phù công chúa lên, nói. Chí ta không ở đây, một khi tân đế đăng cơ, ta sẽ truyền vương vị cho người khác, sau đó rời khỏi thần đô, thậm chí rời khỏi thần tấn vương triều, chúng ta nhất định không phải người cùng đường. Phong Phi Vân, ngươi muốn làm gì? La Phù công chúa quát lên một tiếng. Ngón tay Phong Phi Vân vuốt cằm nàng, chậm rãi chạy dọc theo cổ tinh tế, sau đó xẹt qua xương quai xanh, chậm rãi đưa xuống phía dưới, niết lên bộ ngực mềm mại của nàng. Tay của Phong Phi Vân như có dòng điện chạy xuyên qua người nàng, làm cho toàn thân nàng run lên, hô hấp dồn dập, da thịt toàn thân hồng lên, đường cong yêu mỹ đang run rẩy, có từng giọt mồ hôi óng ánh đang lưu động trên làn da nàng. Nếu ngươi là nữ nô của ta, ta tự nhiên sẽ không thả ngươi rồi, ngươi là hoàng gia thiên nữ cũng tốt, làm nữ đế cũng được, lần đầu tiên tự nhiên để cho ta dạy ngươi. Ngươi dám, a hát. Phong Phi Vân trực tiếp đẩy La Phù công chúa ngã xuống đất, cúi người xuống, đột nhiên hôn lên bờ môi thơm của nàng, đầu lưỡi mở hàm răng nàng ra, trượt vào trong miệng của nàng, va chạm với chiếc lưỡi thơm mềm mại xinh xắn của nàng, nàng không ngừng phát ra âm thanh ô ô. La Phù công chúa lúc này toàn thân không còn mảnh vải, chỉ còn lại tóc đen như ngọc trên vai, lúc này phủ xuống bộ ngực, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ hồng, hai tay đâm vào huyết nhục trên lưng Phong Phi Vân, muốn phản kháng, nhưng lực lượng thân thể không địch lại Phong Phi Vân. Phong tình bắn ra tứ phía, bát bộ long liễn bay trên không trung thần đô, thật lâu không có hạ xuống đất. Bá! Một đạo bạch sắc u ảnh đạp lên gió mát bay tới bên ngoài bát bộ long liễn. Hoa thần phi xuất hành đơn giản, thánh khiết mà đoan trang, tu luyện thái thượng tẩy tủy kinh, trên người mang theo tần kính của đạo gia rất tinh thuần, tóc dài xõa vai, huệ chất lan tâm, đứng dưới ánh trăng ẩn ẩn chiếu lên tiên cơ của nàng. La Phù xảy ra đại sự. Hoa thần phi tự mình xuất cung, trượt tới tìm nàng tự nhiên là có đại sự xảy ra. Trong bát bộ long liễn, Phong Phi Vân hơi kinh hãi, hắn hiện tại đã cởi sạch quần áo nằm trên người La Phù công chúa. Thời điểm mấu chốt thì hoa thần phi xuất hiện, quả thật là quá không phải lúc, nếu để cho thần phi nương nương nhìn thấy mình và con gái cởi sạch quần áo, áp con gái nàng xuống dưới, cái mạng nhỏ của Phong Phi Vân hôm nay xong rồi. May mắn bát bộ long liễn chính là thánh khí hoàng gia, mặc dù tu vị hoa thần phi cao tuyệt cũng không cách nào dùng thần thức nhìn trộm. Phong Phi Vân gọi vũ hóa đài ra, trấn áp trên đỉnh đầu La Phù công chúa, lúc này mới nhả ra, đầu lưỡi rời khỏi miệng La Phù công chúa. Bờ môi vẫn còn lưu hương. La Phù công chúa không ngừng thở dốc, thật lâu mới hồi khí lại, hai mắt trừng Phong Phi Vân, ngón tay mảnh khảnh lau lau nước miếng trên bờ môi. Phong Phi Vân vẫn cưỡi trên người nàng như trước, vui vẻ ra mặt, thấp giọng nói. Nếu ngươi dám nói sai nửa chữ, ta nhất định để ngươi chết trước ta. La Phù công chúa nghiến răng nghiến lợi, âm độc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, rất muốn ra tay. Nhưng cân nhắc lợi hại vẫn thu liễm sát ý của mình, lúc này mới ôn nhu nói. La Phù thỉnh an mẫu hậu.
Phong Phi Vân nhìn qua giai nhân tuyệt sắc dưới thân, sắc đẹp như có thể ăn được, như nước như ngọc, nửa người dưới đã cứng rắn như sắt thép, cũng không sợ La Phủ công chúa không nghe lời, vì vậy không cố kỵ đưa tay sờ mó thân thể mềm mại của nàng, bắt đầu từ bộ ngực sữa no đủ tuyết trắng, sau đó lại thăm dò phía dưới, cuối cùng mò xuống bãi cỏ thơm tùm. Toàn thân La Phủ công chúa run lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng mà ngực bụng của nàng vừa nâng lên đã bị Phong Phi Vân trấn áp ngoan ngoãn nằm xuống, ngón tay Phong Phi Vân đặt lên môi, làm thủ thế chờ có lên tiếng, sau đó lại đặt tay lên bộ ngực của La Phủ công chúa. Thân thể La Phủ công chúa chưa từng bị nam nhân chạm qua, càng đặc biệt mẫn cảm, đôi chân uốn éo quấn vào nhau, giống như bánh quai trèo vậy. Hoa Thần Phi đôi mắt mang theo vài phần tức giận, nói. Thời gian lựa chọn phò mã của ngươi đã định ra, cử hành vào 9 ngày sau, phương thức lựa chọn chính là tỉ thí chiến lực ai mạnh hơn thì có thể lấy ngươi làm vợ, đây không phải là lựa chọn phò mã, mà là một trò đùa. A hát! La Phủ công chúa thét lên một tiếng. Hai tay Phong Phi Vân đã tách chân của nàng ra, một tay lúc này tiến nơi tư mật giữa hai đùi của nàng. Hoa Thần Phi nhướng mày, nói. Ngươi thế nào? Không, không có gì. Ta cảm thấy tên khốn Phong Phi Vân quá ác, chọn lựa phò mã lại tùy tiện như vậy. La Phù công chúa cắn răng, hận ý nồng đậm. Hoa Thần Phi thở dài, nói. Đây cũng không phải chủ ý của Phong Phi Vân, là Nguyệt công chúa và Cửu Khanh thương lượng có kết quả, xem ra lần này Kỳ Linh Xuân và Bắc Minh lão hồ ly liên thủ, muốn đá chúng ta ra khỏi cạnh tranh thái tử trước tiên. Phong Phi Vân không nhanh không chậm, kéo một tấm hương thởm lớn lót dưới lưng ngọc La Phù công chúa. Hai tay niết eo nhỏ của nàng nằm đúng vị trí, cảm giác xem như không tệ. Mà toàn thân La Phù công chúa đang run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng lại không thể kêu ra tiếng. Phong Phi Vân thấy nàng thống khổ như vậy, cúi người thấp giọng cười nói bên tai nàng. Công chúa điện hạ, người ngàn vạn phải nhịn xuống đấy, nếu như để Hoa Thần Phi phát hiện chuyện của chúng ta, nàng tất nhiên sẽ xông vào bát bộ long liễn ra tay với ta. Tu vị của ta hiện tại không phải đối thủ Hoa Thần Phi, nhưng mà nếu ta lấy mạng ngươi ra uy hiếp nàng, chỉ sợ Hoa Thần Phi nương nương ký thác hy vọng lên người của ngươi, nàng chắc chắn không hành động thiếu suy nghĩ. La Phù công chúa lộ ra hàm răng tuyết trắng, có xúc động cắn chết Phong Phi Vân, nhưng lại không cắn được đầu ngón tay của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không sợ chút nào, cười nói. Hoa Thần Phi nương nương có thuật chú nhan, bộ dáng thủy mị vẫn còn. Luận mỹ mạo còn có vài phần hàm xúc hơn công chúa điện hạ vài phần, chuyện gì cũng làm được, công chúa điện hạ không nên hại thần phi nương nương a. Nghe được lời này của Phong Phi Vân, La Phù lập tức hoa dung thất sắc, nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia. La Phù công chúa thân thể như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, nàng chưa bao giờ khỏa thân nằm trước mặt nam nhân bao giờ, hiện tại nàng chẳng khác gì con dê nhỏ mặc cho người ta chém giết. Cái yếm màu xanh nhạt bị ném một bên. Da thịt của nàng trắng bóng, tinh tế tỉ mỉ, cũng chỉ có hoàng gia thiên nữ mới có được thân thể như thế này, vừa nhìn thấy khiến thân thể người ta tê dại. Hai chân La Phù công chúa mở ra, tất cả cảnh xuân lộ ra ngoài, mất đi rụt rè và cao quý ngày xưa. Toàn thân của nàng đổ mồ hôi rậm rạp, bộ ngực rất tròn và mềm mại, bộ ngực chẳng khác gì núi, trước kia chưa từng có ai leo lên, nhưng giờ phút này Phong Phi Vân vuốt ve thành các hình dạng, hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trên ngực có dấu tay hiện ra. Thân thể La Phù công chúa không ngừng co rút, mang theo âm thanh cầu xin tha thứ, thấp giọng nói. Phong Phi Vân, ngươi, thắng, ngươi mới là đệ nhất hạ sử thi thiên tài bảng, chúng ta nên chấm dứt, bằng không bị mẫu hậu ta phát hiện ra ngươi ở trong bát bộ long liễn, chúng ta không có lợi. Ngón tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, sau đó cúi đầu xuống bên cạnh vành tay hồng phấn của nàng. Thổi một hơi, nói. Hoa Thần Phi ký thác hy vọng vào ngươi, xem ngươi trở thành cố gắng cả đời của nàng, nếu ta cầm tính mạng của ngươi uy hiếp nàng, nàng cả động cũng không dám động, ta muốn làm gì nàng thì nàng cũng cam chịu. Ngươi, vô sỉ. La Phù công chúa cắn cắn bờ môi, vừa muốn cắn Phong Phi Vân thì bị Phong Phi Vân đè cái trán lại, đầu của nàng dán vào mặt đất. Công chúa điện hạ, vì thần phi nương nương, ngươi tốt nhất nên phối hợp một ít. Phong Phi Vân cười tà, ngón tay cạo cạo mũi ngọc của nàng. La Phù công chúa chưa bao giờ khuất nhục như thế này, bị người ta dâm nhạc ngay trước mặt mẫu thân, lại còn không thể lên tiếng, thân là hoàng gia thiên nữ, kỳ tài tu tiên, loại cảm giác này làm cho nàng gần sụp đổ.
Cuối cùng La Phù công chúa nhắm mắt lại, lông mi óng ánh, nước mắt chảy ra, thấm ướt má phấn. Hoa thần phi tự nhiên không biết cảnh bên trong bát bộ long liễn, không biết con gái đắc ý của mình đang bị người ta cưỡi lên, giống như một con chó cái mặc người chinh phục, thần sắc của nàng nghiêm túc, nói. Lần này Bắc Minh lão hồ ly sẽ phái Bắc Minh phá thiên ra tay, Bắc Minh phá thiên chính là thiên chi kiêu tử, tu luyện trọng kiếm đạo và Bắc Minh hàn băng hải, trọng kiếm đạo lực công kích mạnh mẽ, xưng hùng cùng thế hệ, Bắc Minh hàn băng khải có lực phòng ngực mạnh nhất trong cùng cảnh giới, chuyện này rất bất lợi với chúng ta, La Phù, người đang nghe ta nói chứ. Tự nhiên, La Phù cắn răng ngà, cảm giác có vật gì đó nóng và cứng đang ma sát giữa hai chân nàng, giống như muốn làm ngọc thể của nàng tan chảy ra, mặc nàng tận lực thả nhiên và bình tĩnh cỡ nào, nhưng mà hô hấp vẫn dồn dập như trước, nói ra từng chữ giống như cố hết sức, không cẩn thận sẽ lộ sơ hở. Hoa thần phi từng là nữ thiên kiêu kiệt xuất của đạo môn, mỹ danh truyền thiên hạ, tuy đã qua mấy trăm năm, nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như trước, còn nhiều ra mấy phần tùy mị của nữ tử thành thục, ngưng mắt nói. Tuy Bắc Minh phá thiên chính là đại địch, nhưng bổn cung băn khoăn chính là Hồng Diệp hoàng tử vừa tới thần đô, người này chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ trong Ngọc Hiền Vương Triều, càng là một trong năm thần đồ của thần linh cung. A hát, ân, a, toàn thân La Phù công chúa đổ mồ hôi, thân thể mềm mại không ngừng co rút, vừa rồi thiếu chút nữa đã thét lên, may mắn bị nàng dùng lực khắc chế cường đại nuốt trở về, nhưng mà cổ họng vẫn không kìm được toát ra âm thanh mơ hồ. Thì ra vừa rồi Phong Phi Vân bắt lấy eo ngọc nhỏ nhắn của nàng, tách hai chân nàng ra, cầm lấy vật tráng kiện kia trượt vào trong hang Xuân Tình, bên dưới hiện tại đã lầy lội, đã chặt chẽ tới cực điểm, cho người ta cảm giác sảng khoái không gì sánh kịp, có cảm giác như đang ở trong phượng xào, long huyệt, dục tiên dục tử muốn chết. Không cách nào hình dung cảm giác này, ngay cả người lão luyện như Phong Phi Vân suýt bị đánh tơi bời, trong nháy mắt hắn sắp rên rỉ thành tiếng. Quá thoải mái. Cưỡi lên La Phù công chúa, quả nhiên là chuyện thoải mái tới tận xương tủy. Nhưng mà La Phù công chúa thống khổ gần chết, cho dù tu vị nàng cao thớ, thiên chi kiều nữ, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên, nửa người dưới đau tới chết lặng, vòng eo nhỏ nhắn đã bị chế trụ, chính yếu nhất tất cả chỉ có thể giấu trong lòng, không thể kêu lên. Đối với nàng mà nói, Phong Phi Vân hiện tại chính là ma quỷ. Bên ngoài hoa thần phi nghe được bên trong bát bộ long liễn có tiếng dị thanh thật nhỏ, mặt sinh hồ nghi, ngưng trọng nói. Nếu như người gả cho Hồng Diệp hoàng tử, như vậy nhất định phải theo Hồng Diệp hoàng tử đi Ngọc Kiền Vương Triều, hơn nữa mất đi tư cách cạnh tranh thái tử. Phốc phốc phốc, toàn thân La Phù công chúa đỏ như dáng mây, làn da tuyết trắng giờ phút này biến thành đỏ hồng, bờ môi như ngọc không ngừng run run, thân thể mềm mại nhúc nhích, phần eo và bộ ngực không ngừng phập phồng. Cố nén đau đớn, nói. Hồng Diệp hoàng tử chiến lực vô cùng cường đại, thậm chí còn trên cả Bắc Minh phá thiên, hắn có thể quét ngang thế hệ trẻ ở Ngân Câu Phiệt, nếu như dùng võ quyết thắng bại, chỉ sợ trong thế hệ trẻ thần tấn vương triều không ai là đối thủ của hắn. Khi nói tới mấy chữ cuối cùng, La Phù công chúa giọng như biến thành không khí, sợi tóc đầy mồ hôi, đôi mắt trắng lên, nói ra âm thanh gì chỉ có nàng mới nghe được. Trong mắt hoa thần phi hiện ra một tia sát mang, nói. Hiện tại chỉ có một biện pháp, chúng ta phải hóa bị động thành chủ động. Nghe nói như thế, động tác Phong Phi Vân dừng lại, cẩn thận lắng nghe. Giết Phong Phi Vân, chuyện này tấn đế giao cho Phong Phi Vân đi làm, như vậy chỉ cần Phong Phi Vân chết đi, chuyện lựa chọn phò mã đương nhiên sẽ kéo dài thời gian, hơn nữa nếu giết Phong Phi Vân, như vậy Long Thương Nguyệt cũng mất đi chỗ dựa lớn nhất, cạnh tranh vị trí tấn đế sẽ sa sút. Lâm vào hoàn cảnh xấu, cho dù là phương nào mà nói, giết Phong Phi Vân là chuyện trăm lợi không có một hại. Nghe nói như thế, Phong Phi Vân tươi cười, nhìn chằm chằm vào La Phù công chúa dưới thân, nhẹ nhàng lau gương mặt mềm mại của nàng, lau khô mồ hôi đang lăn dài trên mặt. La Phù công chúa ngẩng đầu, cắn cánh tay Phong Phi Vân lần nữa, trong ánh mắt đầy phức tạp, có khuất nhục, có ảo não, có khoái cảm trả thù. Có máu chảy ra trên cánh tay Phong Phi Vân. Đỏ tươi giống như máu giữa hai chân nàng chảy ra. Việc này giao cho ngươi đi xử lý, tốt nhất ta không quan tâm bọn họ chết thế nào, ta cũng nên chạy về đế cung, hy vọng ngươi không làm hỏng chuyện tốt này. Hoa thần phi hóa thành làn gió mát, lướt đi biến mất trong bóng đêm. Rốt cuộc La Phù công chúa thở ra một hơi, nếu hoa thần phi không rời đi, nàng tất nhiên sẽ bị Phong Phi Vân tra tấn tới sụp đổ,
nàng giờ phút này đã tới biên giới sắp sụp đổ. Phong Phi Vân trở nên ôn nhu, chậm rãi xoay người, cười nói. Công chúa điện hạ muốn giết ta như thế nào? La Phù công chúa miệng đỏ thở gấp, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, sau đó hôn mê đi. Thời điểm La Phù công chúa tỉnh lại thì Phong Phi Vân đã rời đi, trên người đắp cái yếm màu xanh nhạt, toàn thân đau đớn, không còn một tia khí lực. Phong Phi Vân không có giết nàng. Đây là giáo huấn thê thảm đau đớn nhất, nàng mất đi trinh tiết quý giá, thật sự làm cho nàng khắc sâu vào trí nhớ. Mọi người phải gặp trắc trở mới có thể phát triển nhanh được, trải qua đau khổ mới có thể ghi nhớ mà tránh sai lầm. Mà Phong Phi Vân giờ phút này đang đứng trước phủ thái sư, cũng không phải đại viện tường cao gì, cũng không giống thái tể phủ, thần vương phủ nguy nga tráng lệ như tòa thành, nơi này là một tòa đạo quan, biến gỗ, gieo trồng các loại trúc xanh, đá trắng tạo thành con đường nhỏ. Nhưng mà chỉ cần ngẩng đầu có thể nhìn thấy đạo quan hào quang trùng thiên, tiên khí mênh mông, có kết nối với sao trời, vô cùng thần diệu. Một đạo cung khí tượng trùng thiên và hư ảnh rừng tháp cao san sát chiếm giữ không trung đạo quang, cho người ta cảm giác tiên gia phúc địa. Quả nhiên thú vị, không hổ là một trong tam công đương triều. Phong Phi Vân lặng lặng chờ đợi, không nóng nảy. Không bao lâu một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh đi ra, bộ pháp nhẹ nhàng, trên đỉnh đầu ngưng tụ bảo thụ, trong mắt mang theo hào quang, cung kính cúi đầu, nói. Thật sự không khéo, hôm nay gia sư rời khỏi phủ thái sư, đi ra ngoài rồi, đến nay vẫn chưa về. Phong Phi Vân cười nói. Không biết thái sư đại nhân khi nào về. Gia sư thật sự không có nói, nhưng trước khi đi lão nhân gia đã suy tính một quẻ, cảm thấy hôm nay có khách quý tới bái phỏng, cho nên bảo bần đạo phải chiêu đãi nhiệt tình, thần vương đại nhân, mời bên này. Tu sĩ áo xanh dẫn Phong Phi Vân đi vào phủ thái sư. Phủ thái sư rất ít người hầu, chỉ có 9 môn nhân đích truyền của thái sư, còn có hơn 30 đạo đồng dược diền, bọn họ đang tu luyện công pháp đạo gia tinh thuần nhát, mặc dù là đạo đồng dược điền cũng có tu vị thiên mệnh nhất trọng. Rất không ngờ tới. Người dẫn Phong Phi Vân đi vào phủ thái sư chính là đệ tử thứ 8 Lăng Vân, theo thái sư tu đạo hơn 120 năm, tu vị đạt tới thiên mệnh tứ trọng, bởi vì thiên tư thấp nhất trong 8 đệ tử, cho nên phân quản lý việc vặt và tiếp đãi khách quý trong phủ thái sư, mua sắm dược thảo, quản lý dược điền các chuyện. Phía trước có 64 bệ đá, cũng không phải tế đàn, là 64 đan tỉnh luyện chế đan dược, mỗi một tòa đan tỉnh đều không giống nhau. Luyện chế đan dược thuộc tính khác nhau, ví dụ như luyện chế linh dược tăng linh lực thì dùng tụ linh đan tỉnh, trong đan tỉnh bố trí tụ linh trận pháp, có thể bảo đảm linh lực trong đan dược không sói mòn. Lại ví dụ như luyện chế tẩy trúc cơ linh đan, phải dùng âm dương đan tỉnh, luyện chế đan dược chữa thương thì dùng ngũ sắc đan tỉnh, luyện chế linh đan giải độc thì dùng nhược thủy đan tỉnh. Thái sư chính là một trong 2 đại luyện đan sư của thần Tấn Vương Triều, đạt tới tam phẩm đại luyện đan sư. Thủ pháp luyện đan không tầm thường, tại thần Tấn Vương Triều cơ hồ không ai bằng. Phong Phi Vân nhìn qua 64 đan tỉnh, trong đó có 48 khẩu đan tỉnh bên trong có mùi thơm lạ lùng truyền ra, hiển nhiên là thành đan sắp tới, còn có 10 đan tỉnh có khí tức mờ mịt hiện ra, hiển nhiên là vừa luyện đan không bao lâu, còn cần chờ thêm 3 mới có thể thành đan, 6 đan tỉnh còn lại thì trống rỗng, hiển nhiên là không có luyện đan. Những đan tỉnh này chỉ có thể luyện chế đan dược dưới tam phẩm. Luyện chế linh đan ngoài tam phẩm cần phải chú ý nhiều, cần linh dược dườm già, thời gian và hỏa hầu phải nắm giữ tinh chuẩn, hoàn toàn không thể sai lầm nửa phần. Phương pháp tế luyện linh đan dưới tam phẩm có thể đối với Phong Phi Vân mà nói thoải mái, nhưng mà linh đan ngoài tam phẩm rất ẩn giấu, đối với bất kỳ người nào cũng không lộ ra được. Tuy phủ thái sư nhìn như đạo quan, nhưng mà bên trong không nhỏ, có rất nhiều quỳnh lâu luyện đan, còn có vọng tinh đài cao vượt mây, một ít cấm địa mây khói mờ ảo. Thẳng tới khi Phong Phi Vân đi dạo một ngày cũng không có gặp được thái sư. Thực không dám đấu giếm bổn vương lần này đi tới phủ thái sư, là muốn tìm kiếm một ít linh dược hiếm thấy, nguyện ý ra giá cao mua sắm. Phong Phi Vân thật sự không muốn trì hoãn thêm nữa. Lăng Vân cười nói, thần vương đại nhân không cần khách khí, phủ thái sư linh dược rất nhiều, trừ một ít linh dược cực kỳ chân quý, linh dược trong phủ thái sư ta có thể tùy ý phân phối. Phong Phi Vân lấy một danh sách 10 loại linh dược ra. 18 loại chủ dược luyện chế thiên tủy đan, ở trong ngân câu phiệt đã tìm được 8 loại, chỉ kém 10 loại đều là linh dược cực kỳ chân quý, thậm chí có chút ít không có ghi lại trong sách cổ. Linh dược mà ngân câu phiệt đều không có,
Phong Phi Vân cũng không ôm bao nhiêu hy vọng có thể tìm được trong phủ thái sư, nhưng mà hắn lại không thể không đến, dù nhiều ra một loại linh dược thì phẩm chất thiên tủy đan có thể tăng lên rất nhiều. Lăng Vân vốn còn khoan thai tự đắc, nhưng mà tiếp nhận tờ giấy trắng trong tay Phong Phi Vân, vừa nhìn tên linh dược trên giấy thì nhức đầu, trên trán đầy mồ hôi. Tên linh dược phía trên hắn nghe qua 5 loại, còn có 5 loại ngay cả tên cũng chưa nghe qua, mặc dù hắn nghe nói qua tên 5 loại linh dược đều là hiếm thấy trên đời, chỉ ghi lại trong bản chép tay đại luyện đan sư, hơn nữa phần lớn đều là dược liệu luyện chế đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm, vô cùng chân quý. Hồi bẩm thần vương đại nhân, 10 loại linh dược trên đây vô cùng hiếm thấy, trong phủ thái sư cũng chỉ có 2 loại. Lăng Vân nhíu mày càng chặt. Phong Phi Vân vui vẻ, nói. 2 loại nào? Ô thủ long, kỳ ba hoa. Ô thủ long là hà thủ ô hình rồng. Kỳ ba hoa là đóa hoa sinh trưởng trên đỉnh đầu xà vương. Hơn nữa nếu muốn trở thành chủ dược của thiên tủy đan cần thời gian ít nhất 5.000 năm, hấp thu đủ nhiều thiên địa linh tính, dược lực của chúng khi đó mới đạt tới yêu cầu. Nếu có thể có được ô thủ long cùng kỳ ba hoa luyện chế thiên tủy đan thì đã có được 10 loại, lại các linh dược khác thay thế 8 loại linh dược kia, có thể luyện chế thành đan, tuy dược hiệu chính thức kém xa thiên tủy đan chân chính, nhưng đủ chèo chống Phong Phi Vân trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Thỉnh Lăng Vân huynh bán 2 loại linh dược này cho bổn vương, giá tiền không thành vấn đề. Phong Phi Vân nói. Lăng Vân lắc đầu, xin lỗi nói. Đây không phải vấn đề giá tiền. Mà là hai chủng linh dược này là linh dược gia sư chân tàng, trong đó ô thủ long đã 6.000 năm, long lân đã mọc ra, kỳ ba hoa đã có 4.000 năm, ngay cả xà vương cũng đã chết đi, nhưng mà kỳ ba hoa vẫn sinh trưởng trên đỉnh đầu xà vương, gia sư mỗi tháng đều đích thân dùng linh tuyền hàm dưỡng, chỉ sợ kỳ ba hoa héo rũ, gia sư xem hai loại linh dược này như cốt nhục của mình, đừng nói là ta không dám bán cho thần vương, cho dù thần vương mở miệng thì gia sư cũng không đáp ứng đâu. Như vậy a hát, Phong Phi Vân nói, thái sư đại nhân xem trọng hai loại linh dược này như thế, vậy khẳng định là gieo trồng tại nơi linh dược nồng nặc nhất. Đó là tự nhiên, vẫn gieo trồng trong Thanh Vân Đầm, là nơi gần nơi ở của gia sư. Lăng Vân lúc này im miệng lại, hắn biết mình nói sai. Thanh Vân Đầm, Phong Phi Vân thấp giọng niệm một câu, ánh mắt lộ ra thần thái kỳ quái, sau đó cười nói. Nếu hai chủng linh dược này vô cùng hiếm thấy, lại là vật âu yếm của thái sư, bổn vương tự nhiên không đoạt chỗ yêu thích của người ta, cáo từ. Nói xong lời này Phong Phi Vân trực tiếp thẳng rời đi. Tuổi còn trẻ có thể ngồi lên vị trí thần vương, quả nhiên không giống bình thường. Lăng Vân nhìn qua bóng lưng Phong Phi Vân rời đi tiêu sái như thế, trong mắt hơi híp lại, gọi một dược đồng, nói. Đi thông chi cho ngũ sư huynh đang bế quan trùng kích cự phách, bảo hắn đêm nay tiến tới Thanh Vân Đầm thủ hộ. Dược đồng ngầm hiểu rời đi, đi vào trong phủ thái sư. Lăng Vân có thể trở thành người phụ trách công việc ở phủ thái sư, bổn sự nhìn người vẫn có, Phong Phi Vân là một người nào, cả tu tiên giới đều biết, hôm nay hắn rời đi sảng khoái như thế nhất định không đơn giản như vậy, Lăng Vân phải bố trí nhiều hơn, không dám có sơ suất gì. Nhưng mà phủ thái sư vẫn mất trộm, linh dược gieo trồng trong Thanh Vân Đầm không chỉ có ô thủ long cùng kỳ ba hoa. Ngay cả hơn 10 loại linh dược vô cùng chân quý cũng biến mất, những linh dược này đều ngoài 5.000 năm, mỗi một cây đều giá trị liên thành. Ngũ sư huynh tu vị nửa bước cự phách mất ngủ, hoàn toàn không có chợp mắt, hắn vẫn thủ hộ bên cạnh đầm nước, nhưng mà hắn vẫn như trước chợp mắt nhìn linh dược biến mất trước mặt mình, ngay cả rễ linh dược cũng không lưu lại một đoạn. Nghe tin tức này Lăng Vân phun máu ngất đi, hai dược mang hắn về phòng. Phủ thần vương. Phong Phi Vân đang ngồi trong đại viện uống trà, chung quanh có 18 thái giám và 8 cung nữ hầu hạ, ngược lại có vài phần khí khái thần vương. Phong Phi Vân đã chờ cả buổi sáng, hắn đang chờ một người. Ánh mắt nâng lên nhìn qua mặt trời trên cao, trong lòng hồ nghi, tất chữ xuất thằng này thật không đáng tin cậy, tại sao lâu như thế cũng còn không có trở về, nếu bị người phủ thái sư bắt được, dùng tính cách nhát gan của hắn. Nhất định sẽ khai ta ra, khi đó ta cũng chỉ đánh chết không nhận mà thôi. Đúng lúc này chớp mũi Phong Phi Vân động động, nghe hương thơm mê người. Ánh mắt Phong Phi nhìn qua bốn phía, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bát trà sứ hai cái, nói. Các ngươi đều đi xuống đi. Những thái giám cùng cung nữ hành lễ sau đó rút đi, không nói câu dư thừa nào cả. Phong Phi Vân bưng chén trà lên hớp một ngụm, đặt tới bên miệng, mỉm cười nói.
Hồng Nhan Nhi, đi ra đi. Trong không khí truyền ra một tia chấn động, hiện ra bóng người yểu điệu, bóng người ngưng tụ thật nhanh chóng, biến thành một nữ tử áo trắng, mái tóc đen nhánh rủ xuống, hai mắt như trăng sáng, thân ảnh hoàn mỹ tới tận cùng. Nam Cung Hồng Nhan nghiêng người đứng đó, nói. Ta mặc ẩn tầm xa la, ngăn cách tất cả khí tức, ngay cả cự phách cũng không thể phát hiện ra khí tức của ta, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Phong Phi Vân cười nói. Nếu ngươi không cố ý lộ ra một tia khí tức, ta làm sao phát hiện ra ngươi được? Nam Cung Hồng Nhan lẻn vào phủ thần vương đã cố ý phát ra một tia khí tức, làm cho Phong Phi Vân phát giác được nàng đến, để hắn cho người rời đi, lưu không gian cho hai người. Hừ! Nam Cung Hồng Nhan hừ lạnh một tiếng, nói. Chớ ở giả thông minh trước mặt ta, Tiêu Tương đi nơi nào? Sắc mặt Phong Phi Vân tối sầm lại, nói. Nàng đi rồi, lần này là đi thật rồi. Nàng đi nơi nào? Nam Cung Hồng Nhan vội vàng hỏi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nàng theo đuổi thứ nàng mong muốn, có lẽ có một ngày chúng ta còn có thể nhìn thấy nàng, cũng có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp nàng. Tuy Nam Cung Hồng Nhan không hiểu Phong Phi Vân nói có ý gì, nhưng mà nàng tin tưởng Phong Phi Vân tuyệt đối không lừa gạt nàng trên chuyện này. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua trời cao, tiếp theo lại nói. Hồng Nhan, thế cục thần đô quá hỗn loạn, ta có dự cảm, trong nửa tháng tấn đế sẽ thoái vị, tân đế đăng cơ, thần đô rất có thể sẽ phát sinh náo động chưa từng có, thừa dịp hiện tại thế cục còn chưa đủ nghiêm trọng, ngươi rời thần đô đi. Ta không đi. Nam Cung Hồng Nhan quả quyết nói. Vì cái gì? Ngươi không đi, ta dựa vào cái gì phải đi? Hai mắt Nam Cung Hồng Nhan mang theo thần thái kiên định, không chịu rời đi. Phong Phi Vân suy nghĩ lại, nói. Ta cũng muốn đi, một khi tân đế đăng cơ, ta sẽ nhường ngôi thần vương và rời khỏi thần đô, mang ngươi rời đi. Nam Cung Hồng Nhan cũng là nữ tử thông minh cực điểm, nói. Tân đế đăng cơ, ngươi còn đi được sao? Ta tự nhiên có biện pháp của, nhưng mà trước đó ngươi phải rời khỏi thần đô, như vậy ta mới có thể không có nỗi lo về sau, muốn đi khi nào thì đi, không ai ngăn cản ta được. Phong Phi Vân thập phần tự tin nói. Tiếp theo lại ôn nhu nói. Hồng Nhan, sau khi rời khỏi thần đô thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi hỗn loạn thần tấn vương triều này, chúng ta đi tìm phụ mẫu của ta, mang ngươi đi gặp bọn họ nhìn thấu con dâu xinh đẹp như thế, nhất định sẽ cao hứng không ngậm miệng được. Nam Cung Hồng Nhan hơi ngượng ngùng cười cười, trong đầu cũng nhiều ra vài phần mơ ước, nhưng mà rất nhanh đã nghĩ tới chuyện khác, năm kiện thần y vẫn chưa thu thập hoàn toàn, làm sao có thể rời khỏi thần tấn vương triều, hôm nay đã thu thập 3 kiện, cũng chỉ thiếu kém Cửu Ngũ Long Bảo cùng Nạp Lan Phật Y. Tân đế đăng cơ chính là thời cơ lấy Cửu Ngũ Long Bảo tốt nhất, bỏ qua là không thể xuất hiện lại. Nam Cung Hồng Nhan ngọc dung như hoa tường vi, mềm mại nhu nhược như cỏ, đầu tựa nhẹ vào vai Phong Phi Vân. Ôn nhu nói. Vậy được rồi, ta sẽ quay về Tuyệt Sắc Lâu thu thập một chút, sẽ rời khỏi thần đô, ta sẽ ở Thiết Lĩnh Trọng Trấn bên ngoài thần đô chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng rời khỏi thần tấn vương triều, ngươi đi đâu thì ta sẽ đi nơi đó. Đây là lời từ nội tâm của nàng, nhưng chỉ có một câu nàng còn chưa nói. Nhưng mà nhất định chờ tới lúc thu thập đủ 5 kiện thần y. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của Nam Cung Hồng Nhan. Lông mi nháy vài cái, cảm giác trong ánh mắt nàng sáng tỏa, Phong Phi Vân thầm nghĩ trong lòng. Xem ra nàng cũng không có ý định rời khỏi thần đô, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nam Cung Hồng Nhan tính cách chính là như thế, rất khó đoán, ở trước mặt Phong Phi Vân thì nàng như tiểu nữ nhân si tình, nhưng mà có một mặt tàn nhãn khác, giết người vô số, tay đầy huyết tinh, đắc tội rất nhiều người, rất nhiều cường giả tiên môn đại phái chết trong tay của nàng. Tuổi trẻ tuấn tài chết trong tay nàng cũng không ít. Sớm muộn gì có một ngày những người này sẽ ra tay với nàng, ta chỉ có trở nên mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ nàng không bị tổn thương. Phong Phi Vân đột nhiên nghĩ đến Đông Phương Kính Nguyệt nói chuyện. Bờ môi Phong Phi Vân động động, nhưng mà cuối cùng vẫn không có hỏi ra. Cho dù cưu cửu quái bảo thực bị nàng lấy thì sao chứ, hôm nay ta có thanh đồng cổ thuyền hộ thể, yêu ma chi huyết uy hiếp ta không lớn. Di vật mẫu thân do thê tử bảo đảm, dường như cũng không có gì không thỏa đáng. Phong Phi Vân đang cố gắng thuyết phục chính mình, tận lực không đi quan tâm, cũng không hỏi tới. Nam Cung Hồng Nhan đã đi, Phong Phi Vân vẫn ngồi trên ghế, trong tay cầm linh hạch, giành giật từng giây tăng tu vị lên, nhất định phải trong nửa tháng tăng tu vị lên thiên mệnh tứ trọng.
Phủ Thái Tể chính là nơi phồn hoa nhất trừ Hoàng Thành, cũng là phủ đệ Bắc Minh Phiệt một trong bốn môn Phiệt. Bắc Minh Phiệt truyền thừa cổ xưa, có trên vạn năm lịch sử hoàng tộc cũng không sánh bằng. Hơn 6.000 năm trước, khu vực này còn không có vương triều, chỉ có tiên môn mọc lên san sát như rừng, thế gia tu tiên phồn thịnh, động thiên phúc địa thần bí khó lường, hoàng tộc Long gia lúc ấy thế lực cũng sản sản với bốn đại môn Phiệt, lúc này xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, dựng cờ khởi nghĩa thảo phạt đại phái tu tiên. Nhân vật thiên tư tuyệt diễm đó chính là Tấn Đế đời thứ nhất mang sắc thái truyền kỳ của thần Tấn Vương Triều. Mà đi theo Tấn Đế đời thứ nhất chinh chiến thiên hạ tiên môn là tổ tiên 18 thiên hầu, còn có tổ tiên Bắc Minh Phiệt. Có thể nói Long gia có thể trấn áp vạn giáo, đoạt được thiên hạ không thoát khỏi Bắc Minh Phiệt trợ giúp. Bắc Minh Mặc Thủ ngồi vững vàng trong cung điện lầu son lộng lẫy, trong tay lật xem một cuốn sách sắt, bên cạnh có một chiếc linh đăng lập lòe, ngọn đèn tỏa ra sương mù như linh vụ, dầu thấp chính là xương cốt sư lan thú tu vị 700 năm tạo thành, sau khi đốt có mùi thơm nhạt, linh vụ vần quanh. Long thần nhai cùng Bắc Minh Phá Thiên Cung đứng trong nội đường, hai người đều là thiên tài tuấn kiệt đỉnh cấp, thiên tài cấp sử thi, một là thứ 7 trên thượng sử thi thiên tài bảng, một là thứ 4, xưng hùng một thế hệ. Tuy Long thần nhai thân là thái tử, nhưng cũng là cháu ngoại của Bắc Minh Mặc Thủ. Hắn có thể trở thành thái tử, có nguyên nhân rất lớn là có Bắc Minh Mặc Thủ ở sau lưng ủng hộ to lớn. Thời gian La Phù công chúa lựa chọn phò mã chưa tới 10 ngày, người có mấy thành năm chắc thủ thắng. Bắc Minh Mặc Thủ thả quyển sách trong tay ra, đôi mắt già nua của hắn nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Phá Thiên. 10 thành. Khí tức Bắc Minh Phá Thiên bức người, hàn mang như xương, người người có dòng nước lạnh ngưng tụ thành 36 hung thú, phát ra từng tiếng thú giống to. Uy thế trên người Bắc Minh Phá Thiên bế nghĩa thiên hạ, làm cho Long thần nhai cũng phải biến sắc, hắn không ngờ đã đạt tới cảnh giới như vậy, lực lượng này có thể phá hủy thiên địa, một đời trẻ tuổi không có người nào là đối thủ của hắn. Thiên mệnh ngũ trọng, rõ đạt tới thiên mệnh ngũ trọng, tốt, cảnh giới như nhau, tự tin có thể quét ngang tất cả đối thủ. Bắc Minh Mặc Thủ không ngờ trầm trồ khen ngợi. Bắc Minh Phá Thiên ngạo nghễ đứng đó, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Một đời trẻ tuổi cũng chỉ có Lý Tiêu Nam, Hồng Diệp Hoàng tử là có thể đấu với ta một trận, La Phù công chúa băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tiên Nga, luận thiên tư, thiên phú của nàng không dưới ta, luận thân phận địa vị nàng là hoàng gia thiên nữ. Không người nào có thể so sánh, đương thời mỹ nhân tuy nhiều nhưng không sánh bằng nàng, ta nhất định muốn kết hôn lấy nàng làm thê tử. Khí thế trên người hắn bàng bạc. Bắc Minh Mặc Thủ gật gật đầu, cười nói. Nếu ngươi có thể cưới La Phù công chúa, không chỉ có thể có được giai nhân tuyệt thế, càng có thể cho Bắc Minh Phiệt chúng ta thêm thẻ đánh bạc. Long thần nhai cười nói. Nếu đường ca có thể lấy La Phù, như vậy nhất định phải bào chế nàng. Xem nàng làm gì có khí lực đoạt vị trí Tấn Đế với ta. Bắc Minh Mặc Thủ tâm tư trầm ổn, ánh mắt cơ trí, nói. Phá Thiên đột phá thiên mệnh ngũ trọng, trong thế hệ trẻ trở thành cao thủ chân chính, người có thể tranh hùng không có bao nhiêu người, Lý Tiêu Nam vô cùng thâm bất khả trắc, không cần phải quan tâm chính là ngân câu Phiệt Đông Phương Kính Thủy, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc chiến phò mã này, tiếp theo chính là Hồng Diệp Hoàng tử. Nghe nói hắn tại Ngân Câu Phiệt chỉ dùng 32 chiêu đánh bại Yến Tử Vũ, Phá Thiên cảm thấy tu vị của hắn thế nào? Sắc mặt Bắc Minh Phá Thiên ngưng trọng, nói. Thời điểm Hồng Diệp Hoàng tử giao thủ với Yến Tử Vũ cũng không hề sử dụng toàn lực, người này tuyệt đối là thiên mệnh ngũ trọng, nếu giao thủ với hắn thì thắng bại khó nói. Mà ngay cả Phong Phi Vân cũng có thể đánh lui hắn, chiến lực của hắn mạnh như thế. Long thần nhai có chút không tin nói ra. Bắc Minh Phá Thiên nói, nếu Phong Phi Vân không sử dụng thần vương lệnh, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Hồng Diệp Hoàng tử, cho dù hắn sử dụng thần vương lệnh, Hồng Diệp Hoàng tử cũng sẽ có bảo vật tương ứng với thần vương lệnh, không có khả năng chính thức thua trong tay Phong Phi Vân, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Long thần nhai nói, nhưng mà tốc độ của Phong Phi Vân thật sự quá khoa trương, hắn có tốc độ sánh ngang cự phách, trong thế hệ trẻ có người có thể đánh bại hắn. Nhưng tuyệt đối không ai có thể giết hắn. Bắc Minh Phá Thiên nói như thế. Bắc Minh Mặc Thủ nói. Tuyệt đối không thể để cho Phong Phi Vân phát triển tiếp. Hắn hiện tại mới thiên mệnh tam trọng cũng đã đáng sợ như thế. Để tu vị của hắn tăng lên, chắc chắn sẽ biến thành đại địch. Bắc Minh Phá Thiên nói. Chuyện giết người ta không hỏi tới. Ta muốn đi tu luyện. Ta nhất định phải kết hôn với La Phù công chúa. Bắc Minh Mặc Thủ mỉm cười gật gật đầu, nói.
đi dược thần các lấy tam phẩm linh đan đỉnh phong phong thần đan, củng cố cảnh giới trước đi. Tạ phiệt chủ. Bắc Minh phá thiên hóa thành một đạo thân ảnh biến mất trong cung điện. Đại điện lầu son lộng lẫy. Chỉ có Bắc Minh Mặc Thủ cùng Long Thần Nhai đứng trong nội đường, tràng cảnh vô cùng quỷ dị, hai người đều đang âm thầm truyền âm, ai cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Đa tạ phiệt chủ chỉ điểm, ta sẽ làm, Phong Phi Vân tuyệt đối sống không quá 10 ngày. Long Thần Nhai sửa sang lại y quan, quay người lui, mang theo nụ cười dữ tợn. Thần đô sóng ngầm bắt đầu khởi động. Rất nhiều người tu vị cường đại ngửi được khí tức bất thường. Có lẽ thật sắp biến thiên. Phủ thần vương. Giữa trưa, Phong Phi Vân rốt cục cũng chờ được tất chữ xuất hiện, hỏi. Thế nào, đắc thủ không? Toàn thân tất chữ xuất cháy đen, trên đỉnh đầu vẫn còn hơi nước, tóc dựng đứng lên, trong miệng phun hoa lửa, y phục biến thành xám đen, cơ hồ chỉ còn nửa sức lực. Đã tới tay, nhưng lại bị người ta phát hiện. Tất chữ suốt hai tay run rẩy, không ngừng run rẩy, nói xong câu này hai cây răng cửa rơi xuống. Là người phủ thái sư. Phong Phi Vân đánh ra một đám linh quang, giúp hắn chữa thương. Vết thương trên người tất chữ suốt bắt đầu khép lại, ngũ tạng lục phủ tỏa sinh cơ, lắc đầu, nói. Là Hồng Liên. Tà Hồng Liên. Phong Phi Vân kinh ngạc. Tất chữ suốt hai mắt thê lương, hắn sắp khóc lên, gật gật đầu. Khốn khiếp. Nàng cũng quá hung ác, dù nói thế nào cũng là hôn phu của nàng, nàng đánh ngươi sắp chết, hẳn là. Phong Phi Vân thương cảm nâng tất chữ suốt đứng dậy, an ủi. Nữ nhân như quần áo, huynh đệ là tay chân, huynh đệ, xem nhạt một chút. Tất chữ suốt trực tiếp tóc giống lên, khóc nức nở, nói. Thì ra ngươi cũng cho rằng nàng ở bên ngoài có nam nhân khác, nàng nhất định là muốn mưu sát hôn phu, sau đó bỏ trốn với nam nhân khác. Phong Phi Vân hơi sững sờ, nói. Hồng Liên cô nương không phải nữ nhân như thế, ta nghĩ hẳn là. Ta, chẳng lẽ hai linh dược kia bị nàng lấy đi rồi? Phong Phi Vân mới chẳng muốn quan hệ chuyện riêng của hắn, linh dược mới là mấu chốt. Không có a hát. Tất chữ suốt lập tức làm như không có chuyện gì cả, nước mắt không còn một giọt. Vậy ngươi khóc làm cái gì? Phong Phi Vân trong lòng có xúc động đánh người. Con mẹ nó người bị hôn thê của mình đánh nửa sống nửa chết, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy biệt khuất, cảm thấy bị thương, khóc hai tiếng lên án bất bình giúp huynh đệ, tỏ vẻ bất mãn với uất ức trong lòng. Tất chữ suốt nói năng hùng hồn. Đừng suy bụng ta ra bụng người, giao ô thủ long và kỳ ba hoa cho ta, luyện chế ra thiên tủy đan, nhất định ngươi có một phần. Phong Phi Vân nói. Tất chữ suốt móc ra một cây linh dược 6.000 năm, lớn chừng chậu rửa mặt, toàn thân óng ánh. Tổng cộng có 81 cánh hoa, bên trong còn dính một giọt thần lộ, vầng sáng chói mắt như mặt trời. Đây không phải là kỳ ba hoa, đây là long thủy linh hoa, một cây lớn như thế sinh trưởng 6.000 năm, giá trị liên thành, thần tấn vương triều tìm không ra gốc thứ hai. Tuy thủy long linh hoa là kỳ chân hiếm thấy, nhưng mà làm thuốc dẫn cho thiên tủy đan, Phong Phi Vân cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Phong Phi Vân trong lòng đang hiếu kỳ. Tất chữ suất có thể có linh hoa chân quý gì? Không phải gốc này, chẳng lẽ là cây này sao? Tất chữ suất lại móc một linh hoa đỏ thẫm ra, chỉ lớn như nấm đấm, nhưng toàn thân có đầy hỏa diễm bốc lên, hình dạng ngọn lửa như con rắn lửa, vô cùng linh tính. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Đây là xích hỏa hoa, không ngờ đã thay nghén ra nụ hoa, sợ là đã có 3.000 năm rồi, đây là trọng bảo tu luyện hỏa diễm thần thông. Lại không đúng. Tất chữ suất tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng không kìm được lòng hiếu kỳ, nghi ngờ nói. Người tìm ở đâu nhiều kỳ hoa dị thảo như thế, tùy tiện đưa một cây bán ra ngoài đều có giá trên trời, cho dù là trưởng giáo tiên môn thế hệ trước cũng phải tranh đoạt. Tìm được trong Thanh Vân Đầm. Tần chữ suất vẫn tìm kiếm. Nhưng mà sắc mặt Phong Phi Vân biến hóa, nói. Ta chỉ gọi ngươi đi lấy ô thủ long và kỳ ba hoa. Người đã thuận tay lấy đi bao nhiêu kỳ hoa dị thảo rồi. Con mẹ nó ta làm sao biết gốc nào là ô thủ long và kỳ ba hoa là cây nào, vì vậy hái toàn bộ. Tất chữ suốt lấy toàn bộ kỳ hoa kỳ thảo lấy được ra, thả trên mặt đất, các loại kỳ hoa kỳ thảo nhìn hoa cả mắt, linh khí nồng đậm xen lẫn mùi thuốc làm cho tảng đá trên mặt đất cũng tự động sinh ra một cây cổ xanh nhạt, linh yên lượn lờ trong không khí. Toàn bộ. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hơn 10 loại dược liệu chân quý hiếm thấy trên đất, hắn hít sâu một hơi,
Thái sư chân tàng toàn là linh dược cao cấp nhất, tìm kiếm không dễ, còn tỉ mỉ đào tạo mấy trăm năm, xem như thứ chân quý nhất, lại bị tất chữ xuất đóng gói mang đi toàn bộ, có thể tưởng tượng sau khi thái sư biết chuyện này, tất nhiên sẽ tức giận thổ huyết. Phong Phi Vân ban ngày đi bái phỏng phủ thái sư, cầu mua linh dược, buổi tối hơn 10 loại linh dược chân quý nhất của phủ thái sư mất đi, ai cũng sẽ đổ lên đầu của hắn. Tỉnh táo. Dù sao không ai trông thấy ta gọi người làm, ta chỉ cần đánh chết không thừa nhận, ai cũng không làm gì được ta. Phong Phi Vân tranh thủ thu hồi toàn bộ kỳ hoa kỳ thảo trên mặt đất, mỗi gốc đều là kỳ chân hiếm thấy, có dược hiệu khởi tử hồi sinh, có thể tăng trăm năm thọ nguyên cho tu sĩ, có thể rèn luyện xương ống chân, làm cho thể chất người bình thường tăng lên gấp 10 lần. Này, Phong Phi Vân, tâm của ngươi cũng quá đen, lão tử liều sống liều chết đào được linh dược, ngươi lấy đi toàn bộ, tốt xấu gì cũng phải lưu cho ta hai gốc. Tuy điều nghiên địa hình là ngươi, nhưng mà ra tay đào dược chính là ta đấy. Tất chữ xuất nói xong nhào lên cướp đoạt. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Đây chính là tang vật, một khi đưa ra ngoài ánh sáng, hai chúng ta đều hỏng bét, ngươi có biết tối qua ngươi trộm ở đâu không? Không biết. Tất chữ xuất gãi đầu. Phủ thái sư, ngươi trộm hơn 10 loại linh dược hiếm thấy, đều là kỳ chân thái sư chân tàng mấy trăm năm, mỗi cây chẳng khác gì là cốt nhục của thái sư. Ngươi đào tận toàn bộ kỳ chân thái sư chân tàng mấy trăm năm, nếu bị lão nhân ra biết ngươi, nhất định sẽ bỏ ngươi vào lò luyện đan luyện 7-7-49 ngày. Tất chữ xuất vội vàng lui ra phía sau 7-8 bước, mắng to. Phong Phi Vân ngươi gài bẫy đại gia, không ngờ dám lừa dối ta đi phủ thái sư trộm dược, con mẹ nó nói như thế nào nhiều kỳ hoa kỳ thảo như thế, xong, xong rồi, lần này xông vào đại họa rồi, nếu bị thái sư biết là ta làm. Nhất định sẽ rút gân lột ra ta. Tất chữ xuất móc ra 18 bao tải, mỗi bao tải đều phồng lên, ném cả 18 bao tải cho Phong Phi Vân, nói. Những thứ này ngươi cầm đi, đều cho ngươi. Cái gì đó? Trong mắt Phong Phi Vân nghi hoặc, hắn mở bao tải ra xem, bên trong là ly mạch màu xanh to lớn, có mùi thuốc nồng đậm tới cực điểm tràn ra, bên trong là nhị phẩm linh đan, chừng mấy ngàn viên. Nhị phẩm linh đan có lẽ không có tác dụng với cự phách, nhưng mà đối với tu sĩ thiên mệnh nhất trọng tới ngũ trọng chính là linh bảo hiếm có. Trên mặt đất có mấy ngàn nhị phẩm linh đan, đều lớn như ngón tay, chúng hư ngọc, bộc phát hào quang màu xanh giống như mấy ngàn viên linh châu, hiển nhiên là nhị phẩm linh đan đỉnh phong, thập phần khó được. Toàn thân tất chữ xuất bốc mồ hôi, hai chân như bị chuột rút, nói. Tối hôm qua sau khi đào được linh dược, phát hiện thời gian còn sớm, tùy tiện đi một vòng, không nghĩ tới tiến vào khi lưu đan dược. Ta thấy linh đan ở đây rất nhiều, vì vậy ngứa tay lấy ra 18 bao tải lớn. Kho đan của phủ thái sư có siêu cấp cường giả thủ hộ, hắn làm sao có thể tùy ý đi vào. Kẻ cắp này nhất định là cố ý tiến vào trong đó. Lấy bao nhiêu? Trán Phong Phi Vân đổi mồi hôi lạnh. Đều là ngoài nhị phẩm linh đan, không có tứ phẩm linh đan. Nói nhảm, linh đan ngoài tứ phẩm đều là thứ chân quý nhất, số lượng cực kỳ ít ỏi. Thái sư nhất định mang theo bên người, không có khả năng đặt vào trong kho. Phong Phi Vân nói ra. Con mẹ nó cũng không nói cho ta biết đó là phủ thái sư, ngươi không phải nói là trang viên ẩn sĩ sao. Bên trong không nhìn thấy hộ vệ, rất dễ dàng đắc thủ, nếu biết đó là phủ thái sư, đánh chết ta cũng không đi vào. Tất chữ xuất rất sợ hãi, dù sao lực lượng của thái sư tại thần đô là thông thiên triệt địa, tu vị bản thân càng thông thiên triệt địa, nói. Nói không, hiện tại ta đưa trở về nhé. Chữ rồi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Xảy ra chuyện lớn như thế, phủ thái sư chắc chắn sẽ giới nghiêm, chín đệ tử thái sư tu vị cao tuyệt, thậm chí có người đạt tới cự phách, người bây giờ trở về chẳng khác đi chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Tất chữ xuất đặt mông ngồi xuống đất, hắn có cảm giác lần này bị Phong Phi Vân gài bẫy. Phong Phi Vân thu hồi linh đan dưới đất. Sau đó bỏ vào trong bao tải buộc lại, nói. Những linh đan và linh dược này để chỗ ta, ta có biện pháp che giấu khí tức của chúng, cho dù thái sư hiểu thôi toán chi thuật cũng không thể tra xét lên đầu chúng ta. Tất chữ xuất gật đầu, nói. Ngươi muốn độc chiếm linh đan và linh dược này, nếu như chuyện bại lộ ra, thái sư bắt ngươi, ngươi đừng có khai ta ra giấy. Phong Phi Vân cười nói. Muốn phát tài thì phải chịu nguy hiểm, ta hiểu mà. Luyện chế thiên tủy đan. Tự nhiên cho ngươi một phần.
Phong Phi Vân nhanh chóng thu 18 bao tải vào trong giới linh thạch, dùng tiểu diễn thuật che giấu khí tức. Tất chữ xuất rời khỏi phủ thần vương, đi trên đường cũng xóa dấu vết, sợ bị thái sư tìm ra dấu vết để lại. 18 loại chủ dược luyện chế thiên tủy đan đã lấy được 10 loại, 8 loại chủ dược khác cũng tìm dược vật thay thế, về phần 36 loại dược vật phụ trợ cũng đã tìm người mua sắm, số lượng đủ dùng. Trong phủ thần vương có thông đạo đi thông long mạch dưới đất, người bình thường không thể biết chuyện này, chỉ có lịch đại thần vương mới biết được vị trí đi thông long mạch dưới đất. Dùng tu vị Phong Phi Vân hiện tại căn bản không cách nào luyện ra ngũ phẩm linh đan, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng long mạch. Phong Phi Vân đi vào trong long mạch, nơi này đen kịt, con đường nhỏ khúc chiết uốn lượn, nối thẳng vào lòng đất. Có người đi qua. Phong Phi Vân phát hiện một tia dấu vết trong thông đạo, phát hiện có người đã đi vào thông đạo, hơn nữa còn trong vòng 10 ngày. Rốt cuộc là người phương nào? Không ngờ có thể phát hiện thông đạo trong phủ thần vương đi thông tới long mạch, nhưng mà còn tìm được thông đạo và xông vào. Phong Phi Vân gọi binh đảm ra, thu liếm khí tức, cẩn thận đi lên. Đối phương có thể cưỡng ép mở thông đạo ra, tu vị không phải chuyện đầu, rất có thể đang ở trong thông đạo. Đi thẳng tới cuối thông đạo mới nhìn thấy kẻ xông vào. Thì ra là nàng. Phong Phi Vân nhìn thấy nữ ma ngồi xếp bằng bên cạnh long mạch, hắn vô cùng giật mình, khó trách nữ ma đầu này ở lại phủ thần vương không đi, thì ra nàng có thể càng dễ dàng đánh cách lực lượng long mạch mà không bị ai phát hiện. Nữ ma ngồi khoanh chân, thân thể lơ lửng trên mặt đất một thước. Tóc dài đen kịt rủ xuống đất, tiên dung hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt nhắm chặt, bờ một không có một tia huyết sắc, giống như ôn ngọc màu trắng. Đát đát, sợi tóc của nàng có từng giọt huyết dịch rơi xuống, tụ tập dưới người của nàng, lõm xuống một cái hầm, tạo thành cái ao nhỏ. Huyết dịch này tràn ngập ma tính, hình dáng như mặt quỷ, mang theo khí tức âm trầm khủng bố. Mùi máu tươi không chỉ không tanh, còn đặc biệt trong veo. Nếu người sắp chết khát trong sa mạc gặp được còn cho rằng là nước đấy. Phong Phi Vân đi tới cách nàng một bước, yêu ma chi huyết trong người thức tỉnh, lưu chuyển toàn thân, làm cho kinh mạch nhô lên dưới da, hắn sắp hóa ma, trong óc tràn ngập khát vọng muốn xông lên uống hết ao huyết dịch đó. Là ma huyết. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, khắc chế bản thân mình, vội vàng lui ra phía sau, thẳng tới khi rời xa 10 trượng mới khôi phục bình tĩnh. Lợi dụng thanh đồng cổ thuyền trấn áp yêu ma chi huyết sắp thức tỉnh. Hai mắt Phong Phi Vân nhắm lại, thẳng tới khi huyết dịch bị trấn áp thì mở hai mắt ra, nhìn qua nữ ma, nói. Nàng muốn lợi dụng lực lượng trong long mạch rèn luyện ma huyết trong người, bức toàn bộ ma huyết ra khỏi thân thể, bỏ đi xác ma, siêu phàm nhập thánh. Tiên ma nhất niệm là tiên, nhất niệm là ma, nàng tu luyện tam thi trảm đạo đã tam thi hợp làm một thể, chính là lúc trảm ma đạo. Một khi nàng trảm ma đạo, có thể hóa ma thành tiên, hoàn thành lần thi biến thứ 5, quả thật chính là chuyện ván đã đóng thuyền, tu thành thi tiên không phải không được. Nhưng mà, nàng trảm được ma đạo, có thể chém sát niệm trong lòng a. Tu vị nữ ma quá cường đại, mặc dù là trong khi tu luyện cũng có thần cương hộ thể, dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện tại, nếu muốn gây bất lợi cho nàng, sẽ bị thần cương hộ thể của nàng nghiền chết tại chỗ. Phong Phi Vân lại lui ra phía sau. Lùi thật xa. Không thể trêu vào, ta trốn còn không được sao? Phong Phi Vân rất có tâm đắc với luyện đan chi đạo, tuy không nói là cao thủ luyện đan, nhưng mà thuật luyện đan còn cao minh hơn thái sư nhiều. Thiên tủy đan chính là linh đan ngũ phẩm cao cấp, đương nhiên mỗi người luyện chế ra hiệu quả khác nhau, hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải thu được toàn bộ linh dược luyện đan. Phong Phi Vân hiện tại thu thập linh dược tuy không phải là tài liệu luyện chế thiên tủy đan cao cấp nhất, nhưng có thể luyện ra mấy thành dược lực, đối với tu vị của hắn, dùng đột phá cảnh giới là dư xài. Oanh! Hội tụ linh khí cuồn cuộn trong long mạch, linh khí màu vàng dài hẹp như sông chạy qua, ngưng tụ thành hình dáng chín lò đan, hóa thành thực chất, kim quang chói mắt, thân cao 12 trượng. Phong Phi Vân dùng linh khí trong long mạch hội tụ thành dụng cụ luyện đan, dùng chúng luyện chế linh đan có lẽ hiệu quả thường thường, nhưng mà đối với luyện chế thiên tủy đan tăng tu vị lên. Có thể nói càng làm linh khí trong đan dược càng đầy đủ. Đương nhiên dùng linh khí ngưng tụ dụng cụ luyện đan còn xa mới đủ. Thiên tủy binh đảm, ngưng tụ thành lô. Phong Phi Vân đánh thiên tủy binh đảm ra ngoài, dịch kim loại màu trắng hòa tan nở rộng ra, bao phủ bên ngoài 9 lò đan, hóa thành lò đan 12 trượng. Thiên tủy binh đảm chính là một trong những chủ dược trọng yếu nhất luyện chế thiên tủy đan.
Phong Phi Vân không có bao nhiêu phần nắm chắc luyện chế ra thiên tủy đan, dù sao ngũ phẩm linh đan trong thần tấn vương triều chính là đan dược cao cấp nhất, số lượng cực kỳ có hạn, có thể gặp được ngũ phẩm linh đan rất gian nan, nhưng mà sau khi đạt được thiên tủy binh đảm thì hắn có 9 thành nắm chắc luyện chế thiên tủy đan thành công. Thiên tủy binh đảm chính là tài liệu luyện chế thần binh lợi khí, nhưng mà một trong các dược liệu chủ yếu nhất của thiên tủy đan chính là một ít thiên tủy binh đảm, như vậy mới có thể làm cho thiên tủy đan ngưng hình. Bằng không cho dù Phong Phi Vân tìm được tất cả linh dược, luyện chế ra cũng chỉ dùng thiên tủy linh dược tuyền chứ không thể ngưng tụ dược lực thành đan dược. Dược lực dược tuyền và đan dược có khác biệt về bản chất. Ngưng luyện lò đan thành công, Phong Phi Vân bắt đầu đưa đan linh thạch lên lò đan. Đan linh thạch chính là một trong 18 loại linh thạch, bài danh 16. Đan linh thạch là linh thạch thiết yếu dùng luyện chế linh đan ngoài tam phẩm, không có đan linh thạch làm thuốc, không thể nào luyện ra linh đan ngoài tam phẩm. Đưa đan linh thạch vào trong lò đan, sau đó ngồi ở bên cạnh, ngưng tụ Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trong đôi mắt bắn ra hai luồng hỏa diễm thiêu đốt dưới lò đan, một bước này hòa tan đan linh thạch, quá trình này hơi chậm. Hỏa diễm quá mạnh sẽ làm đan linh thạch nát bấy thành tro, nếu hỏa diễm quá yếu lại không cách nào hòa tan đan linh thạch. Cho nên nói muốn trở thành một cao thủ luyện đan sư đỉnh cấp, tuyệt đối phải là cao thủ khống chế hỏa diễm. Phong Phi Vân hết sức chuyên chú luyện chế thiên tủy đan, nữ ma ngồi xa xa mở to mắt ra, mang theo nghi hoặc nhìn qua, đôi mi thanh tú nhíu lại, thủ pháp luyện chế đan dược của Phong Phi Vân căn bản không giống thủ pháp nhân loại luyện đan, làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Ngưng tụ một lát, nàng tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp tục tinh luyện ma huyết trong người. Tam sinh hoa, nhụy hoa bạch mẫu linh lạp, thiết mộc thần diệp. Phong Phi Vân bỏ 36 loại linh dược phụ trợ vào trong lò luyện đan, đan linh thạch bên trong đã hòa tan, mượn nhờ nhiệt độ cao bỏ 36 linh dược phụ trợ vào trong thời gian cực ngắn, chúng bị nuốt chửng, dung hợp với linh tuyền. Tiếp tục rèn luyện, tạp chất lắng đọng bên dưới, tinh hoa lên trên. Tốn hao 2 ngày mới để luyện ra tinh hoa của 36 dược liệu phụ và đan linh thạch. Tiếp theo chính là một bước trọng yếu nhất, đưa 18 loại chủ dược vào. Phong Phi Vân đã sớm xếp đặt linh dược theo tỷ lệ cùng một chỗ, trình tự trước sau không thể phạm sai lầm, mà thời điểm đưa linh dược vào cũng phải khống chế nhiệt độ hỏa diễm tùy tâm. Sau khi phóng 18 loại dược liệu chủ yếu vào, Phong Phi Vân thở phào một hơi, không có xảy ra sai lầm lớn, hiện tại cần khống chế hỏa diễm, yên lặng chờ linh đan ra lò. Chỉ cần ta mượn nhờ thiên tủy đan đột phá thiên mệnh tứ trọng, sau đó để thăng vạn thú chiến thể thêm một bước. Mượn nhờ thể chất cường đại và tốc độ nhanh hơn cự pháp, thiên tủy binh đảm có thể chém vỡ linh khí, trong thế hệ trẻ không người nào có thể tranh phong với ta, cho dù chống lại nửa bước cự phách cũng được. Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập chờ mong, nếu như có được chiến lực nửa bước cự phách, tốc độ vượt qua cự phách, thiên hạ to lớn nhưng đi đâu cũng được. Thời gian ngày từng ngày qua đi, cũng không biết qua bao lâu, hào quang trên lò đan 12 trượng bốc lên thật cao, mây mù mở ra, linh khí xuyên thẳng qua. Có đan mang chói mắt trùng thiên, một vòng tinh nguyệt ngưng tụ trong long mạch. Đây là dấu hiệu sắp thành đan. Đây là lần đầu tiên sau khi Phong Phi Vân trọng sinh luyện đan, trong lòng bao nhiêu cũng có chút hưng phấn. Ngưng. Trong tay Phong Phi Vân đánh ra một đạo ấn quyết, đánh vào lò đan thiên tủy binh đảm, dung hợp vào trong đan dược tuyền, mang theo một lượng cực ít thiên tủy binh đảm dung hợp vào trong dược tuyền. Dược tuyền bắt đầu cứng lại, ngưng tụ thành đan. Đan khí này càng thêm ngưng tụ, mùi thuốc nồng đậm, ngưng tụ thành dòng suối nhỏ, phiêu phù trong long mạch. Hỏa diễm trong mắt Phong Phi Vân thu liễm lại, đình chỉ thiêu đốt, linh khí trong người tiêu hao quá lớn, vội vàng lấy linh hạch ra khôi phục linh khí trong đan điền. Thẳng tới khi lò đan lạnh lại, linh khí trong người Phong Phi Vân đã khôi phục 7-8 thành. Thu hồi thiên tủy binh đảm, lò đan 12 trượng biến mất, hào quang sáng ngời lơ lửng trong long mạch. Mỗi viên linh đan chói mắt như mặt trời nhỏ, bên trong thai nghén linh khí thập phần cường đại. Thiên tủy đan đã cô đọng xong. Cũng không biết có bao nhiêu viên. Nội tâm Phong Phi Vân chấn động, muốn thu linh đan lơ lửng trong long mạch. Mà đúng lúc này mấy tiếng thú giống rung trời vang lên, từ trong long mạch truyền ra, trong chân long mạch có linh khí bốc lên không ngớt, mãnh liệt tới cực điểm. Dị thú trong long mạch bị hương thơm của đan dược hấp dẫn, muốn đi tới cướp lấy linh đan. Đám đoạt linh đan của ta. Hai mắt Phong Phi Vân phát lạnh, tế ra thiên tủy binh đảm, hóa thành hơn ngàn đạo phi kiếm màu trắng dài chừng bàn tay, tiến vào trong long mạch, tiếng thú giống kêu thảm thiết không ngớt,
có vài chục đầu dị thú tu vị cường đại bị đánh chết, lơ lửng trên long mạch. Nhưng mà cũng có dị thú hung mãnh không sợ chết, ngược lại có dị thú bay tới, trong đó có vài con dài tới mấy chục thước, lân phiến bao phủ toàn thân, trong miệng phun tia chớp. Dị thú trong long mạch căn bản giết không hết, trước thu thiên tủy đan, tổng cộng có 28 viên. Phong Phi Vân vận dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trong mắt bắn ra hai đạo kim tuyến, đánh chết một con cự mãng tu vị 700 năm, cầm một viên thiên tủy đan vào trong tay, đan dược to như long nhãn, toàn thân tỏa lưu quang, linh tính 10 phần, có 4 đạo đan vân khắc lên thân đan, giống như hình xăm trên đan dược, hình dạng giống như phù lục. Trong linh đan tự nhiên cũng có trận vân, linh đan càng cao cấp thì trận vân cũng càng nhiều, hơn nữa trận vân cũng có tác dụng phụ trợ. Nếu không phải đan dược có khắc trận vân, căn bản không thể hình thành linh đan, luyện chế ra không phải linh đan, chỉ là đan dược bình thường hoặc là linh dược. Ai, luyện đan có liên quan trực tiếp tới tu vị bản thân, năm tòa trận vân vẫn không có khắc lên được, thiên tủy đan chỉ có thể là tứ phẩm đan dược, không đạt tới cấp bậc ngũ phẩm. Tứ phẩm linh đan tại thần tấn vương triều đã cực kỳ thưa thớt, chỉ có gia tộc tu tiên cổ xưa hoặc là tiên giáo tà môn đỉnh cấp mới có được một lượng cực nhỏ tứ phẩm linh đan. Một viên tứ phẩm linh đan có thể làm cho cự phách động tâm. Mà có thể một lần luyện chế ra 28 viên tứ phẩm linh đan, tại thần tấn vương triều tìm không ra quá 3 người, mặc dù là tam phẩm đại luyện đan sư như Thái sư cũng chưa chắc làm được điểm này. Đương nhiên tứ phẩm linh đan rất thưa thớt, không chỉ bởi vì khó tìm thấy luyện đan sư ưu tú, nguyên nhân khác chính là tài nguyên thiếu thốn, rất khó tìm ra linh dược hiếm thấy luyện chế tứ phẩm linh đan. Mượn chuyện Phong Phi Vân luyện chế ra thiên tủy đan mà nói, gom góp tại Ngân Câu Phiệt và Phủ Thái Sư là hai nơi linh dược nhiều nhất mới miễn cưỡng tìm ra linh tài luyện chế tứ phẩm linh đan. Người khác muốn luyện chế ra tứ phẩm linh đan, muốn tìm nhiều linh tài như vậy là quá gian nan. 28 viên tứ phẩm linh đan, mỗi viên đều là chân phẩm, cực kỳ khó có được. Phong Phi Vân thu hồi một viên tứ phẩm linh đan vào trong hộp ngọc, cẩn thận bỏ nó vào trong. Sau đó thu tiếp viên thiên tủy đan thứ hai. Có hơn 10 đầu dị thú tu luyện hơn 800 năm tiến liên cướp đoạt một viên thiên tủy đan, mỗi con sức chiến giấu vô cùng cường đại, tương đương với vương giả trẻ tuổi. Dị thú sinh tồn trong long mạch phần lớn là dị chủng thượng cổ, thể chất cường đại, có thể tu luyện tới 800 năm, sinh mệnh lực bình thường cực kỳ cường đại, có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống những tu sĩ thế hệ trước. Phốc phốc phốc, Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc. Thiên tủy binh đảm trong tay ngưng tụ thành một cây trường thương màu trắng, quét ngang tứ phương, những nơi đi qua dị thú tu vị 800 năm huyết nhục tung bay, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra như suối, móng vuốt rơi xuống, có đầu lâu rơi ra ngoài. Hơn 10 đầu dị thú chiến hồn tu vị cường đại 800 năm cũng không thể ngăn cản hung uy của Phong Phi Vân, đều bị chém giết, thây ngang khắp đồng. 14 đầu dị thú chiến hồn bay đi, chạy trốn thật xa. Phong Phi Vân đã sử dụng cấm hồn đại thuật, một đạo hào quang như thiên la địa võng bay ra ngoài, thu hồi 14 đầu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm lại. Cánh tay duỗi ra, thu hồi thiên tủy đan thứ hai. Phong Phi Vân tiếp tục đi đoạt thiên tủy đan khác, trên người sát khí đằng đằng, hung uy hiển hách, đám dị thú chiến hồn gặp hắn quả thật chẳng khác gì con hổ mất nanh vuốt, bị trấn áp hoàn toàn. Viên thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 19. Tốc độ Phong Phi Vân nhanh như thiểm điện, có thể so với cự phách, thời điểm dị thú còn chưa phản ứng đã thu hồi thiên tủy đan, mà trong tích tắc đó thiên tủy binh đảm cũng xuyên thủng trái tim dị thú. Có chút thiên tủy đan bị dị thú nuốt vào bụng, còn chưa đợi nó tiêu hóa đã bị Phong Phi Vân phá vỡ thân thể, lấy linh đan ra. Phong Phi Vân một đường chém giết dị thú cướp đoạt thiên tủy đan, vừa thu hoạch dị thú chiến hồn cường đại, vì chuẩn bị tu luyện vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân hiện tại đã dung nhập 9969 đầu dị thú chiến hồn, chỉ còn kém 31 dị thú chiến hồn là có thể tu thành vạn thú chiến thể. Vạn thú chiến thể đại thành, chính là lúc Phong Phi Vân tiến vào cấp độ thiên tài cấp sử thi đỉnh phong. Thiên tài cấp sử thi cũng chia ra đủ loại khác biệt. Tuy thể chất Phong Phi Vân hiện tại đã vượt qua tất cả thiên tài tuấn kiệt trong thần tấn vương triều, thể chất hàng đầu, nhưng mà cách thiên tài cấp sử thi đỉnh phong vẫn còn một khoảng cách không nhỉ. Chỉ có tu thành vạn thú chiến thể mới có thể đạt tới thiên tài cấp sử thi đỉnh phong. Cái gọi là thiên tài cấp sử thi đỉnh phong giống như đỉnh cấp của một cảnh giới, là tồn tại trí cao vô thượng trong thiên tài cấp sử thi. Về phần thiên tài cấp truyền kỳ cao cấp hơn, nó chỉ thuộc về truyền thuyết,
không hề tồn tại chỉ dựa vào thiên phú và tu luyện để đạt tới tầng thứ kia. Muốn đạt tới thiên tài cấp truyền kỳ, cần kỳ ngộ và số mệnh không tầm thường, chỉ có sủng nhi của trời chân chính mới có thể đạt tới cấp bậc này. Thiên tài cấp sử thi đỉnh phong có thể dùng tu vị nửa bước cự phách chém giết cự phách, có thể tranh phong với thiên mệnh bát trọng siêu cấp cự phách, một khi đạt tới cấp bậc cự phách, chiến lực cường hoành vô song, bách chiến bất thắng, trở thành vương giả chân chính, chân nhân không ra thì không cách nào trấn áp được. Mà thiên tài cấp bậc truyền kỳ có thể dùng tu vị nửa bước cự phách chém giết thượng vị cự phách thiên mệnh cửu trọng, đạt tới cự phách có thể chống lại chân nhân. Thiên tài cấp bậc này đương thời hiếm thấy, đừng nói là thần tấn vương triều, cho dù năm đại vương triều trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua thiên tài cấp truyền kỳ, nghe càng chưa nghe qua chứ đừng nói gặp. Mục tiêu của Phong Phi Vân hiện tại là tu thành vạn thú chiến thể, đạt tới thiên tài cấp sử thi đỉnh phong, không chỉ xưng hùng thế hệ trẻ, còn có thể huyết chiến tu sĩ thế hệ trước. Trong thời gian ngắn nhất đạt được chiến lực mạnh nhất, trong mấy năm có thể có chiến lực chống lại đại lão tu tiên giới của thần tấn vương triều. Gào. Một tiếng thú gào khủng khiếp vang lên, trong long mạch có một đám lôi điện lớn như bao phủ toàn bộ thiên địa thành lôi hải. Âm thanh khủng bố làm long mạch sôi lên như nước sôi. Từng đạo lôi điện màu tím thô to như chén ăn cơm, từ trên bầu trời bổ xuống. Giống như thiên địa đại thế sơ khai, chấn nhiếp nhân tâm. Những dị thú tu vị 7-800 năm không ngừng tránh lui, trong mắt mang theo thần thái sợ hãi, cả đám như chim sợ cành cong, thoát đi thật nhanh, giống như gặp phải thiên địch của chúng vậy. Có lẽ hung thú cái thế đã bị dẫn tới. Dị thú nuốt đan có thể trợ giúp tu hành, có thể tiết kiệm thời gian giúp chúng đạt được lực lượng cường đại hơn. Phong Phi Vân vội vàng vận dụng miểu quỷ ban chỉ thủ hộ thân thể. Miểu quỷ ban chỉ chính là tam phẩm linh khí, uy năng cường đại, hộ thể thần quang hóa thành 5 tầng, mỗi tầng đều là một bức thần đồ. Không ngờ dẫn hung thú ngàn năm xuất hiện. Phong Phi Vân muốn thu hồi 9 viên thiên tủy đan lại, nhưng đã trễ một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, chấn quần áo toàn thân Phong Phi Vân tán loạn, làn da bị lõm vào. Một cự chảo dài hơn 10 thước duỗi ra từ dưới đáy long mạch, cự chảo mang theo cương khí như kiếm. Có hơn 30 đạo lôi điện màu tím đan vào nhau, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, bọc thân thể Phong Phi Vân vào lòng bàn tay của nó. Phong Phi Vân nhuệ khí bức người, tâm thần bình tĩnh, cũng không úy kỵ, thân thể hóa thành vòng xoáy, thu viên thiên tủy đan thứ 20 vào lòng bàn tay, chạy ra khỏi cự trảo của linh thú ngàn năm. Cho dù tao ngộ linh thú ngàn năm, Phong Phi Vân vẫn dám vuốt râu hùm. Chiến lực linh thú ngàn năm so được với cự phách, khí tức khổng lồ. Bị Phong Phi Vân thoát ra khỏi chảo của nó cực kỳ tức giận, hét lớn một tiếng, sóng âm như lôi đình, có 9 đạo lôi điện nổ vang trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Linh thú ngàn năm phun lôi đình căn bản không thể đón đỡ, Phong Phi Vân chỉ có thể trốn tránh, dựa vào tốc độ xuyên qua lôi đình, lại thu được 2 viên thiên tủy đan. Thu 22 viên thiên tủy đan. Còn lại 6 viên lơ lửng trong long mạch giống như 6 ngôi sao. Đây chính là 6 viên tứ phẩm linh đan. Rất nhiều cự phách tranh nhau vỡ đầu, muốn Phong Phi Vân buông tha cho là chuyện không thể. Nhưng mà linh thú ngàn năm không phải chuyện đùa, vừa rồi Phong Phi Vân đắc thủ là may mắn, nếu còn dám tiến lên cướp đoạt sẽ toi mạng ngay. Oanh! Chợt một đạo thủ ấn màu trắng đánh ra, đánh lên người linh thú ngàn năm, trực tiếp đánh bay linh thú ngàn năm như con ruồi. Thu hồi trưởng ấn, một bóng người mềm mại uyển chuyển hàm xúc phiêu phù trên long mạch, nàng lơ lửng trên sông dài màu vàng. Tóc dài màu đen phiêu phù, đẹp chẳng khác gì thần nữ đi ra khỏi bức tranh, ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái, 6 viên linh đan rơi vào trong tay của nàng, giống như 6 ngôi sao sáng ngời. Nữ ma tỉnh rồi. Cũng chỉ có nàng mới có thể khoác tay đập bay linh thú ngàn năm. Phong Phi Vân vô cùng chấn định, thu 22 viên thiên tủy đan lại, sau đó nói. Đa tạ nữ ma đại nhân ra tay đánh bay con súc sinh kia. 6 viên thiên tủy đan này là tiểu tử dốc hết tâm huyết, dốc toàn bộ tài phú cả đời luyện chế thành, may mắn có nữ ma đại nhân ở đây mới có thể giữ được linh đan, tiểu tử cảm tạ nữ ma đại nhân ra tay trưởng nghĩa a. Phong Phi Vân đứng thẳng, duỗi một tay ra, hai mắt thành khẩn nhìn chằm chằm vào nữ ma. Nữ ma nói, chó khua môi múa mép ở trước mặt ta, muốn 6 viên linh đan này thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, bằng không 6 viên linh đan này sẽ là của ta. Nữ cường đạo, đã biết rõ không dễ dàng lấy được bảo vật trong tay ngươi trở về mà. Phong Phi Vân nói thầm một câu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tóc dài nữ ma bay lên cao,
lộ ra tiên nhan lãnh diễm và tuyệt lệ, kim y đai lưng ngọc, hai mắt băng hàn. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, làm ra tư thái không có gì, nói. Vấn đề của nữ ma đại nhân, tiểu tử không biết sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết. Xem như ngươi thức thời. Nữ ma đạp lên một đám linh khí ngưng tụ thành đám mây màu vàng, gió xoáy mạnh trên đỉnh đầu sinh ra, nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại hạ là Phong Phi Vân, giới tính nam, tuổi vừa mới 19, nhà ở Nam Thái Phủ, Bách Lĩnh Quận, thành Linh Châu, trên có gia gia 80 tuổi, dưới có muội muội 16 tuổi. Phong Phi Vân chậm rãi nói ra. Ngừng lại. Nữ ma điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang chỉ vào mi tâm Phong Phi Vân, lạnh lùng nói. Ngươi dám gạt ta. Trên người nữ ma tỏa ra sát khí băng hàn thấu xương, máu trong người Phong Phi Vân như đông cứng lại, từ lòng bàn chân tới cổ đã đóng băng, cơ hội sắp đông cứng toàn thân của hắn. Phong Phi Vân cũng không sợ, nói. Tiểu tử câu nào cũng là thật, nữ ma đại nhân không tin cứ đi tra xét, việc này không cách nào giấu giếm được, rất nhiều thế lực lớn đều có tất cả hồ sơ tin tức từ khi ta ra đời cho tới bây giờ, ghi chép kỹ càng mỗi ngày ta mặc quần lót màu gì, ngủ với bao nhiêu thiếu nữ, bao nhiêu lần chọc ghẹo thiếu nữ đàng hoàng. Nữ ma khẳng định phát hiện được cái gì đó, trong lòng Phong Phi Vân đề phòng. Nữ ma cũng không tin lời Phong Phi Vân nói, nàng bị Phong Phi Vân lừa gạt không chỉ một lần. Nàng cũng học thông minh. Vậy tại sao ngươi biết thuật luyện đan của yêu tộc? Nữ ma không thu kiếm khí trên ngón tay về. Phong Phi Vân tâm bình khí hòa, nói. Nữ ma đại nhân chẳng lẽ không biết ta là yêu ma chi tử? Mẫu thân của ta chính là người trong yêu tộc. Nói bậy nói bạ, từ vài vạn năm trước khi vạn tộc đại chiến, tất cả đại yêu tộc đã rời khỏi khu vực này, cho dù có yêu tộc xuất hiện trong đất nhân tộc. Cũng không có khả năng đi tới nơi xa xôi như thần tấn vương triều này. Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết vạn tộc đại chiến, không chỉ có 3.000 yêu tộc, trăm tộc nhân loại, còn có rất nhiều chủng tộc thần bí đều tham gia vào đại chiến kia. Đại chiến diễn ra mấy ngàn năm, cuối cùng có một ít chủng tộc tiêu vong, có chủng tộc cường thịnh, có chủng tộc rút ra ngoài dị vực, mà có chủng tộc thì phân chia phạm vi thế lực của mình, không cho chủng tộc khác bước vào. Mỗi chủng tộc đều có không gian sinh tồn của mình. Cạnh tranh lẫn nhau, căm thù lẫn nhau. Cho nên một khi yêu tộc tiến vào quốc gia nhân loại sẽ bị đánh chết, cũng chính vì như thế nữ ma mới không tin mẫu thân Phong Phi Vân là yêu tộc. Mặc dù Phong Phi Vân kiếp trước là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc, số lần đi vào quốc gia nhân loại cũng không vượt quá 5 lần. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Yêu tộc là lực lượng cường đại nhất trên đời, số lượng chủng tộc nhiều nhất, căn bản không có khả năng toàn bộ bị trục xuất ra khỏi quốc gia nhân loại. Trên sử sách ghi lại, sau khi thần tấn vương triều lập nước, tại Nam Thái Phủ và Cổ Cương Phủ từng xuất hiện số lượng lớn yêu tộc làm loạn vương triều, tấn đế đầu tiên của thần tấn vương triều tự mình dẫn đầu thần vũ quân, phải mất 30 năm mới có thể khu trục những yêu tộc này ra khỏi thần tấn vương triều, chuyện xảy ra sau vạn tộc đại chiến ngươi giải thích thế nào? Làm sao ngươi biết yêu tộc là lực lượng mạnh nhất trên đời? Số lượng chủng tộc nhiều nhất? Nữ ma nói. Tư liệu lịch sử ghi lại. Phong Phi Vân nói ra. Nữ ma nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hai mắt như hai viên hàn tinh, muốn nhìn xuyên Phong Phi Vân, cuối cùng thu hồi ánh mắt, trả 6 viên thiên tủy đan cho Phong Phi Vân. Tuy thiên tủy đan chính là tứ phẩm linh đan, với cấp bậc chân nhân của nhân loại thì hiệu quả rất thấp. Lần này xem như ngươi lừa dối vượt qua. Giọng nữ ma lạnh lùng, nói. Ta muốn tiếp tục ở đây tu luyện, ngươi tốt nhất không nên tiết lộ chuyện này ra ngoài. Bằng không ngươi chạy trốn ra ngoài vạn dặm ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Không dám, không dám. Nói xong lời này, nữ ma bắt đầu tu luyện, đổi ma huyết, trảm ma đạo, có linh khí vô tận rót vào trong người của nàng, thân thể của nàng trở nên trong suốt như thủy tinh. Luyện chế thiên tủy đan đã hoàn thành, Phong Phi Vân tự nhiên rời khỏi long mạch dưới đất, hắn cũng không biết mình luyện đan trong lòng đất bao lâu, lúc nhìn thấy ánh mặt trời thì tâm tình sảng khoái. Một lão thái giám biết Phong Phi Vân xuất quan, vội vàng đi qua. Lão thái giám này chính là tâm phúc của lão thần vương, đặc biệt chiếu cố Phong Phi Vân, tu vị cao thâm, tất cả chuyện lớn nhỏ trong phủ thần vương phần lớn là do hắn quản lý. Thần vương phu đã tới phủ thần vương 3 lần, hy vọng thần vương sau khi xuất quan có thể gặp mặt nàng một lần, có chuyện quan trọng cần thương lượng với thần vương đại nhân. Trong lúc thần vương đại nhân bế quan, La Phủ công chúa tới cầu kiến 12 lần. Cũng có chuyện quan trọng muốn gặp thần vương, dường như rất vội vàng.
lão thái giám không ngừng báo cáo chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thời gian gần đây với Phong Phi Vân. Dừng lại, La Phù công chúa cầu kiến 12 lần. Phong Phi Vân nhíu mày, xem ra hoàng gia thiên nữ có việc gấp rồi, chẳng lẽ định đồng quy vu tận với ta sao? Hoặc là tìm ta chịu trách nhiệm, hay là nói một lần không đủ, muốn làm thêm? Mùa đông tuyết trắng, không khí giá lạnh. Cung điện phồn hoa, lầu gác cao sang, nơi này là phủ thần vương. Một tòa long liễn đi tới, bốn đầu ác thú kéo xe tiến vào cánh cửa phủ thần vương, đằng sau là đại đội thái giám và cung nữ đi theo, cung y màu xanh, bước chân dồn dập. Trong long liễn không phải Tấn Đế, mà là La Phù công chúa xinh đẹp danh truyền thiên hạ, đệ tam mỹ nhân thần Tấn Vương Triều. Trong thư phòng không nhỏ của phủ thần vương, nơi này ban công lầu các vô số, hoa viên trồng nhiều dị thảo tỏa ra linh khí mờ mịt, mà mấy chục ban công và tường đỏ ngói xanh treo đầy điển tịch, đều là thẻ tre sách cổ, là đan thư thiết quyển, có mai rùa thiên công, sách ngọc giấy vàng. Điển tịch vô cùng quý giá, có hơn 1000 trận pháp thủ hộ, có ấn ký của nhiều đời thần vương bố trí, cho dù là cự phách cũng khó xông vào. Phong Phi Vân hiện tại an vị trên một dài cao 5 tầng, phía dưới là thủy đường mờ mịt, xa xa là quỳnh lâu ngọc các của phủ thần vương, tường thành trùng điệp. Phong Phi Vân mặc quần áo màu trắng, phong đạm vân khinh, lấy một sách cổ trên giá sách xuống, đứng bên cạnh lan can đàn mộc tinh tế ghi lại chuyện trên sách cổ, sau lưng có tiếng bước chân vang vọng. La Phù công chúa đã đến. Phong Phi Vân cũng không quay người, ánh mắt vẫn nhìn sách cổ, chữ cổ phía trên không ngừng biến đổi, lông mi của hắn hơi động đậy, nói. Công chúa điện hạ, mời ngồi. Chỉ có mình La Phù công chúa đi lên đài cao, mà những thái giám, cung nữ đang chờ bên ngoài. La Phù công chúa dựa vào lan can, ngọc thể nhu hòa, giống như cành liễu tiên, đôi mắt vô cùng bình tĩnh, cũng không có cuồng bạo như trong suy nghĩ của Phong Phi Vân. Ngày mai chính là cuộc chiến phò mã. Sau nửa ngày La Phù công chúa mới nói câu đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng như ca hát, rất có khí tức trang nhã của hoàng gia thiên nữ. La Phù công chúa trước sau 12 lần tới phủ thần vương, tự nhiên là vì cuộc chiến phò mã. Đối mặt với trung thân đại sự, mặc dù là thiên chi kiều nữ này cũng không thể không gấp. Phong Phi Vân vẫn không có quay người, tùy ý nói. A hát, thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh thế đã tới thời gian diễn ra cuộc chiến phò mã, chúc mừng công chúa tìm được lang quân như ý. Mắt hạnh của La Phù công chúa phủ đầy sương mù, trên người có long hoàng chi khí màu vàng lượn lờ, đặc biệt lợi hại, mang theo cao ngạo người thường khó có thể sánh bằng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân suốt nửa ngày, cũng không biết trong lòng nàng hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Tốt, xem hết rồi. Phong Phi Vienna khóa sách cổ lại, âm thanh lá sắt va chạm nhau. Phong Phi Vân hiện tại mới quay người lại, lần đầu tiên nhìn mắt La Phù công chúa thì trong mắt sinh ra vẻ kinh ngạc. La Phù công chúa không mang khăn che mặt, tiên nhan tuyệt mỹ, thanh tú bức người, đôi mi đen thon dài như lá liễu, đôi mắt sáng mà thanh tịnh. Cổ nhỏ bé nhưng thon dài, giống như một con thiên nga trắng đang bơi trên sông. Vái dài của La Phù công chúa phủ xuống chạm đất, trên làn váy có cửu phượng bay lên, trên người mang theo long hoàng chi khí, tuy lẳng lặng ngồi trên lan can, nhưng mà mơ hồ có phong phạm nữ đế đứng trên đỉnh vạn cung khuyết. Xem ra sau lần xảy ra chuyện trong bát bộ long liễn, ngạo khí và cao quý của nàng cũng không có bị áp xuống, tâm trí đã vượt qua thử thách, không phải là công chúa nhu nhược. Bị người ta đẩy ngã một lần là tìm cái chết. Người đang nhìn cái gì? La Phù công chúa áp chế cảm xúc trong lòng triệt để, tuy đã tới tìm Phong Phi Vân 12 lần, nhưng mà hiện tại nàng rất bình tĩnh, rất nhạt, mọi việc không thể làm sụp đổ cảm xúc của nàng. Nàng càng như thế, Phong Phi Vân càng cảm thấy nàng trở nên đáng sợ Hinu trước kia, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Phong Phi Vân tay cầm hộp sắt, dương dương đắc ý cười nói. Ta vừa rồi xem nữ đế liệt truyện, cẩn thận nghiên cứu cả đời nữ đế. Trong lịch sử thần Tấn Vương Triều chỉ có một nữ đế, đó chính là Long Khương Linh, thiên tư tuyệt diễm, từng vô địch một thời đại. La Phù công chúa nói. Bản thân nữ đế tràn ngập sắc thái truyền kỳ, phế thái tử, đoạt đế vị, trấn áp loạn thế, trong thời đại đó thiên hạ anh tài phải cúi đầu. Cuối cùng vẫn chết, tại vị 250 năm, đột nhiên băng hà trong nội cung, huyết nhuộm trời cao. Tiếng chuông buồn bã vang vọng cả thần Tấn Vương Triều. La Phù công chúa im lặng. Phong Phi Vân từ từ nói. Dùng tu vị nữ đế, trong thời đại đó không ai có thể giết nàng,
nhưng vì sao sống hơn 200 năm thì chết oan chết uổng? Người sẽ luôn chết, có gì kỳ quái chứ? La Phù công chúa vẫn xem nữ đế là thần tượng và là mục tiêu cố gắng. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Vì cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, ta đi thăm dò rất nhiều giả sử và bí điển lẫn lời đồn trong tu tiên giới, cuối cùng ta đúc kết ra kết luận. Nữ đế chưa hẳn đã chết. Tuy La Phù công chúa không biết tại sao Phong Phi Vân đột nhiên nói tới chuyện nữ đế, nhưng mà vẫn bị lời Phong Phi Vân hấp dẫn. Ngươi có chứng cớ gì? Không có chứng cớ. Phong Phi Vân lại nói. Nhưng mà có thể suy đoán ra một ít thứ gì đó, chúng ta cũng biết, không đạt tới cảnh giới chân nhân, vậy thì không có khả năng sống đến 1000 năm, nhưng mà một khi đạt tới chân nhân cảnh, đừng nói 1000 năm, cho dù sống 2000 năm, 3000 năm cũng không phải không được. Thời gian nữ đế tồn tại là 2000 năm trước, dùng tu vị vô song của nữ đế sống 2000 năm không chết cũng không phải chuyện khó, nếu ta đoán không sai, nếu nữ đế vẫn còn sống trên đời, nàng chắc chắn vẫn còn tồn tại. La Phù công chúa cười lạnh, nói. Không có khả năng này, nữ đế đã chết 2000 năm trước, thời điểm băng hà trời giáng huyết vũ, mặt đất thần đô sinh ra huyết tuyền, chính là thần vương đời thứ 5 tự mình thu xác nàng, cất vào trong cửu thanh quan, mang tới thánh đọa hoàng tộc cho rất nhiều lão tổ hoàng tộc tận mắt nhìn thấy nữ đế hạ táng, đế lăng bị núi vạn trượng trấn áp, đánh vào sâu trong lòng đất, căn bản không có khả năng lại mở nó ra. Long Xuyên Phượng là thần vương đời thứ 7, Phong Phi Vân là đời thứ 8, việc này đã cách mấy đời. Ta đương nhiên biết rõ vì nó có ghi lại trong nữ đế liệt truyện, nhưng mà ngươi không cảm thấy chuyện này quỷ dị hay sao? Phong Phi Vân tiếp tục nói. Không có chỗ nào quỷ dị cả. La Phù công chúa quả quyết nói ra. Nữ đế chết tự nhiên là có nội tình, chỉ có lão tổ hoàng tộc mới chính thức biết một ít, nhưng mà việc này liên quan tới truyền kỳ của nữ đế, tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói. Phong Phi Vân nói. Sau nữ đế, thần tấn vương triều xảy ra nhiều lần nguy cơ, cứ cách mấy trăm năm lại dung chuyển không nhỏ, nhưng mà mỗi lần dung chuyển tuy có thể biến nguy thành an, sau lưng như có bàn tay vô hình trợ giúp, giúp thần tấn vương triều vượt qua nguy cơ. Mười chuyện quần long phệ thiên là loạn thế xưa hai chưa từng có mà nói, dưới tình huống này nhưng thần vương và tấn đế đồng loạt tuyên bố thoái vị, lý do của thần vương là muốn bế quan trùng kích cảnh giới, lý do tấn đế là tham gia cuộc chiến đế vương, nhìn thì hợp tình hợp lý. Nhưng mà quá mức gượng ép. Dùng tu vị thần vương, tăng thêm linh dược, dù sống thêm trăm năm cũng hoàn toàn có thể chống lại tới khi vượt qua loạn thế, sau đó lại tuyên bố thoái vị. Vì điều tra nguyên nhân thật sự để tấn đế thoái vị, ta chuyên môn phái người thu thập tu vị ước định của bốn đế vương bốn vương triều khác, cuối cùng đưa ra đáp án là. Tu vị tấn đế cho dù không phải tồn tại đỉnh phong trong năm đế vương, nhưng mà tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh đỉnh phong, không có khả năng kế cuối trong năm đế vương. Nội tâm La Phù công chúa chỉ muốn leo lên vị trí đế vương, bày ra các loại mưu đồ, nghe Phong Phi Vân nói thế, trong mắt sinh ra suy nghĩ xuất thần. Ý của ngươi là gì? Phong Phi Vân nói. Thần vương và tấn đế dám không cố kỵ thoái vị, giao thiên hạ loạn thế cho đám người trẻ tuổi các ngươi, không sợ vương triều suy sụp, nhất định là có chỗ dựa. Cho nên ngươi suy đoán nữ đế chưa chết. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến, tiếp theo lại nói. Ngươi cũng đã sớm biết tà đạo đệ nhất thánh địa hôm nay chính là Phổ Đà Sơn chứ? La Phù công chúa gật đầu, nói. 2000 năm trước Xâm La Điện chủ Phong Hoàng sau khi mất tích, Xâm La Điện phân liệt thành 10 điện, địa vị trong tà đạo rơi xuống ne trương, Phổ Đà Sơn thuận thế mà lên, lực áp Xâm La 10 đi nẹ, âm dương lưỡng giới sơn và tam đại tà vực, trở thành tà đạo đệ nhất thánh địa. Phong Hoàng được xưng là tà hoàng. Là người duy nhất trong thời đại đó có tư cách phân cao thấp với nữ đế, nhưng mà sinh ra muộn hơn nữ đế trăm năm, sau đó nữ đế băng hà, gần 80 năm sau Phong Hoàng mất tích. Chuyện này ngươi biết vì cái gì không? Phong Phi Vân tiếp tục nói. La Phù công chúa nói. Bởi vì Phổ Đà Sơn có tồn tại khủng bố, tu vị vô cùng cường đại, lực áp các tà đạo khác. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, nói. Đã từng có người nói với ta rằng. Lão thần vương và tồn tại khủng bố của Phổ Đà Sơn có sâu xa lớn lao. Việc này chính là thiên toán thư sinh nói cho Phong Phi Vân biết. La Phù công chúa rất thông minh, lập tức hiểu Phong Phi Vân muốn biểu đạt cái gì, giọng mỉa mai nói. Cho nên ngươi suy đoán tồn tại trên Phổ Đà Sơn chính là nữ đế đã băng hà 2000 năm trước. Cho dù không phải nữ đế,
nhưng mà ta khẳng định có liên hệ lớn lao với nữ đế. Phong Phi Vân nói ra. La Phù công chúa nói. Tuyệt đối không phải là nữ đế, trước từng nói đế lăng chôn nữ đế, cho dù vị đó của Phổ Đà Sơn thật sự là nữ đế, người nghĩ lại đi, người dẫn đầu thần vũ quân san bằng thiên kim nhất thiếu lâu, nữ đế sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tu vị nữ đế 2000 năm trước đã vô địch đương thời, 2000 năm sau thiên hạ to lớn, ai là đối thủ của nàng, nếu nàng ra tay, người phương nào có thể ngăn cản được? Phong Phi Vân nhướng mày, gật đầu, nói. Dường như có một chút đạo lý, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Tự nhiên là ngươi nghĩ nhiều, hoàng tộc thật ra có rất nhiều thủ đoạn và nội tình, không đơn giản như ngươi thấy mặt ngoài đâu, cho dù loạn thế tước mắt, cũng không đủ làm hoàng tộc loạn tuyến đầu, nhưng tuyệt đối không phải nữ đế. Đối với hoàng tộc, La Phù công chúa hiểu rõ hơn Phong Phi Vân. La Phù công chúa ngôn từ chuẩn xác, nói. Tân đế và thần vương thoái vị chính là muốn loạn thế ma luyện thế hệ trẻ hoàng tộc, chọn ra người thừa kế ưu tú, chỉ có đệ tử vượt qua khảo nghiệm mới có thể khởi động cơ nghiệp mấy ngàn năm của thần tấn vương triều, cũng chỉ có nhân kiệt như thế mới chân áp loạn thế, có thể phục chúng, có thể trở thành đế vương của vạn vạn người. Thần tấn vương triều thời gian yên vui thái bình quá lâu rồi, vương công quý tộc xa hoa dâm dật, một phiệt thế gia quyền thế ngập trời, đều cố thủ cho bản thân. Mượn bốn đại môn phiệt mà nói, Bắc Minh phiệt quyền thế lớn nhất, căn cơ thâm hậu, môn nhân trải rộng các nơi trong vương triều, tám đại phủ, hơn vạn tòa cổ thành, trăm vạn huyện nha, trăm tỷ thần dân đa số trong đó là môn nhân và đệ tử Bắc Minh phiệt, quả thật nhiều vô số kể, ngay cả rất nhiều nơi tiên môn và tà phủ khắp nơi đều phải xem sắc mặt Bắc Minh phiệt, mới có thể thành lập sơn môn và quảng thu môn đồ. Cũng chỉ một Bắc Minh phiệt đã khống chế 1/3 vương triều, thậm chí có 1/3 vương triều thiên hạ tuấn tài chỉ nhận thái tể không nhìn vua, cho dù Bắc Minh phiệt là công thần khai triều, nếu như để hiện tượng này tiếp tục phát triển, năng lực thống trị của hoàng tộc không còn a hát. Lại nói còn có Ngân Câu phiệt, tuy Ngân Câu phiệt ít khi tham gia vào chuyện triều đình, nhưng mà tại thế tục và tu tiên giới lực ảnh hưởng còn trên cả Bắc Minh phiệt, chỉ cần là nơi có người thì có sản nghiệp của Ngân Câu phiệt, tiền tài trong vương quốc. Ngân Câu phiệt còn giàu hơn cả hoàng tộc, có người nói trình độ giàu có của Ngân Câu phiệt gấp 10 lần quốc khố. Cho dù là tục nhân hay là tu tiên giả, thứ trọng yếu nhất là vật chất và tài nguyên, mà hai thứ này nắm giữ trong tay Ngân Câu phiệt. Một khi Ngân Câu phiệt có ý đồ khác, có khả năng triệu tập lực lượng cực kỳ đáng sợ, lực uy hiếp thậm chí còn có khả năng trên cả Bắc Minh phiệt. Trong bốn đại môn phiệt còn có Nạp Lan phiệt từng là đối thủ cạnh tranh thiên hạ lớn nhất với Long gia chúng ta. Tuy cuối cùng thất bại nhưng vẫn không có tổn thương nguyên khí, lui giữ cao thủ, xưng thần với hoàng tộc, nhưng mà trên thực tế nghe chiếu không nghe tuyên, Nạp Lan phiệt các đời phiệt chủ cũng không có ý tới thần đô. Nạp Lan phiệt chiếm cứ một phủ, âm thầm kinh doanh và phát triển, hôm nay thiên khung phủ cơ hồ trở thành thiên hạ của Nạp Lan phiệt, thương khung phủ thập đại gia tộc đã cúi đầu xưng thần Nạp Lan phiệt, không tiến cống triều đình, hôm nay 6000 năm qua đi, ai cũng không biết nội tình của Nạp Lan phiệt bành trướng tới mức độ nào. Về phần Tây Việt phiệt, tuyệt đối là môn phiệt có vai trò yếu nhất trong bốn môn phiệt, nhìn thì yếu nhất trong bốn môn phiệt, hơn nữa thế lực nhỏ nhất, nhưng mà Tây Việt phiệt có thể xưng là một trong bốn môn phiệt, há có thể đơn giản như vậy. Tây Việt phiệt nằm ở vào Tây Vực Phủ, rời xa thần đô, tiếp giáp với 72 tiểu quốc, 72 tiểu quốc nằm ở giữa thần tấn Vương Triều, Ngọc Kiền Vương Triều và Thiên Long Vương Triều, chiếm diện tích còn lớn hơn Nam Thái Phủ 2 lần. Tây Việt phiệt trải qua kinh doanh hơn ngàn năm, đã trở thành Tây Vực Vương, vương tộc 72 tiểu quốc đều là do Tây Việt phiệt âm thầm khống chế, mỗi năm tiến công Tây Việt phiệt số lượng còn nhiều hơn số lượng tiến công hoàng tộc. Hơn nữa Tây Việt phiệt ở Ngọc Kiền Vương Triều và Thiên Long Vương Triều thế lực không nhỏ, có thể điều động lực lượng quân đội Ngọc Kiền Vương Triều và Thiên Long Vương Triều, tuy thần tấn Vương Triều không hiện sơn không lộ thủy, nhưng mà một khi thần tấn Vương Triều có biến, Tây Việt phiệt có thể hóa thành con mãnh thú và dòng nước lũ, bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Thần sắc La Phù công chúa nghiêm nghị, chỉ điểm Giang Sơn, lại nói. Bốn đại môn phiệt nhìn chằm chằm vào, tấn đế làm sao không biết, hoàng tộc sao không quan tâm, nhưng mà thế lực bốn đại môn phiệt khổng lồ, căn bản không có khả năng dễ dàng động vào chúng, một khi động sẽ động toàn thân, cho dù là thiên uy vô thượng của tấn đế cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Phong Phi Vân phát hiện La Phù công chúa càng khôn khéo hơn tưởng tượng của hắn, nghĩ càng thấu triệt hơn, nói rõ nguy cơ của thần tấn vương triều ra. Phong Phi Vân nói, chiếu theo ngươi nói,
hôm nay thần Tấn Vương triều là đại thụ sắp chết héo, khắp nơi đều là bệnh, tám đại phủ, Nam Thái phủ hơn phân nửa đã rơi vào trong tay thi tà, Bắc Cương phủ bị các đại thi động chia cắt, chém giết quan viên triều đình, địa tử phủ bị ba đại tiên giáo chiếm cứ, tuyên bố độc lập, Thương Khung phủ cơ hồ bị Nạp Lan phiệt thống trị, Tây Vực phủ trở thành lãnh địa của đám Tây Việt phiệt. Tám đại phủ thì có năm phủ không nằm trong khống chế của hoàng tộc, ba phủ còn lại có bộ phận rất lớn nhìn sắc mặt Bắc Minh phiệt và Ngân Câu phiệt, xem ra thần Tấn Vương triều. Bệnh không nhẹ, La Phù công chúa nói. Cho nên mới nói loạn thế này là một lần kỳ ngộ, có thể mượn cơ hội tan rã lực lượng bốn đại môn phiệt, mượn lực lượng những tiên giáo và tà địa kia chèn ép bốn đại môn phiệt, trọng chính triều cương, tập quyền thiên hạ. Không sợ thần Tấn Vương triều thật sự bị tiêu diệt sao? Ánh mắt Phong Phi Vân đầy chờ mong. Sợ, hơi có sai lầm thì Vương triều sẽ tan hành mây khói, nhưng mà bệnh lây phải có thuốc mạnh, muốn chữa bệnh cho cây đại thụ sắp chết, cho dù chém tất cả cành lá, thậm chí là thân cây cũng không bỏ qua. La Phù công chúa hai mắt như điện, trong thân thể mềm mại giống như thai nghén lực lượng khổng lồ. Phong Phi Vân trà sát tay, nói. Chém mất thân cây đại thụ bệnh nguy kịch, cũng tương đương chém mất tất cả bệnh hại, sau đó rễ cây sẽ đơn độc sinh trưởng và phát triển mầm mới. La Phù công chúa gật đầu, nói. Đương nhiên đây là ý định xấu nhất, thân cây không còn, rễ cây cũng có thể thối úng mà chết. Đây mới là nguyên nhân thật sự Tấn Đế và Thần Vương thoái vị, cũng là nguyên nhân Tấn Đế không quan tâm đại sự có loạn hay không, mượn thiên hạ loạn thế quần long vệ thiên, hắn dứt khoát trị bệnh cho thần Tấn Vương triều. Phong Phi Vân nói. La Phù công chúa nói. Đây chính là ta suy đoán mà thôi, Tấn Đế và Thần Vương suy nghĩ cái gì, không ai có thể đoán được. Người đoán làm ta suy đoán thêm một ít. Phong Phi Vân không thể không bội phục La Phù công chúa có phương thức tự hỏi lợi hại, phân tích vấn đề có vài phần phong phạm đế vương. Đối với Long Thương Nguyệt và Thái tử Long Thần Nhai mà nói, bọn họ bây giờ đang mưu tính làm sao mưu đoạt vị trí Tấn Đế, sau khi đoạt vị đế vương thì mới nghĩ làm sao trấn áp loạn thế, ghi danh sử sách, nhưng tuyệt đối không phân tích cấp độ sâu của thiên hạ đại thế. Gió mát từ từ thổi vào đài cao. Quần áo La Phù công chúa lay động nhẹ nhàng, thập phần trầm tĩnh ngồi ở đó, tiên dung như ngọc, dung nhan thiếu nữ trẻ trung, toàn thân có long hoàng chi khí, hai chủng khí chất khác nhau làm nổi bật lên, sau một lúc nàng mới nói. Phong Phi Vân, còn có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, phát giác ánh mắt La Phù công chúa biến hóa vi diệu, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Chuyện gì? Ta đã mang chuyện giữa chúng ta. Bẩm báo, Tấn Đế. Giọng La Phù công chúa bình thản. Phốc. Phong Phi Vân đã biết rõ không phải chuyện tốt, tim đập thật nhanh, nhưng mà hắn nhanh chóng chấn định lại, cười nói. Công chúa điện hạ, ngươi cho rằng dùng Tấn Đế có thể hù sợ. La Phù công chúa lấy một cái đế chỉ ra, phía trên thai nghén khí tức Tấn Đế, có khí thể hình rồng màu vàng vây quanh, tuyệt đối là Tấn Đế tự mình viết không nghi ngờ. Phong Phi Vân nuốt nửa câu sau trở về, La Phù tiểu nữ này quá hung ác, không ngờ dám thông báo cho Tấn Đế, xin đế chỉ, nàng định làm cái gì? Cưỡng hiếp hoàng gia thiên nữ là tội lớn, cho dù Phong Phi Vân hôm nay là thần vương, cũng khó thoát khỏi tội chết. Bất luận kẻ nào khi biết con gái mình bị người ta cưỡng hiếp thì tức giận lôi đình, huống chi là Tấn Đế. Phong Phi Vân cố chấn định, hít sâu một hơi, tiếp nhận đế chỉ, không ngừng tự nói với mình. La Phù công chúa tuyệt đối không đần nói chuyện của ta và nàng, bởi vì với nàng mà nói không có chỗ tốt gì, đây không phải phong cách làm việc của nàng. Nếu La Phù công chúa thật sự nói với Tấn Đế, chỉ sợ giờ phút này ta đã bị nhốt vào trong thiên lao thần đô, không có khả năng khoai thai tự đắc như thế. Trên đế chỉ có hàng chữ bá đạo, hình thái như rồng, mỗi một chữ giống như đao, ghi. Các ngươi lưỡng tình tương duyệt, bổn đế cũng không muốn trách phạt nhiều, công chúa chỉ có thể lấy một. Nếu ngươi đã lựa chọn La Phù, như vậy cứ phụ trách với nàng, nên làm như thế nào, chính ngươi tự đắn đo, nếu dám khi phục La Phù, bổn đế nhất định lấy thủ cấp của ngươi. Đây không phải là lời đế vương, càng giống lời một phụ thân hơn, trong bình thản mang theo sát khí đậm đặc. Sau khi Phong Phi Vân xem xong đế chỉ tự động hóa thành cho bụi. Xem ra Tấn Đế yêu thương La Phù công chúa không phải bình thường, nếu đổi lại là công chúa khác. Nếu như để cho Tấn Đế nói mình và tỷ phu lưỡng tình tương duyệt, xong rồi, chỉ sợ sẽ bị Tấn Đế trục xuất khỏi hoàng tộc, ngay cả Phong Phi Vân cũng bị tịch biên gia sản, giết cả nhà.
Xem ra trong lòng Tấn Đế vẫn xem trọng nhất là La Phù công chúa, cảm thấy nàng là người thừa kế Tấn Đế tốt nhất, mà lời này của hắn mơ hồ đang nhắc nhở ta, muốn ta phụ trợ La Phù công chúa. Phong Phi Vân xoa xoa cái trán, La Phù công chúa dùng chiêu này quá ngoan độc, quả thật làm hắn trở tay không kịp. Hóa bị động thành chủ động. Nàng vừa mới ăn thiệt thòi lớn trên người Phong Phi Vân, bây giờ nàng đã trả lại cho Phong Phi Vân rồi. Phong Phi Vân không ngừng chậc chậc lưỡi, tán thán nói. Công chúa điện hạ, chiêu này chơi thật sự quá lợi hại, cũng không sợ Tấn Đế nổi trận lôi đình. Ta cũng bị ngươi và Long Thương Nguyệt bức bách, ta chỉ có thể chơi liều, cho dù Tấn Đế muốn ta chết, cũng có ngươi chôn cùng mà. La Phù công chúa cười ngọt ngào, tươi đẹp hơn cả hoa, nói. Ý chỉ Tấn Đế ngươi có lẽ cũng hiểu, cuộc chiến phò mã sắp tới, nếu ngươi để người khác làm phò mã, như vậy Tấn Đế không tha cho ngươi rồi. Phong Phi Vân cười nói. Cuộc chiến phò mã là ý chỉ của Tấn Đế, ai cũng không thể sửa đổi, tuy ta cũng muốn phụ trách với ngươi, nhưng lại bất lực, ngày mai chính là cuộc chiến phò mã, muốn hủy bỏ trận chiến này, đã không kịp. Hắn chắp tay sau lưng, thở thật dài. Ngươi sẽ có biện pháp. La Phù công chúa nói. Nếu ngươi không nghĩ ra biện pháp, ta chỉ có thể nói cho người trong thiên hạ, ta đã là nữ nhân của ngươi, gièm pha này truyền đi, Tấn Đế vì mặt mũi hoàng tộc sẽ không bảo hộ ta, nhất định sẽ xử tử hai chúng ta, đến lúc đó, ai cũng không sống được, chính ngươi xem mà xử lý. Nói xong lời này, La Phù công chúa liền đứng lên, mang theo làn gió thơm, áo trắng chập chờn, chuẩn bị rời đi. La Phù công chúa tuy nhìn thì đang thương lượng với Phong Phi Vân, nhưng mà chiêu này cực kỳ hung ác, không chỉ hung ác với Phong Phi Vân, còn hung ác với chính nàng. Không thành công thì thành nhân. Ánh mắt Phong Phi Vân không ngừng biến hóa, đột nhiên cười cười, nói. Nếu Tấn Đế đã biết chuyện của chúng ta, như vậy công chúa đêm nay không cần rời khỏi phủ thần vương đâu. Ngươi muốn làm gì? La Phù công chúa chợt dừng bước lại, ngọc nhan biến hóa. Ngày mai chính là đại chiến phò mã, chúng ta còn có một ngày bố trí, đêm nay đương nhiên là thương lượng đối sách, công chúa điện hạ nghĩ đi đâu thế? Ha ha ha! Phong Phi Vân ngả ngớn, mang theo tiếng cười La Phù công chúa quen thuộc, làm cho hai chân của nàng run lên, hồi tưởng lại kinh nghiệm thê thảm trong bát bộ long liễn, ở lại phủ thần vương này chẳng khác gì đang ở trong hang sói, rốt cuộc là ở hay không ở. La Phù công chúa cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. La Phù công chúa cùng Phong Phi Vân muốn thức đêm bàn chuyện, từ trong thư phòng cho tới trên ghế, mãi cho tới sáng ngày hôm sau. Thân thể mềm mại của La Phù công chúa không mảnh vải che thân, nàng hiện tại đang quấn trong chăn, ánh mắt nàng nhắm chặt, khóe mắt híp lại thành hình bán nguyệt, lông mi dài uốn lượn, mái tóc dài đen bóng rủ trên cổ trắng ngần, gương mặt đỏ hồng phơn phớt. Phong Phi Vân một tay đang đặt lên bộ ngực no đủ của nàng, một tay khoác lên bụng nhỏ nhắn, một chân nâng lên đè nàng xuống dưới, thật giống như con sói đang ôm con dê con không cho nó chạy mất. Tối hôm qua La Phù công chúa cuối cùng vẫn không thoát khỏi ma trưởng của Phong Phi Vân, hoa mai nở hai lần, khi La Phù công chúa tách hai chân ra, bộ vị tuyết trắng dưới bẹn đã sưng đỏ, hai chân thon dài hiện tại không khép lại được, có thể tưởng tượng đêm qua nàng thừa nhận trùng kích mãnh liệt thế nào. Dù sao thể chất Phong Phi Vân mạnh mẽ, không phải nữ tử bình thường có thể gánh được. Vào thời khắc La Phù công chúa quyết định lưu lại cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cũng không biết đêm qua là ngất đi hay là ngủ say. Đôi tay của nàng như ngó sen quấn lấy cổ Phong Phi Vân, bờ môi hé mở để lộ hàm răng tuyết trắng, nàng giờ phút này không có nửa phần kiêu ngạo và cao quý, giống như tiểu mỹ nữ chưa hiểu chuyện đời, vừa bị quái thúc thúc lừa gạt, nói cho nàng đây là trò chơi thoải mái nhất trên đời, nàng bị lừa gạt rất nhiều lần, chết đi sống lại, trò chơi chấm dứt. Nàng cũng không còn khí lực đi đường. Sáng sớm trời giáng tuyết bay, gió lạnh thổi qua tường thành cuốn bông tuyết bay lên cao, giống như thanh dao băng đang đâm thẳng xuống nơi này. Một nữ tử mặc áo bào trắng đi trên tuyết, nàng mang đai lưng màu xanh, buộc quanh vòng eo hết sức nhỏ và mềm mại, dáng người cao gầy, hai mắt băng hàn còn rét lạnh hơn cả tuyết chung quanh. Nàng đi trên con đường phủ đá xanh đi vào phủ thần vương. Những thái giám và thị nữ chung quanh nhìn thấy nàng đều nhao nhao quỳ gối trong đống tuyết thỉnh an. Bá! Sau một khắc nàng đã trống rỗng xuất hiện bên cạnh giường có lò sưởi đang cháy, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên giường, nhìn váy dài và quần áo tán loạn trên đất, trong mắt mang theo thần thái không dám tin. Mà Long Thương Nguyệt xuất hiện bên cạnh giường, Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa đồng thời bừng tỉnh,
đây là cảnh giác của cao thủ. Các ngươi, Long Thương Nguyệt ánh mắt phát lạnh. La Phù công chúa trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh bay ra khỏi giường, thân thể của nàng uyển chuyển như rắn, trong nháy mắt đã mặc quần áo vào, che đậy thân thể lung linh, xem Long Thương Nguyệt như không khí, trực tiếp bên bàn trang điểm, không ngừng chảy tóc. Phong Phi Vân cũng không có nghĩ đến Long Thương Nguyệt lại trực tiếp đi tới nơi này, ho khan hai tiếng, cười nói. Nguyệt công chúa, chào buổi sáng. La Phù công chúa vẽ phác thảo lông mày kẻ đen, mông ngọc đang ẩn hiện dưới váy dài. Ánh mắt Long Thương Nguyệt mang theo tà khí đậm đặc, giữa ngón tay ngưng tụ tử vong chi khí, cười lạnh nói. Ngày mai chính là cuộc chiến phò mã, La Phù công chúa băng thanh ngọc khiết lại đang cẩu hợp với thần vương, nếu tin tức này truyền đi sẽ quét sạch mặt mũi hoàng gia, các ngươi đoán tấn đế sẽ như thế nào? La Phù công chúa ánh mắt ngưng tụ như thủy tinh, bút kẽ lông mày dừng lại. Trên người Long Thương Nguyệt ngưng tụ sương mù màu đen, ống tay áo phất lên, cửa sổ mở ra, nàng rời đi. Ngay lúc này La Phù công chúa hóa thành một đạo u ảnh đuổi theo, Phong Phi Vân CNF nhanh hơn nàng nhiều, ngay cả quần áo còn không mặc đã lao tới. Long Thương Nguyệt còn không có bay ra khỏi cửa sổ, đã bị Phong Phi Vân một tay bước trở về, quay về trong phòng. Bành! La Phù công chúa lại đóng cửa sổ lại, đánh ra từng vòng trận pháp, vây khốn gian phòng này, lại có bổn mạng linh khí trấn trụ trận pháp, phong tỏa không gian. Hai người bọn họ cũng biết. Tuyệt đối không thể để cho Long Thương Nguyệt rời khỏi, bằng không dùng tính cách của Long Thương Nguyệt chắc chắn sẽ xảy ra đại sự. Nếu ngươi đã phát hiện, hôm nay cũng không còn sống rời đi. Lòng bàn tay La Phù công chúa ngưng tụ viên đao, quần áo nửa che nửa hiện, da thịt bóng loáng bao phủ trong áo khoác lông chồn, chuẩn bị ra tay. La Phù công chúa từ trước tới này vẫn có bộ dáng cao cao tại thượng, trừ tấn đế ra, không có đặt nam nhân nào vào trong mắt. Nhưng lại bị Long Thương Nguyệt phát hiện nàng trần truồng khỏa thân đang cùng ngủ với Phong Phi Vân, nữ tử cao ngạo như nàng chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Long Thương Nguyệt hoàn toàn không ý kỵ, giọng mỉa mai nhìn qua dáng người uyển chuyển của La Phù công chúa, cười lạnh, nói. Không nghĩ đến La Phù công chúa đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ tài tuấn truy phủng hoàng gia thiên nữ, không ngờ chỉ là một nữ nhân dâm đãng mà thôi. Nàng cố ý chọc giận La Phù công chúa. Muốn chết. La Phù công chúa chém viên đao ra, đao khí hình như rồng, vô cùng sắc bén. La Phù công chúa có thể đứng thứ nhất trên hạ sử thi thiên tài bảng đương nhiên tu vị không phải chuyện đùa, toàn lực ra tay muốn chém giết Long Thương Nguyệt. Ta đã sớm muốn giao thủ với ngươi rồi, ta đúng là muốn xem ngươi mạnh cỡ nào. Long Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cao gầy hóa thành một đạo hư ảnh màu đen, sờ vào hư không, một thanh chiến kiếm chém ra, xé rách hư không. Long Thương Nguyệt tu luyện tà linh tầm bảo thuật, thôn phệ tu vị rất nhiều cường giả, lại có tà linh chi thuật che giấu khí thức bản thân, căn bản không cách nào biết được tu vị cảnh giới của nàng là thế nào. Hai vị thiên chi kiều nữ, đều là nữ tử đỉnh phong trong thế hệ trẻ thần tấn vương triều, các nàng giao thủ còn hung mãnh hơn hai thiên tài cấp sử thi, có thể phá toái hư không? Từng đạo sát thuật đánh ra ngoài, La Phù công chúa bố trí trận pháp rất nhanh đã bị phá hủy toàn diện. Phong Phi Vân vội vàng tế thần vương lệnh ra, dùng uy năng của thần vương lệnh phong tỏa trong tiểu không gian, nếu không như thế thì tòa cung điện này nhanh chóng hóa thành cho tàn. Tốc độ hai người vô cùng nhanh chóng, mặc dù đang ở trong gian phòng chiến đấu vẫn long trời lỡ đất, khắp nơi đều là bóng người yểu điệu, điện quang cùng thần mang, kiếm khí cùng ánh đao xuyên thẳng qua lại giữa hai người. Tu vị hai người bọn họ không yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, chính là cùng cấp bậc, bên trong bát bộ long liễn. La Phù công chúa nếu không bị vũ hóa thai trấn áp, không cách nào phản kháng, Phong Phi Vân cũng không dễ dàng đánh bại nàng. La Phù công chúa nói, Phong Phi Vân còn không ra tay giúp ta, một khi để nàng chạy thoát, hai người chúng đều không sống nổi. Phong Phi Vân đứng ở một bên, dùng miểu quỷ ban chỉ thủ hộ bản thân, trong đôi mắt mang theo thần sắc suy tư, chính mình cùng La Phù công chúa đúng là xem như có quan hệ, tuy La Phù công chúa thiệt thòi lớn. Nhưng mà nàng không có tuyên dương ra ngoài, nhưng mà bị Long Thương Nguyệt đánh vỡ thì cục diện sẽ khác. Nếu Long Thương Nguyệt thật sự truyền chuyện này ra, vậy kết cục sẽ hoàn toàn khác trước. Long Thương Nguyệt vì diệt trừ La Phù công chúa, loại chuyện này không dễ dàng chút nào. Ầm ầm. Phong Phi Vân hai mắt rùng mình, bức miểu quỷ ban chỉ lấy thần đô ra, kích hoạt chiến uy tam phẩm linh khí mênh mông cuồn cuộn, chặt đứt đường lui của Long Thương Nguyệt. La Phù công chúa cũng vận dụng chín đạo hoàng tộc thánh pháp,
làm cho Long Thương Nguyệt giật gấu vá vai, nghèo rớt dái. Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa hai người hợp lực trấn áp Long Thương Nguyệt, cuối cùng vẫn bị Phong Phi Vân dùng lực trấn áp, bị phong bế tu vị, mất đi lực lượng phản kháng. Giết nàng! La Phù công chúa thập phần quyết đoán, một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng. Bành! Phong Phi Vân đẩy ngón tay La Phù công chúa trở về, nói. Không thể giết nàng. Vì cái gì, việc này tuyệt đối không thể đi dò dỉ ra ngoài, một khi để lộ nửa điểm phong thanh, chúng ta chết chắc. La Phù công chúa rất kiên trì, nàng xem ra chỉ có trảm thảo trừ căn, mới có thể để cho nàng an tâm. Tuy Long Thương Nguyệt bị trấn áp, nhưng lại cười lạnh như trước, nói. Đã dám câu dẫn nam nhân, vì sao không dám để cho người khác biết rõ, La Phù a hát La Phù, xem ra ta trước đánh giá ngươi rất cao. Ngươi quả thực còn không bằng cả kỹ nữ, ít nhất kỹ nữ còn dám thừa nhận mình đã ngủ qua với nam nhân. La Phù công chúa áp chế tử huyệt Long Thương Nguyệt, sát cơ quá nặng, như không phải bị Phong Phi Vân ngăn cản thì nàng đã đánh chết Long Thương Nguyệt. Vì sao không thể giết nàng? La Phù công chúa càng tức giận. Ta nói không thể giết, không thể giết, làm gì có nhiều vì sao như thế? Phong Phi Vân khí khái hào hùng bức người, lạnh lùng nói. Không cần ngươi lắm miệng, rời khỏi đây đi, ở đây ta sẽ có an bài. Phong Phi Vân, ngươi, rất tốt. La Phù công chúa hử lạnh một tiếng, nhìn thấy Phong Phi Vân tế ra vũ hóa thai, cuối cùng nàng vẫn khuất phục, sau khi mặc quần áo chỉnh tề và rời đi. Trước mặt vũ hóa thai, nàng chính là nữ nô, chỉ có thể nghe theo Phong Phi Vân mà không thể làm trái. Bành! Cửa sổ có gió thổi qua, đột nhiên đóng lại. Trong mắt Long Thương Nguyệt ẩn chứa tà quang, nhuệ khí không chịu nổi, nói. Ngươi đáng thương ta, cho nên không giết ta. Ta không đáng thương ngươi, cũng không có bất cứ kẻ nào đáng thương cả, nếu không bởi vì ngươi cứu ta một lần, như vậy ngươi bây giờ đã là người chết rồi. Phong Phi Vân nói ra. Thì ra là như thế. Trong mắt Long Thương Nguyệt mang theo thần thái thất vọng, thì ra đây chỉ là bởi vì nhân tình, tiếp theo lại nói. Ngày mai chính là cuộc chiến phò mã, thiên hạ tuấn tài đã tới thần đô cả rồi, rất nhiều người đều là đại nhân vật có bối cảnh lớn, chỉ vì lấy La Phù công chúa, nếu bọn họ biết rõ La Phù công chúa đã không còn tấm thâm xử nữ, người đoán sẽ là kết quả gì? Ánh mắt Phong Phi Vân đầy trầm tư. Long Thương Nguyệt lại nói. Không ai có thể hủy bỏ trận long tranh hổ đấu này, La Phù công chúa phải gả cho nam nhân, hơn nữa còn là ngươi tự tay tiễn nàng lên kiệu hoa. Tham muốn của nam nhân rất mãnh liệt, cho dù ngươi ưa thích nàng mới cùng nàng hay là người không thích nàng, ta không tin ngươi sẽ nhìn nàng ngủ với nam nhân khác lại không có chút thờ ơ. Ngươi nói không sai chút nào cả, ta tự nhiên rất thương tâm, giống như ngươi vậy, nếu ngươi ngủ với nam nhân, ta chắc chắn sẽ không cao hứng. Ngón tay Phong Phi Vân véo nhẹ cái cằm Long Thương Nguyệt. Vậy ngươi định làm thế nào? Long Thương Nguyệt cười lạnh nói. Chỉ có một biện pháp. Chính là ngươi chết đi. Phong Phi Vân đang cười. Long Thương Nguyệt tươi cười cứng giờ, nàng cũng không phải nữ nhân ngu xuẩn, ngược lại thập phần thông minh. Phong Phi Vân tuy đang cười, nhưng mà nụ cười kia làm cho nàng sợ hãi. Nếu Phong Phi Vân muốn lấy La Phù công chúa, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Long Thương Nguyệt nhất định phải chết. Nếu Long Thương Nguyệt chết, hôn ước của nàng và Phong Phi Vân tự động giải trừ, mà thân là thần vương nhất định phải kết hôn với một công chúa. Như vậy Phong Phi Vân cạnh tranh La Phù công chúa là quá hợp tình hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì La Phù công chúa kiên trì muốn giết Long Thương Nguyệt. Đây cũng là biện pháp duy nhất của bọn họ. Ngươi thật giết ta sao? Long Thương Nguyệt hai mắt đầy sương mù, đứng ở đó, thân hình cô đơn, không có quá nhiều sợ hãi, thập phần bằng phẳng, nhưng mà nàng vẫn không tin, mình trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ vì một La Phù hắn sẽ giết nàng hay sao? Long Thương Nguyệt không biết mình với Phong Phi Vân là tình cảm gì, có lẽ là hung ác rất sâu, nhưng mà mỗi khi Phong Phi Vân gặp nguy hiểm thì nàng nóng ruột nóng gan, lại không nhịn được ra tay, nhịn không được lãng phí bản thân mình, hai lần trợ giúp Phong Phi Vân chạy ra khỏi cửa chết. Lòng dạ nữ nhân rất khó đoán, ngay cả tâm của mình các nàng cũng không rõ. Cẩn thận! Hai mắt Phong Phi Vân phát lạnh, trên người bộc phát sát khí đậm đặc, một chưởng đánh lên người Phong Phi Vân, đánh nàng bay ra ngoài. Mà đúng lúc này một đạo kiếm quang lợi hại đục xuyên qua vách tường, đâm thẳng vào vị trí nàng vừa đứng. Kiếm quang mang theo sát khí cực mạnh, thấu cả nhân tâm. Không ngờ có thể lên vào phủ thần vương,
bổn sự không nhỏ a. Phong Phi Vân đánh ra một chưởng, đánh bay thanh đồng chiến kiếm ra ngoài, cơ hồ tất cả kiếm quang và sát khí bị chấn nát, duỗi một tay ra đánh vào trong hư không, bắt một bóng người nào màu đen, trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Tiếng hét thảm vang lên, sau đó tiếng động im bặt, một bóng người rơi xuống đất, thân thể tuôn ra huyết tuyền màu đen, nhanh chóng bị ăn mòn không còn lại gì cả. Long Thương Nguyệt đứng bên cạnh, nàng là thiên thiên linh giác cực mạnh, còn trên cả Phong Phi Vân, nhưng bởi vì tu vị bị phong ấn, linh giác hạ thấp cho nên mới không có phát giác có người tập sát, nếu không có một chưởng Phong Phi Vân đánh nàng bay đi, nàng hiện tại đã là thi thể dưới đất. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Phi Vân không có muốn giết nàng. Trước khi đánh lén cũng đã uống thuốc độc, ý niệm khẽ động là nọc độc sẽ tràn ngập toàn thân, thi cốt và quần áo sẽ bị hòa tan, không còn lại chút dấu vết nào, xem ra là một sát thủ. Long Thương Nguyệt phân tích, là tổ chức sát thủ đệ nhất thần Tấn Vương Triều, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Phong Phi Vân đã gặp mấy lần người của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, càng hiểu thủ đoạn ẩn nặc của sát thủ. Phong Phi Vân nói, bây giờ là thời kỳ mấu chốt của thần đô, sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, gió đã bắt đầu thổi, rất nhiều người đều mơ tưởng giết ta, rốt cuộc là ai mời sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung giết ta? Chẳng lẽ là La Phù muốn diệt trừ ta? Long Thương Nguyệt nói ra. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Muốn đi Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung đưa đơn giết người cũng không phải chuyện đơn giản như thế, thời gian ngắn như vừa rồi, La Phù công chúa căn bản không có khả năng bố trí kịp. Bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết truyền tới liên tiếp. Thái giám và cung nữ trong phủ thần vương còn chưa kịp phản ứng qua đã bị ám sát, thi thể nằm trên đất. Cũng không biết có bao nhiêu sát thủ lẻn vào phủ thần vương, gặp người liền giết, không lưu người sống. Những hộ vệ thần vũ quân mặc thiết khải dày đặc vốn đang hình thành đội tuần tra, nhưng mà một làn gió lạnh thổi tới khó hiểu, thiết khải không không đáng đáng, huyết nhục trong khải giáp hóa thành tro. Một lão thái giám tu vị cường đại đang quét tuya, đột nhiên đôi mắt của hắn ngưng tụ. Trong đan điền có ngàn vạn tử hà lao ra, hình thành hộ thể thần cung, cảm giác trong không khí có chấn động khác thường, giọng lạnh lùng nói. Người nào lẻn vào phủ thần vương? Bá! Một đạo sát quang quét qua. Không khí rung động như mặt nước trong thời gian ngắn. Sát quang giết qua, thần trung bị phá, trên cổ lão thái giám có một đạo tơ máu, sau đó ngã vào mặt tuyết. Một màn này hiện ra khắp phủ thần vương, mỗi một góc đều có người chết đi, té xuống đất. Chết vô thanh vô tức. Cách phủ thần vương không xa, trên một tòa thạch tháp cổ xưa, Long Thần Nhai đang đứng trên đỉnh tháp, chắp tay sau lưng, đứng nhìn về hướng phủ thần vương, mang theo nụ cười nhạt. Đã bắt đầu. Một lão giả áo đen hiện ra trong hư không, hắn giống như sứ giả địa ngục. Ba thiên hầu của phủ thần vương thế nào? Long Thần Nhai hỏi. Đều ở quân doanh ngoài thành, cũng không ở phủ thần vương. Phong Phi Vân và Nguyệt Công Chúa hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Giọng người áo đen khàn khàn, chẳng khác gì gió lạnh chung quanh. Long Thần Nhai hai mắt mang theo thần sắc mải mia, khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt. Ngay trên tháp cao này có tám lão giả tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng, bọn họ là chí sư cường đại, đang khắc vân ấn trong hư không, phong bế không gian và thiên cơ của Phủ Thần Vương, bất cứ kẻ nào cũng không phát hiện ra chuyện xảy ra trong Phủ Thần Vương. Hai mắt Phong Phi Vân mang theo tia lửa, hai lỗ tai mở ra, phủ thần vương gặp nguy cơ trước giờ chưa từng có rất nhiều sát thủ lẻn vào bên trong, quả thật là gà chó không tha, trong đó có mấy đạo khí tức cường đại, ẩn ẩn lộ ra làm cho người ta phát lạnh. Bên ngoài âm thanh xé gió rồn rập, sát khí đậm đặc như tận thế hàng lâm. Cảm giác nguy cơ khổng lồ này làm cho người ta hít thở không thông. Hôm nay chính là cửu tử nhất sinh. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt chưa từng có, khí tức tử vong quá nồng. Phong Phi Vân cởi bỏ phong ấn cho Long Thương Nguyệt. Linh giác Long Thương Nguyệt khôi phục, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Tu sĩ trong phủ thần vương đã sắp chết hết, mặt khác sát thủ vô số kể, tất cả các đường đi đã bị phong kín, đây là có người muốn san bằng cả phủ thần vương, chúng ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Linh giác của nàng cường đại, khi tử vong trùng kích càng thêm mạnh mẽ. Nàng càng phải tìm ra sinh lộ, giống như tìm đường hoàng tuyền trong địa ngục. Vậy thì chưa chắc, chỉ cần trận pháp và ấn ký lịch đại thần vương lưu lại bị kích phát, tất cả đều có thể liều mạng. Hai mắt Phong Phi Vân mở to ra, liên tục đánh ra hai đạo kiếm chỉ, đánh lên vách tường phía bắc xuyên thủng ra ngoài, chúng giống như hai cây thương đóng đinh tu sĩ áo đen, ngực đâm thủng, thi thể cứng lại.
hai tu sĩ áo đen rơi xuống mặt đất, rất nhanh biến thành máu huyết. Đây không phải sát thủ, mà là tử sĩ thế lực tu tiên cỡ lớn bồi dưỡng. Phong Phi Vân chấn định nói. Xem ra nguy cơ hôm nay càng đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Bên này có tiếng vang kinh động sát thủ, hơn 10 âm thanh xé gió vang lên, rất nhiều sát khí cường đại ập tới, sóng to gió lớn, khói đen cuồn cuộn. Long Thương Nguyệt hóa thành một bóng đen, trực tiếp xông lên, bắt vào hư không một cái, có 12 thi thể giữa hư không rơi xuống, toàn bộ bị cắn nuốt tu vị, hóa thành thây khô, chỉ còn da và xương. Hai tay của nàng cầm lấy hai tên sát thủ áo đen, tinh khí của hai tên sát thủ không ngừng tiến vào trong người của nàng, lực lượng trong người nàng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh hai sát thủ áo đen cũng hóa thành thây khô, nằm co lại một đống trên đất, bị ném tùy ý. Long Thương Nguyệt khói đen lượn lờ, giống như mãng xà uốn lượn, cuối cùng cũng bị nàng luyện hóa hoàn toàn. Phong Phi Vân cảm giác được lực lượng trong người nàng lại tăng lên một đoạn, tà linh tầm bảo thuật đáng sợ như thế, có thể thôn phệ tu vị tu sĩ hóa cho mình dùng. Đây là nguyên nhân tà thuật bị tu tiên giới không tha thứ. Một khi có tin tức truyền ra, nhất định kích thích người khác công phẫn, vô số tiên môn đại giáo muốn diệt trừ nàng cho thống khoái. Tà linh tâm bảo thuật chính là phương pháp tu luyện của quỷ tà, thôn phệ đạo quả của người khác, là một vị siêu cấp tầm bảo sư tà giả nghiên cứu ra. Mỗi một tà linh tầm bảo sư xuất thế đều gây ra một đại hạo kiếp, thiên địa không tha. Tà linh tầm bảo thuật ghi lại trên mộ phủ tầm bảo lục, linh bảo thư. Có rất ít người tìm được chúng, Long Thương Nguyệt dưới cơ duyên xảo hợp mới ngẫu nhiên phát hiện phương pháp tu luyện tà linh tầm bảo thuật trên linh bảo thư. Phong Phi Vân tế thần vương lệnh ra, thần vương lệnh bộc phát ánh sáng chói mắt, bay thẳng trên cao, hào quang tán ra khắp bốn phía thần vương phủ, hơn vạn tòa trận pháp bị kích hoạt, bắn ra thần quang vô số. Phốc phốc, có rất nhiều sát thủ tu vị cường đại dưới tình huống không kịp trở tay, đột nhiên bị trận pháp trấn áp, hóa thành bùn máu. Trời giá rét, tuyết bay vạn dặm hóa thành một dòng sông màu bạc. Vạn tòa tận pháp trong phủ thần vương mở ra, giống như vô số thần đăng bắn ra ngoài, mơ hồ trong đó có thể trông thấy vô số bóng đen đang nháy nhót. Phong Phi Vân đang ở trong Xích Lệnh Cung. Một giọng nói vang lên trong tuyết, mang theo u lĩnh, độc ác như quỷ hồn. Oanh! Một sát thủ mặc hắc khải điêu khắc long tay cầm chiến thương, hắn đánh nát một tòa đại trận, mang theo ngàn vạn uy thế. Không ngừng lao thẳng về phía Phong Phi Vân, đâm nát vách tường kim loại sau lưng cung điện, khí thế bức người. Tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã giết tới trước mặt. Đây là một sát thủ tu vị thiên mệnh tứ trọng, sát khí đậm đặc, đỉnh đầu có mây bao phủ. Bá! Phong Phi Vân gọi thiên tủy binh đảm ra, toàn thân bao phủ trong hào quang màu trắng, hóa thành một thanh chiến đao chém ra một đạo đao mang, hóa thành bạch long quét qua bầu trời. Phốc! Chiến thương bị cắt thành hai đoạn. Một gã sát thủ mặc hắc khải điêu long bị đao khí sắc bén chém thành hai đoạn, từ trên không trung đã hóa thành huyết thủy, nhuộm đỏ tuyết đọng dưới đất, cuối cùng biến thành màu đen. Phốc phốc phốc. Mà đúng lúc này ba tên sát thủ khác cũng té xuống đất, linh khí trên người hóa thành xương ra. Long Thương Nguyệt hai tay đầy máu tươi, đôi mắt như huyết đồng, tràn ngập sát khí còn đậm đặc hơn cả sát thủ, nói. Đối phương có cao thủ phá trận, trận pháp trong phủ thần vương không thể ngăn cản bọn chúng được, chúng ta căn bản không thể giết ra ngoài, sẽ có cường giả tuyệt đỉnh nhanh chóng chạy tới. Phủ thần vương bị trí sư che giấu khí tức, người bên ngoài không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Phong Phi Vân vừa rồi nếm thử dùng thần thức đưa tin, muốn báo cho ba đại thiên hầu, nhưng mà bị bình chướng vô hình đánh trở về, căn bản không cách nào đưa tin được. Góc tây bắc phủ thần vương có vài chục tòa trận pháp bị nghiền nát, một đạo sát khí trùng kích qua, quả thật không người nào có thể ngăn cản, cơ hồ tất cả kiến trúc biến thành cho bụi trong nháy mắt. Một ngọc điện sụp đổ, Tất Chữ Xuất đang nằm ngủ bên dưới bị nổ bay, rơi xuống một thủy đàm, nước bên trong rét lạnh thấu xương, hắn lập tức tỉnh lại, toàn thân run rẩy, kêu lên một tiếng, sau đó bỏ ra khỏi thủy đường. Ngoá, ai chơi thiếu đạo đức như thế, dám ném ta vào trong thủy đàm. Tất Chữ Suát cởi chuồng, chửi bậy một tiếng, tên này vì tránh né tà hồng liên đuổi giết cho nên vẫn ở trong phủ thần vương, có đuổi cũng không chịu đi. May mắn kẻ trộm này chột dạ, bất cứ thời điểm an toàn nào thì hắn sẽ ngủ, bố trí trận pháp che giấu tung tích, bằng không đã sớm bị sát thủ ám sát. Một đạo kiếm quang huyết sắc đánh xuống, sát khí khủng khiếp xé rách một dấu to trên con đường đá xanh, mặt đất không ngừng rung động mạnh. Cái này...
Cái này. Tất chữ xuất sợ tới mức hàm răng duyên lên, tóc của hắn dựng đứng, hắn nhanh chóng nhảy ra, nhặt một cái khăn trải bàn bao phủ thân thể và chạy đi. Phong Phi Vân và Long Thương Nguyệt đều tránh đi, hai người thần sắc nghiêm túc, trên người có vết máu, phía sau có hơn 10 bóng người áo đen đang đuổi giết bọn họ, hơn 10 bóng đen khác giống như hắc long lao nhanh, chẳng khác gì vòi rồng quét qua. Trong đó có mấy người mang khí tức khổng lồ, đạt tới thiên mệnh ngũ trọng, nhảy vào trong không khí, âm thanh như điện, lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất. Bà mẹ nó, đây là tình huống gì, chẳng lẽ là Thái Siêu giết tới? Hai chân Tất Chữ Xuất đang run rẩy, trong thiên địa sát khí quá nồng đậm, giống như con thuyền nhỏ đang chìm nổi trong biển rộng, tùy thời có thể lật úp. Vô số bóng kiếm bay qua đỉnh đầu, tùy thời có thể tử vong, không ai không sợ. Trên cánh tay Phong Phi Vân có máu bay đi, đã bị thương, lắc đầu, nói. Hẳn không phải là phủ Thái Sư sẽ không vì linh dược và linh đan mất đi mà san bằng phủ thần vương, bởi vì với hắn không có lợi, giao huyết nhân thần bình cho ta. Hơn 10 sát thủ sau lưng lao tới, đánh ra sát quang vô tận, áp thiên địa chấn động. Phong Phi Vân dùng hết năng lượng trong thần vương lệnh, Tất Chữ Xuất lấy huyết nhân thần bình trong đan điền ra, hai tay nâng lên. Điều động linh lực toàn thân thúc dục uy năng của huyết nhân thần binh, vô số huyết phụ từ trong đầu người lao ra ngoài. Đây là uy năng chấn thế của sát binh, hào quang còn đáng sợ hơn cả mặt trời, không gian chung quanh hóa thành biển máu. Ầm ầm, hơn 10 đạo sát quang giết qua đám sát thủ, có hơn phân nửa thân thể nghiền nát hóa thành bột mịn mà chết, có vài thiên mệnh ngũ trọng thoát được sát kiếp, nhưng mà miệng phun máu tươi, bị lực lượng huyết nhân thần binh đánh bay ra ngoài. Long Thương Nguyệt hai mắt như đao, muốn đi bắt những người kia thôn phệ tu vị của bọn chúng. Phong Phi Vân kéo nàng đi, nói. Không muốn chết thì đi theo ta. Nói xong lời này Phong Phi Vân bay vút ra ngoài, bay tới chỗ sâu trong phủ thần vương. Tất Chữ Xuất kêu lên. Sai hướng rồi, bên kia là tiến vào phủ thần vương, không phải chạy ra khỏi phủ thần vương. Chúng ta căn bản không thể trốn ra khỏi phủ thần vương, muốn mạng sống thì nhanh chóng đuổi kịp. Phong Phi Vân trầm giọng quát lên. Trong lòng Tất Chữ Xuất sốt ruột, không cách nào hiểu nổi vì sao Phong Phi Vân nhảy vào trong hầm người chết chứ, mà đúng lúc này Long Thương Nguyệt theo sau Phong Phi Vân, nàng cũng không hiểu Phong Phi Vân đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại tin tưởng Phong Phi Vân không phải người tự tìm đường chết. Tất Chữ Xuất cuối cùng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể kiên trì theo sau, nói. Khốn kiếp, ngay ở trong phủ thần vương cũng đụng sát kiếp, thiên hạ này còn nơi nào an toàn chứ? Một đạo thiểm điện màu tím rơi xuống từ bầu trời, kéo dài hơn 60 dòng điện rậm rạp xuất hiện trên đỉnh đầu đám người Phong Phi Vân. Đây là lực lượng kinh khủng, áp lực khiến người ta thở không ra hơi. Là công kích của nửa bước cự phách. Phong Phi Vân vội vàng tế huyết nhân thần bình ra, Long Thương Nguyệt và Tất Chữ Xuất đều cảm thấy lực áp lực kia, vì vậy đồng thời tương trợ, hợp lực ba người thúc giục huyết nhân thần bình, toàn lực đánh ra mới miễn cưỡng ngăn cản được một kích này. Phong Phi Vân khá tốt, thể chất cường đại nên ngạnh kháng qua, nhưng mà Long Thương Nguyệt và Tất Chữ Xuất đều bị một kích này làm tổn thương, sắc mặt tái nhợt, kinh mạch trong người bị hao tổn nghiêm trọng. Công kích của nửa bước cự phách quá mạnh mẽ, mặc dù có huyết nhân thần bình nơi tay, cũng không có khả năng ngăn cản hoàn toàn. Chết chắc rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi, Phong Phi Vân, nếu lão tử lần này chết đi, ngươi nhất định phải nói với Hồng Liên, không phải ta muốn đảo hôn. Mà là ta thật không có cảm giác với nàng, vừa bá đạo vừa không phải nữ nhân, còn ngực phẳng. Tất Chữ Xuất miệng thổ huyết, nằm dạp trên đất, đang nói sảng. Long Thương Nguyệt xem thường nhìn qua hắn, rất muốn tát hắn hai cái. Phong Phi Vân hoàn toàn có thể hiểu lời hắn nói, nếu Phong Phi Vân phải chết, loại lời này cũng sẽ nói với Nam Cung Hồng Nhan, như vậy nàng mới không quá thương tâm. Ngươi yên tớ, nếu ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng. Phong Phi Vân nói ra, đại gia mày, Tất Chữ Xuất nhảy dựng lên ngay lập tức, lao tới nắm cổ áo Phong Phi Vân. Long cong, một đạo kiếm quang dài trăm thước lại chém qua, một nửa bước cự phách đánh vỡ bình chướng trận pháp đuổi theo ba người. Phong Phi Vân lại thúc giục huyết nhân thần bình tiếp, muốn ngăn cản kiếm quang, mà lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay Phong Phi Vân và huyết nhân thần bình, đụng vào một tòa đại điện. Đại điện sụp xuống. Chôn vùi hắn dưới đất. Sát ý của nửa bước cự phách này phóng lên trời, sát khí đậm đặc trực tiếp đánh bay Tất Chữ Xuất và Long Thương Nguyệt ra ngoài,
hai người toàn thân có nhiều miệng vết thương nhỏ đầy máu, bị sát khí như hóa thành thực chất cắt vỡ. Đối với sát thủ đỉnh cấp mà nói, sẽ không nói nửa câu với kẻ sắp chết, bởi vì trong mắt bọn họ đối phương đã là người chết. Nói chuyện với người chết được cái gì chứ? Tên nửa bước cự phách này cũng là như thế, trong tay bắt ấn quyết, đánh sụp ngói gạch vụn trong đại điện ra chung quanh, một đạo kiếm quang chém thẳng vào Phong Phi Vân bên dưới. Sát khí ngang trời, một kích tất sát. Mặc dù Phong Phi Vân đã nằm trên mặt đất, nhìn thì mất đi lực lượng phản kháng, tên nửa bước cự phách này vẫn không có nửa phần khinh thị, ra tay toàn lực, chỉ khi nhìn thấy đầu Phong Phi Vân rơi xuống hắn mới có thể an tâm. Oanh! Một đạo thần quang màu vàng từ trong mặt đất bay lên, ngưng tụ thành một con cự sư màu vàng, nó lao thẳng tới, trực tiếp đâm tên nửa bước cự phách này thành 5-7 khối, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng, máu tươi phiêu tán các nơi. Thật sự là xuất kỳ bất ý, lực lượng cự sư màu vàng này quá mạnh mẽ, có thể đụng nát một tòa núi lớn. Tất Chữ Xuất và Long Thương Nguyệt đều cho rằng Phong Phi Vân phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại sinh ra biến cố này, quả thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Mạnh như thế, Tất Chữ Xuất há hốc mồm, không tin tu vị Phong Phi Vân mạnh như thế, nếu hắn có chiến lực cường đại như thế, đã sớm vô địch trong thế hệ trẻ rồi. Phong Phi Vân bò dậy từ mặt đất, nói. Tòa đại điện này chính là chủ điện của Phủ Thần Vương, lịch đại thần vương từng tọa trấn nơi này, lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa, vừa rồi ta dẫn động ấn ký sư hồn của thần vương đời thứ 5, do không kịp đề phòng nên có thể đánh chết tên nửa bước cự phách vừa rồi. Phủ Thần Vương thật sự có quá nhiều nội tình, trừ ba đại thiên hầu là lực lượng bên ngoài ra, còn có rất nhiều lực lượng giấu giếm, thậm chí còn cường đại hơn cả ba thiên hầu. Căn bản không có khả năng dễ dàng bị hủy diệt. Nhưng mà lần tập kích quá đột ngột, hơn nữa đám sát thủ đỉnh cấp có ẩn nặc thuật cường đại, còn có chí sư che giấu khí tức cho nên mới khiến Phong Phi Vân không kịp trở tay, căn bản không thể điều động nội tình Phủ Thần Vương, cũng không cách nào triệu hoán lực lượng Phủ Thần Vương trong thần đô, cho nên lâm vào trong sát kiếp. Còn bao nhiêu ấn ký thần vương? Tất Chữ Xuất hỏi. Trong lịch sử có 7 thần vương, dùng xong ấn ký thần vương đời thứ 5. Chỉ còn có 6 ấn ký thần vương lưu lại. Phong Phi Vân nói ra. Tất Chữ Xuất cười như điên, nói. Ấn ký thần vương tương đương một kích toàn lực khi thần vương còn sống. Nghe nói trong 7 thần vương có 2 thần vương là chân nhân. Nếu có thể điều động ấn ký bọn họ lưu lại, đủ chém giết siêu cấp cự phách. Còn mẹ nó, dù sao cũng trốn cong thoát, hôm nay cũng phải kéo mấy siêu cấp cường giả làm đệm lưng. Trận sát kiếp này không chỉ có sát thủ đỉnh cấp của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Còn có tử sĩ Bắc Minh Phiệt bồi dưỡng, một ít nhân vật đứng đầu thế hệ trước cũng ở trong đó, cao thủ thật sự quá nhiều, nhiều vô số kể. Không chỉ muốn chém giết Phong Phi Vân, càng muốn tiêu diệt Long Thương Nguyệt. Long Thương Nguyệt vừa chết, La Phù công chúa gả cho người khác, như vậy không ai có thể cạnh tranh vị trí tấn đế với Long Thần Nhai. Vì đạt được thần tấn vương triều, chả cái giá nào cũng đáng. Chung quanh đều là phế tích, sương mù bao phủ, hàn khí bức người. Trên đỉnh đầu có tầng mây đen trấn áp, không nhìn thấy trời xanh. Trong mông lung có mấy đạo nhân ảnh bay tới, toàn thân bao phủ trong áo đen, có từng đạo khói đen bay chung quanh thân thể bọn họ như có cái kén đen đang bao phủ. Bọn họ đều là sát thủ cao cấp nhất, giờ phút này không có sử dụng ẩn nặc thuật, bởi vì căn bản không cần phải ẩn nặc thân hình, trực tiếp giết ra, tốc chiến tốc thắng. Đến rồi, tổng cộng 8 tên, 4 tên thiên mệnh ngũ trọng. 4 tên còn lạ đều là thiên mệnh tứ trọng. Long Thương Nguyệt nói ra. Tất Chữ Xuất trốn sau một bức tường tan nát, thầm kêu một tiếng. Trời ơi, sát thủ thiên mệnh ngũ trọng, cho dù là thiên kim nhất tiếu lâu cũng không nhiều. 4 sát thủ thiên mệnh ngũ trọng này hoàn toàn khác với mấy thiên tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng khác, 4 người này sát khí mạnh mẽ, sát ý càng đậm, hoàn toàn không nghi ngờ bọn họ có thực lực ám sát nửa bước cự phách. Tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng lúc trước là tử sĩ Bắc Minh Phiệt bồi dưỡng, hoàn toàn không thể so sánh với sát thủ được Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung bồi dưỡng, đây mới thật sự là sát thần, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cần tốn hao rất nhiều tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng ra được. Phong Phi Vân một mình đứng trong cuồng phòng, tóc dài phiêu giật, quần áo như sắt đúc thành, hắn đứng thẳng nơi đó, trong tay cầm thiên tủy binh đảm, hóa thành trường thương, thân thể biến mất tại chỗ, xông thẳng tới. Phốc! Một sát thủ bị mũi thương đâm xuyên yết hầu, mũi thương run lên, cổ nổ tung, máu tươi bay tứ tung. Hai thanh chiến binh sau lưng hắn đâm ra, trên chiến binh có cổ văn chìm nổi, có khắc phù văn, tốc độ cực nhanh,
hơn nữa lực lượng cũng cường đại. Đây là hai sát thủ thiên mệnh ngũ trọng, hai mắt bọn họ không mang theo hào quang tính mạng nào, giống như hai người chết, nhưng rõ ràng lại có hô hấp, hút linh khí vào gọi lôi điện ra. Tốc độ của bọn chúng tự nhiên cực nhanh, nhưng mà tốc độ của Phong Phi Vân còn nhanh hơn, thân thể như gió, tránh thoát hai thanh chiến binh này trường thương ra tay giống như tia chớp màu trắng. Phốc! Lại một tên sát thủ ngã xuống, giống như con diều mất phanh. Rốt cuộc là người phương nào phái các ngươi tới? Trường thương của Phong Phi Vân chỉ vào mi tâm tên sát thủ thứ ba, mũi thương có hào quang màu trắng bắn ra ngoài, sắc bén tới cực điểm. Đối phương không nói một câu, trong miệng phun ra tiểu kiếm màu xanh, phía trên dính đầy nọc độc, ăn mòn cả không khí. Muốn chết! Phong Phi Vân một thương đâm xuyên mi tâm của người nọ, trên đầu tên này có lỗ to bằng đầu ngón tay, máu đen chảy ra, thời điểm hắn phun tiểu kiếm đã nuốt kịch độc vào. Một thanh tiểu kiếm nhiễm độc bị Phong Phi Vân đánh bay, đánh vào thân thể tên sát thủ thứ tư, tiểu kiếm đâm xuyên thân thể người nọ, thân thể bốc cháy ngọn lửa màu xanh, ba hô hấp giã hóa thành cho tàn. Trong tiểu kiếm có độc tính cực mạnh, làm cho người ta líu lưỡi. Tám tên sát thủ đã chết bốn tên, còn bốn tên sát thủ cấp sát thần thiên mệnh ngũ trọng. Bốn tên này vây Phong Phi Vân vào giữa, ngưng tụ sát vực khổng lồ, giống như tường đồng vách sắt. Bốn người đồng thời ra tay, dùng thuật pháp và chiêu thức cường đại nhất giết qua, Phong Phi Vân điều động tinh lực toàn thân, mang thiên tủy binh đảm hóa thành 1000 chuôi tiểu kiếm, bao phủ toàn thân, tranh phong với bốn tên này. Phong Phi Vân vừa giao thủ vừa di động tới gần phế tích đại điện kia, dẫn bốn tên sát thủ vào trong phế tích. Ấn ký thần vương, Khải. Phong Phi Vân đánh ra một đạo ấn quyết, đánh vào lòng đan, sau đó thân thể bay lên né tránh. Bốn tên sát thủ thiên mệnh ngũ trọng phát hiện nguy hiểm, với tư cách sát thủ, cảm ứng nguy hiểm chính là bản năng, bọn chúng muốn thoát đi nhưng đã chậm rồi. Oanh! Một đạo kim quang từ trong lòng đất vọt lên, dài chừng 30 thước, tinh khí trùng thiên, kim quang sáng ngời, bốn tên sát thủ thiên mệnh ngũ trọng bị kim long nuốt vào bụng. Đây đương nhiên không phải kim long chân chính, chỉ là ấn ký linh lực thần vương thứ bảy lưu lại thôi, phía trên nhiễm long hoàng chi khí cho nên mới có hình thái như kim long. Sau khi lực lượng màu vàng bị đánh tan không còn, hóa thành sương mù màu vàng, bên trong có huyết vụ rơi xuống, là bốn tên sát thủ thiên mệnh ngũ trọng, bọn chúng chết hài cốt không còn thừa. Phong Phi Vân còn chưa có thở dốc, một đạo sát khí cường đại hơn từ trong hư không lao xuống. Bá! Một đạo sát khí này đâm vào lưng Phong Phi Vân, thiếu chút nữa chém hắn thành hai khúc. Bị lực lượng này trùng kích, tất chữ suốt nằm dạp trên đất, không cách nào đứng lên. Giống như bị ngọn núi ngàn vạn cân đè xuống. Thân thể Long Thương Nguyệt run rẩy, thiếu chút nữa không cách nào đứng thẳng được. Đây là lực lượng cấp bạc cự phách, khí thế cự phách hoàn toàn bộc phát, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, bay ra một đạo kiếm quang như máu, phía trên có núi thây biển máu chìm nổi, một bóng đen cao tới 100 mét hiện ra trên đỉnh đầu. Thân ảnh khổng lồ giấu đằng sau cự nhân. Đây là sát thủ cấp bậc cự phách. Phong Phi Vân không dám chần chờ. Lập tức dẫn động một đạo ấn ký thần vương, vô số tinh khí ngưng tụ, tụ tập trôi về, hóa thành bóng người màu vàng to lớn, mặc chiến bào, đỉnh đầu thanh vân bao phủ, cầm chiến phủ trong tay, chẳng khác gì kim giáp chiến thần. Đây là ấn ký thần vương đời thứ ba. Nghe nói thần vương đời thứ ba tu thành chân nhân cảnh, tại vị 1600 năm, chính là cuồng nhân chiến đấu xưng hùng cả đời. Đạo ấn ký này ẩn chứa ý chí chiến đấu của thần vương đời thứ ba, cao tới vài trăm mét. Trực tiếp đâm thẳng vào đạo thân ảnh tối sầm trên bầu trời. Thần vương cổ chiến ấn. Trên bầu trời có tiếng kinh hô truyền tới. Một hư ảnh cây búa màu vàng bổ xuống, chém phá mây đen, huyết vũ tung tóe, huyết vũ rơi xuống bốc cháy, thiêu đốt trong không khí, chẳng khác gì lưu tinh. Hư ảnh cây búa này mang theo lực lượng không thể ngăn cản, giống như có thể khai thiên tích địa, mặc dù là sát thần cấp bậc cự phách cũng không thể chịu nổi một kích này. Một cự phách vẫn lạc. Thi thể rơi xuống, huyết dục quá nặng nề, rơi xuống đất tạo thành hố sâu, trong hầm có hỏa diễm đang bốc cháy. Tốt, tiêu diệt một đại gia hỏa rồi. Tất chữ suốt hét to lên. Long Thương Nguyệt vội vàng đi lên, một chưởng đánh vào vết thương sau lưng Phong Phi Vân, hai mắt lạnh như băng, mang theo thần sắc kiên định, lực lượng thôn vệ bạo phát ra. Máu trên vết thương sau lưng Phong Phi Vân tuôn ra, vô số linh khí dọc theo miệng vết thương chảy vào lòng bàn tay của nàng. Rót vào thân thể nàng. Tất chữ suốt vội vàng nhảy ra, mắng to.
Nữ nhân ngươi quá độc ác rồi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh lén hắn, hấp thu tu vị của hắn, ngươi có chỗ tốt gì chứ? Phốc! Long Thương Nguyệt thân thể chấn động mạnh, miệng phun máu tươi bay ra phía sau, lăn trên mặt đất, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng vỡ ra, huyết nhục mơ hồ, giống như vô số thanh đao chém vào, năm ngón tay nhỏ nhắn của nàng như sắp rơi ra khỏi lòng bàn tay. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, vết thương trên lưng chậm rãi khép lại, nhanh chóng ăn linh đan vào, tốt hơn rất nhiều. Hắn đi qua nâng Long Thương Nguyệt dậy, lại lấy một viên tam phẩm linh đan ra cho nàng ăn. Ngoá, Phong Phi Vân, nàng tu luyện tà linh tầm bảo thuật, vừa rồi muốn thôn phệ tu vị của ngươi đấy. Tất chữ suốt kêu lên. Phong Phi Vân nhìn bàn tay Long Thương Nguyệt huyết nhục mơ hồ, lắc đầu, nói. Không, trên người ta bị sát khí của sát thủ cấp bậc cử phách xâm nhập, dùng tu vị của ta không cách nào luyện hóa đạo sát khí cường đại kia. Một đạo sát khí này chạy trong kinh mạch, phá hư cơ năng thân thể, có thể cắn nát lục phủ ngũ tạng của ta, nàng vừa rồi hút đạo sát khí của cự phách vào bàn tay của mình đấy. Thì ra, là như vậy. Tất chữ xuất ho khan hai tiếng, đầy xấu hổ. Long Thương Nguyệt sau khi ăn linh đan chữa thương, quyết đoán giãy giụa thoát ra khỏi tay Phong Phi Vân, lãnh ngạo nói. Ta chỉ sợ sau khi ngươi chết không có ai dẫn động ấn ký thần vương đối phó đám sát thủ kia, ngươi đừng cho là ta muốn cứu ngươi. Tự nhiên là như vậy. Phong Phi Vân gật đầu nói ra. Ấn ký thần vương đã dùng 3 đạo, chỉ còn 4 đạo, một khi 7 đạo ấn ký thần vương dùng hết, chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tất chữ xuất nói ra. Long Thương Nguyệt nói. Phủ thần vương xảy ra chuyện lớn như thế, tất nhiên sẽ kinh động cả thần đô. Cho dù đối phương mời chí sư che giấu khí tức nơi đây, nhưng cũng không thể quá lâu được, chỉ cần chúng ta chống đỡ tới lúc đó, là chúng ta có thể sống sót rồi. Phong Phi Vân nhìn qua phủ thần vương khí lưu hỗn loạn, rất nhiều trận pháp bị phá vỡ, nhiều cao thủ chạy vào bên trong, có cả nhân vật cấp bậc cự phách, khí tức khổng lồ như núi, tình huống rất không ổn, địch nhân khẳng định cũng muốn tốc chiến tốc thắng, không dám kéo quá lâu. Đúng rồi, Phong Phi Vân, biểu tỷ của ngươi không phải ở đây sao? Nàng đi đâu rồi? Tất chữ xuất tận mắt nhìn thấy nữ ma ra tay, một ngón tay đánh 4 tên cường giả của Ngọc Kiền Vương Triều, tu vị cực kỳ khủng bố. Biểu tỷ, đôi mắt Long Thương Nguyệt lườm qua. Sắc mặt Phong Phi Vân ngưng trọng, nói. Không tới mức vạn bất đắc dĩ, không nên đi tìm nàng mới tốt. Hiện tại đã là thời điểm vạn bất đắc dĩ rồi, tất cả mọi người là thân thích, giúp đỡ một chút là được, nàng chắc không nhỏ mọn như thế đâu. Tất chữ xuất nói ra. Phong Phi Vân không có nghĩ sẽ bỏ chạy vào lòng đất mời nữ ma ra tay, trước không nói nữ ma có xuất thủ hay không, cho dù nữ ma ra tay cũng chính là đại chiến kinh thiên động địa, thậm chí sẽ hấp dẫn Tấn Đế chú ý, một khi Tấn Đế biết rõ nữ ma nấp trong phủ thần vương, lại cướp đoạt lực lượng long mạch, khi đó Phong Phi Vân có trăm cái miệng cũng khó giải thích được. Cho nên không tới mức vạn bất đắc dĩ, Phong Phi Vân không hy vọng đi chọc tới nữ ma đầu kia. Một khi sát tính của nàng bộc phát, ai cũng không thể làm nàng dừng lại được. Từ bên ngoài nhìn vào, phủ thần vương vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có gì khác ngày thường. Tường phủ màu đen cao ngất, cửa phủ nguy nga đại khí, trên tường phủ còn có tháp tên, có linh đàn, có chim bay qua. Nhưng mà tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Tường phủ trăm mắt đã sụp đổ, đứt gãy, cung điện bên trong cũng biến thành phế tích, hoang tàn, thi thể thái giám, cung nữ chống chất trên mặt đất. Không có một người sống, ngay cả tu sĩ khách khanh của Phơ Ta Náp Vương cũng tử vong phần lớn, bị tu sĩ Thái Thượng đoạt mệnh cùng ám sát. Một ít lão nhân đi theo lão thần vương giờ phút này phơi thây trên đất, máu tươi tụ tập trong hồ nước, hóa thành hồ máu. Đây là tràng cảnh địa ngục, tiếng kêu than dậy trời. Không ai có thể tưởng tượng phủ thần vương trang nghiêm túc mục đã biến thành bộ dạng như thế này. Một khi có người tiếp cận phủ thần vương sẽ bị tiêu diệt, bị một kích chí mạng giết đi. Người sống không thể đi vào, người sống chạy không thoát. Đứng trên cao, Long Thần Nhan cảm thấy khái cảm không nói nên lời, loại cảm giác trưởng khống sinh tử của người khác vô cùng kỳ diệu, chính hắn như hóa thành thần linh, bao quát cả thiên địa. Người luôn phải chết, người đấu với ta sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Long Thần nhai mũi cao ngất như mũi ưng, trong tay cầm xích ngọc, giống như một quả táo. Bên cạnh trong hư không sinh ra từng hồi rung động. Giống như ném một tảng đá vào trong mặt nước, bên trong có lão giả áo đen đi ra, trong tay cầm huyền vũ thiết trượng, tâm tình thật sự hỏng bét.
Phong Phi Vân dẫn động ấn ký lịch đại thần vương, rất nhiều sát thủ ưu tú của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung của chúng ta đã toi mạng, trong đó còn có một sát thủ cấp bậc cự phách Thái Thượng Trưởng Lão, 5 sát thủ đỉnh cấp nửa bước cự phách, bồi dưỡng sát thủ cấp bậc nửa bước cự phách cực kỳ gian nan, muốn bồi dưỡng sát thủ cấp cự phách càng tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cho dù là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Long thần nhai mí mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói. Ấn ký thần vương tổng cộng có 7 đạo, Phong Phi Vân đã sử dụng 6 đạo, chỉ cần tiêu hao đạo ấn ký thần vương cuối cùng chính là ngày chết của hắn. Lão giả áo đen nhe răng cười nói. Một lần ấn ký thần vương cuối cùng chính là ấn ký thần vương của thần vương đầu tiên, vô cùng cường hoành, ai xông lên thì kẻ đó chính là kẻ chết trước, tử sĩ của ngươi và người Bắc Minh Việt xông lên chịu chết đi. Long thần nhai hừ lạnh một tiếng, nói. Cao thủ Bắc Minh Việt chúng ta chết không ít, các ngươi là sát thủ còn sợ chết sao? Sát thủ không sợ chết, nhưng lại không có nghĩa là tùy ý đi chịu chết. Long thần nhai đang tức giận, chợt nghe tiếng cười rộ vang lên, nói. Chỉ là ấn ký thần vương cuối cùng, một khi phá tan cửa ải này, chính là ngày chết của Phong Phi Vân, tùy tiện phái một người đi chịu chết chẳng phải được sao?